trương 1261 đầu của hắn cơ hồ đều là chọc lóc, ở chỗ đỉnh đầu còn có vài sợi tóc còn lưu lại, lộ ra vẻ đặc biệt khôi hài, ánh mắt của hắn so với thường nhân thì lớn hơn nhiều, lỗ mũi lại là bằng phẳng đường như không nhìn thấy được, miệng giống như là miệng vịt. Ngũ quan như vậy tổ hợp lại, muốn không khó coi cũng không được. Nếu là ai nửa đêm canh ba không ngủ được, thấy một tên xấu như vậy, không chỉ có thể liền đi ngủ, có lẽ càng bị trực tiếp dọa chết rồi. Lúc này đôi môi của nhị nữ đều cắn chảy ra rồi, máu tươi đã bắt đầu chảy xuống. Sư tỷ, cần, cần nhịn lại. Hồng y nữ tử tận lực, để chính mình khắc chế lấy hai bàn tay không tiếp tục xé xiêm y, nhưng mà hai bàn tay tựa hồ đều không nghe lời, không khống chế được, nàng chỉ cảm thấy quanh thân đều có một đoàn liệt hỏa đang bốc lên. Phấn y nữ tử đồng dạng là như thế, mỹ mâu của nàng cũng bắt đầu mê mệt lên. Ta, ta thật nóng, thật nóng. Phấn y nữ tử vừa ngâm nhẹ, vừa đang xé rách xiêm y, trên người chỉ còn lại một phần quần áo nhỏ che lấy thánh nữ phong cao ngất kia. Lan da trắng tinh kia giống như là hảo ngọc tuyệt thế, viên hồn vô phương, lại giống như là quỳnh tương ngọc dịch để cho người ta không nhịn được, mà tận tình nhấm nháp. Hai vị mỹ nhân, ta đến rồi. Phiêu hương vạn lý đã đem quần áo trên người mình toàn bộ đánh tan, lộ ra vóc người gầy trơ xương. Hắn kinh hô một tiếng khẩn cấp liền hướng về phía nhị nữa mà xông qua. Mắt thấy hai cái mỹ nữ liền muốn bị hắn lăng nhục, lúc này một đạo anh tạc vang lên, cấm chế ở cửa động tựa hồ bị phá hoại, động phủ cũng lay động lên, không ít khối đá từ trên đỉnh rơi xuống. Ai dám phá hoại hảo sự của đại gia? Phiêu Hương vạn lý vội vã quay đầu lại quát to. Chỉ thấy một gã thanh niên nhân có khuôn mặt lãnh tuấn bước đi long hình hồ bộ tiến, lại, mục quang của hắn dừng ở trên người nhị nữ đang ở trong thống khổ khoái lạc, trong long mục hiện lên sát ý nồng đậm. Phiêu Hương vạn lý một cái liền nhận ra người trẻ tuổi này lại là vừa mới từ trên bầu trời bay qua. Hắn vốn muốn ra tay kích sát đối phương, nhưng mà vừa nghĩ tới nhân gia có ba tên đế giai đi theo để cho hắn không dám vọng động hắn khiến cho mình tỉnh táo lại trầm giọng nói các hạ chẳng lẽ không biết phá hoại chuyện tốt là chuyện vô cùng đáng hận sao khuôn mặt chân thật củ phiêu hương vạn lý còn chưa có bao nhiêu người thấy qua hắn cũng không nhận ra người trẻ tuổi này là đặc biệt đến để đối phó hắn nhiều nhất chỉ là một người hay quản chuyện nhàn rỗi mà thôi đổi lại là bình thường bị đánh vỡ chuyện tốt hắn sẽ lập tức xuất thủ giết chết đối phương nếu như biết đối phương thế lớn, hắn sẽ lập tức chuồn đi, tuyệt đối sẽ không cho người khác nửa điểm cơ hội bắt được hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng mà hai cái cực phẩm vưu vật ở trước mắt này là, hắn nhiều năm qua đều rất ít khi gặp được, nhị nữ đã phục dụng hợp hoan thảo, hắn cũng không muốn đem thịt ngon đến miệng để cho người khác ăn. Lúc này hồng y nữ tử kia cũng nhìn thấy người đến, nàng còn có một tia lý trí cuối cùng, trong ánh mắt bắn ra thần sắc khó có thể tin, sư, sư đệ, ngươi đến cứu ta à nha? Ta biết ngay ngươi sẽ đến cứu ta. Nàng một lần nữa cắn nát đôi môi, để đai đớn ngăn cản nàng bị lạc mất, nàng cố hết sức mà muốn hướng Lăng Tiếu bỏ qua, nhưng mà lại phát hiện chính mình cả người vô lực, hỏa nhiệt khiến cho nàng khó có thể chịu được. Phấn y nữ tử ở một bên đã chịu không được rồi, nàng chỉ nhìn thoáng qua người đến lẩm bẩm nói, "Không, không thể nào đâu. Hắn, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này được, ta, ta chịu không được rồi, ta thật nóng." phấn y nữ tử kia đã mất đi lý trí cuối cùng, đem một điểm quần áo còn dư lại của chính mình đều giật xuống, một cái thân thể hoàn mỹ như bạch chi ngưng cao xuất hiện ở trước mắt. Phiêu Hương Vạn Lý cũng nhịn không được lướt qua một cái, cổ họng càng không ngừng cuộn lên, hắn khắc chế lấy dục hỏa, trừng mắt nhìn Lăng Tiếu nói, "Các hạ xong chưa, lại không đi ra ngoài chớ trách ta không khách khí." Khí thế của Phiêu Hương Vạn Lý trong nháy mắt mênh mông lên, trong tay nhiều ra một thanh ngân câu, ngân câu lệ mang thiểm thước không ngừng, lẫm liệt trí ý phát tán ra khiến cho người lạnh lẽo đây là một thanh đê cấp thánh khí hơn nữa còn là phong thuộc tính đúng là lúc trước hắn kệ tục nam xuất truyền thừa mà thu hoạch được hắn cũng chính là dựa vào kiện thánh khí này mới nhiều lần hóa hiểm thành an hôm nay hắn bất luận như thế nào cũng không muốn bỏ qua hai đại mỹ nhân ở trước mắt này hy vọng có thể đem người trẻ tuổi này cho kinh sợ mà thối lui người trẻ tuổi này không phải là lăng tiếu đi rồi mà trở lại thì còn có ai sát ý của hắn rốt cuộc là muốn bạo phát rồi lúc phiêu hương vạn lý còn chưa có phản ứng lại, chỉ cảm thấy một cỗ gió nhẹ thổi đến trực diện, một cỗ khí thế áp bách cường đại tạo thành một cái hình dạng, như chân long hướng về hắn gầm thét mà đi. Chân long này mang theo uy thế vô cùng, dường như muốn tê thiên liệt địa, muốn hủy diệt hết thảy. Sau một khắc, cổ họng của phiêu hương vạn lý đã bị nắm lại, thánh khí trong tay hắn cũng đã đổi chủ. Hắn trợn to mắt, trong ánh mắt đều là vẻ khủng hoảng, đồng thời còn hiện ra vẻ chấn kinh nồng đậm. Hắn làm sao nghĩ đến người trẻ tuổi này lại kinh khủng như thế? không chỉ là trên khí thế cùng tốc độ đều để cho hắn có một loại cảm giác không đuổi kịp bất quá hắn dễ dàng bị lăng tiếu bắt được như vậy còn là bởi vì không gian này quá nhỏ cự ly cách lăng tiếu quá gần nếu là ở bên ngoài hắn nhận thấy chính mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị bắt như thế bởi vì huyền đế giai muốn bắt hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy ít nhất hắn là nhận thấy như vậy nhưng mà cái này nếu là để lăng tiếu nghe được lăng tiếu sẽ cảm thấy người này không biết tự lượng sức mình so sánh tốc độ, lăng tiếu cũng chưa từng sợ qua bất luận kẻ nà. Sư, sư đệ, hồng y nữ tử lại một lần nữa miễn cưỡng kêu lên một tiếng, nàng phát ra một đạo tiếng thét trói tai, cuối cùng là giống như nước tràn đê, càng không ngừng đem quần áo trên người mình xé rách. ủng hộ kênh qua haleyzi com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi mắt lăng tiếu trở nên đỏ lên, giống như là dã dạ thú trừng mắt lấy phiêu hương vạn lý đang dãy ruộng quát lên. Người đáng chết, một cái nắm tay khác của hắn giơ lên không, trong nháy mắt xoay tròn lên. Kình phong vô cùng cường đại mang theo linh lực gấp 20 lần giống như là thánh khí toàn lực xuất kích, đầu của Phiêu Hương Vạn Lý đã bị một quyền này trực tiếp oanh thành nát bấy, những huyết tương, não tương kia đều vỡ toang ra, cảm giác ghê tởm giống như là dưa hấu bị ném vỡ, để mọi người cảm thấy ác tâm khó chịu. Lăng Tiếu cũng không vì vậy mà dừng động tác, hắn giống như là dã thú phát cùng liên tục hống lên, ai cho ngươi động vào nữ nhân của ta? Ai cho ngươi động vào nữ nhân của ta, Nắm tay của Lăng Tiếu giống như là mưa, từng quyền oanh ở trên thi thể của Phiêu Hương Vạn Lý. Quyền kinh đáng sợ đem thi thể của Phiêu Hương Vạn Lý trực tiếp oanh nhập vào trong vách tường nham thạch, thi thể kia biến thành bùn nhão rồi, huyết tích loang lổ bắn tung tóe vào khuôn mặt của Lăng Tiếu, để hắn lộ ra vô cùng hung ác dọa người. Lăng Tiếu cũng không biết vung lên bao nhiêu quyền rồi, hắn tựa hồ đều quên dừng lại. Bỗng dưng một cỗ thân thể lửa nóng từ phía sau áp đến, không, hẳn là hai cái thân thể lửa nóng đồng thời truyền đến trên người giống như là bát trào trương ngư gắt gao cuốn lấy hắn cũng không quản hắn cái khỉ gió gì có nguyện ý hay không bắt đầu xé rách y phục của hắn thật nóng thật nóng ta muốn thật nóng thật nóng, thật nóng ta muốn thanh âm của nhị nữ giống như là mộng mị vang lên ở bên tai lăng tiếu thủ trưởng nhỏ mềm kia càng không ngừng sở loạn loạn xé để cho lăng tiếu ngừng lại động tác điên cuồng thần trí của hắn cũng ở trong nhánh mắt lãnh tĩnh lại sư tỷ tỉ, ngươi tỉnh táo một chút ta là lăng tiếu Lăng Tiếu một cái đem một nữ tử ở trong đó ôm vào trong lòng hô hoán nói. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy cỗ thân thể không có chút nào che đậy, một cỗ nhiệt hỏa khác trong nháy mắt dâng tràn lên. Khí tức thổ tức như lan kia sộc vào trong mũi, làn da bóng loáng nõn nà kia, thánh nữ phong đứng thẳng no đủ kia, thắt lưng thon như xà kia, kiều đồn nhô cao kia. Không một cái nào mà không phô bày ra hấp dẫn nguyên thủy nhất, cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng nhịn không được muốn một thân tưới tắm, hơn nữa ở chỗ này không phải là một cái, là hai cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ như điêu khắc, cho dù là thánh nhân cũng muốn phá giới rồi, huống chi là nam nhân như Lăng Tiếu khí huyết phương cương. Lăng Tiếu trợn to mắt, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, hắn mắng nói, khốn kiếp đang chết, lại cho nhị nữ hạ xuống thôi tình dược. Lăng Tiếu muốn đem nhị nữ đẩy ra, nhưng khi nhìn dáng vẻ của nhị nữ đã là hồng triều tràn đầy, lại không kịp thời giải cứu, cho dù là võ giả cường đại hơn cũng muốn bạo thể mà chết rồi, không còn kịp luyện chế giải độc đan rồi, chẳng lẽ, chẳng lẽ thật muốn thừa dịp lúc người nguy cấp hay sao lăng tiếu ở trong lòng lo lắng thầm nghĩ lăng tiếu một mực đều không nhận mình là chính nhân quân tử gì nhưng mà một nữ nhân ở trước mắt nhưng là sư tỷ ngọc liệt diễm ở tử thiên tông của hắn hắn dũ không biết nàng làm sao lại xuất hiện ở chỗ này nhưng mà hắn tuyệt đối không muốn cố ý đi chiếm đoạt nàng hắn còn là thích loại vị đạo nước chảy thành sông kia mà không phải là chiếm đoạt lúc không có ý thức sư đệ lăng tiếu tiếu nam nhân của ta mau yêu ta Ngọc Liệt Diễm cũng không biết là bị mê thất hay còn thật là có thể nhận ra Lăng Tiếu, trong miệng phát ra thanh âm ngâm khẽ, hai bàn tay đã đem áo của Lăng Tiếu xé nát rồi. Lời này của Ngọc Liệt Diễm giống như là thôi tình độc dược, ở trong tai của Lăng Tiếu vang lên, để dục hỏa của hắn càng mênh mông đến cực điểm. Lăng Tiếu cắn răng hạ quyết tâm nói, "Sư tỷ, ta biết là ngươi thích ta, sau này liền biết điều một chút làm nữ nhân của ta đi." Lúc ở Tử Thiên Tông, Ngọc Liệt Diễm không ngừng đùa dẫn hắn, Cuối cùng hắn nhưng là chuẩn bị đem nàng cùng Băng Nhược Thủy đều muốn rồi, chỉ là sau đó phát sinh rất nhiều biến cố, mới để cho bọn họ bỏ lỡ rồi. Hôm nay ở bên trong trung vực rộng lớn vô ngần lại gặp được, hơn nữa còn phát sinh chuyện tình như vậy, đây chẳng lẽ không phải là trời cao sáng tạo cơ hội tuyệt hảo cho bọn họ rồi sao? Lăng Tiếu tùy ý để nhị nữa đối với hắn động tay chân, bàn tay khẽ giơ lên, đem thi thể đã biến dạng của Phiêu Hương Vạn Lý thiêu đốt đến sạch sẽ, để tránh ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, đồng thời hắn cũng lên tiếng nói: ô trưởng lão, đỗ trưởng lão, các ngươi thay ta phong tỏa phụ cận, không để cho bất luận kẻ nào cùng linh thú đi tới trong vòng ngàn thước. Vâng. Hai đạo thanh âm ở bên ngoài vang lên. Quần áo bây giờ của lăng tiếu đã bị nhị nữ xé rách đến sạch sẽ rồi, một cái vóc người tráng kiện giống như là hoàng kim, mỗi một khối cơ nhục đều nổi lên, tràn đầy tính chất bạo tạc. Nhị nữ mơn trớn giống như là mưa tưới nhuẩn vạn vật, để cho cả người lăng tiếu có một loại tính khiêu chiến cực độ, ngón tay ngọc nhỏ nhắn của nhị nữ mang theo vài phần mê thất, càng không ngừng sờ vuốt lấy hắn, đốt lên liệt hỏa hừng hực toàn thân tâm của hắn. Cũng không biết là tay ngọc của ai bắt được kim long thương của hắn, Lăng Tiếu thiếu chút nữa không nhịn được mà cướp co rồi. Anh danh cả đời của bản thiếu gia bị hủy trong một chốc lát này, chỉ cầu hai người các ngươi có thể nhẹ một chút, nhân ra đau. Lăng Tiếu định lấy ra một chút quần áo để trên mặt đất, thân thể nằm xuống, vẻ mặt đau khổ tùy ý để cho nhị nữ đi vùi dập. Nếu là để nam nhân khác nghe được lời này của Lăng Tiếu, chỉ sợ cũng muốn dùng ánh mắt đem hắn khinh bỉ đến chết rồi tên khốn này sợ anh danh bị hủy trong chốc lát không bằng ta thay ngươi đi tới thử một lần cho dù chết cũng phong lưu rồi một người nữ dáng người bốc hỏa đến cực điểm một người khác thì là mỗi một chỗ đều đẹp nhị nữ giống như là phát cuồng ngồi ở trên người lăng tiếu vùi dập khi kim long thương bị một dòng suối hẹp ẩm ướt tiến đến thiếu chút nữa đều muốn bị tan chảy lăng tiếu thầm thở dài thánh khí cũng không qua được như thế nhị nữ luân phiên lên trận thắt lưng kia vặn vẹo điên cuồng từng âm thanh như âm phủ truyền khắp trong động phủ chiến đấu kia vô cùng kịch liệt lăng tiếu giống như là một con thuyền lá bị cuồng phong bạo vũ kia nhấn chìm rồi loại tư vị khoái lạc kia để cho hắn không ngừng ham muốn chớp mắt đã ba ngày trôi qua đỗ thiết lặng lẽ đi tới bên người ô phục thấp giọng nói ô đại sư thiếu gia hắn vào lâu như vậy sẽ không gặp chuyện không may đi ô phục cười nói ngươi cũng đừng gọi ta là ô đại sư rồi sau này tất cả mọi người đều là người mình ngươi gọi ta là lão ô ta gọi ngươi là lão đỗ đi ngừng lại một chút hắn lại nói thiếu ra đi cứu hai tiểu mỹ nhân kia tự nhiên sẽ tốn chút thời gian mọi người đều là nam nhân cần phải hiểu hắc hắc ô phục một khuôn mặt hèn mọn đỗ thiết tự nhiên có thể lĩnh hội ý tứ của hắn đỗ thiên hiển nhiên là đối với bất kỳ nữ nhân nào ngoài tống minh hoa đều không cảm thấy hứng thú chuyển chủ đề nói lão ô ta nhớ kỹ ngươi vẫn chưa gia nhập vào thế lực nào mà làm sao đột nhiên cùng lăng thiếu ra rồi ô phục nhẹ thở dài một hơi nói chuyện này nói đến rất dài đường kim thiên hạ có thể để cho ô phục ta bội phục không có mấy mà thiếu gia đúng là một người trong đó việc này phải từ hai năm trước mà nói cho nên ô phục từ khi ở cốc gia như thế nào cùng lăng tiếu kết oán bắt đầu nói ra liền ngay cả sự tích trong gần hai năm nay của lăng tiếu cũng nhất nhất hướng đỗ thiết nói một lần ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé đây để cho Đỗ Thiết nghe thấy điều cho là ô Phục đang cố ý nói khoác, nhưng khi nhìn cái thần tình nghiêm túc kia, nội tâm triệt để bị kinh ngạc rồi. đệ nhất hoàng tọa, đan minh đan hội đầu danh đã là tiếng vang đặc biệt rồi, nhưng mà nghe chiến tích bưu hãn của Lăng Tiếu ở Phong Vân Thành mà ô Phục nói, để cho hắn chặt lưỡi không thôi. lão Đỗ, người chớ không tin, những chuyện này ta tuy là không có tận mắt chứng kiến, nhưng mà cũng có càng nhiều người chứng thực rồi. người nhìn hai tên đế giai của quỷ u, tông kia ngay cả một chiêu của thiếu gia cũng không đỡ được. Ngươi liền hẳn đã biết ta nói chính là sự thật ô phục vỗ lấy bả vai của đỗ thiết trịnh trọng nói đỗ thiết hồi tưởng lại lúc trước lăng tiếu ném đi đầu lâu của vinh hứa cùng thạch tân quảng trong lòng cũng không có nửa điểm hoài nghi nữa rồi trong lòng hắn thầm nghĩ xem ra thiếu gia là một người vô cùng có dã tâm nói không chừng ngày sau có thể giúp ta báo cử thuyết hận đỗ gia vốn là cũng thuộc về danh môn vượng tộc nhưng mà lại bởi vì chuyện tình của đỗ thiết cùng tống minh hoa mà bị quỷ u tông diệt môn rồi việc này không có bao nhiêu người biết nhưng mà Đỗ Thiết lại là thời khắc nhớ rõ trong lòng. Nếu như lúc trước hắn vì nữ nhân mà may danh ẩn tích, như vậy hắn bây giờ đi theo Lăng Tiếu rời núi cũng có một tầng mục đích khác. Ở trong động phủ, ba cái thân thể trần trụi dán sát vào một chỗ, cảnh xuân toàn bộ lộ ra ngoài. Vùi dập 3 ngày, Lăng Tiếu so với lúc đại chiến với Viên Chiến Thiên còn muốn cực khổ hơn vài phần. Dược tính của Hợp Hoan Hoa quá mức mãnh liệt rồi, mới bắt đầu là nhị nữ vùi dập như không muốn sống, để cho Lăng Tiếu nếm thử mùi vị sảnh khoái bị ngược đãi. Đến sau đó nhị nữ không biết vì sao, cả người đều phát tán ra một loại lực hấp dẫn yêu mị, để cho Lăng Tiếu dần dần bị lạc phương hướng. Ý chí lực của hắn mặc dù đặc biệt kinh người, nhưng mà gặp phải dụ hoặc như vậy, quan hệ thân thiết của hai người cùng chính mình, hắn lại như thế nào mà phòng bị. Cho nên hắn từ bị động biến thành chủ động, điên cuồng mà xâm chiếm lấy nhị nữ, để cho nhị nữ cơ hồ không có thời gian dừng lại. Cuối cùng ba người giống như là bùn nhão ra, nằm lại với nhau. Lăng Tiếu trái phải vuốt ve hai cái thân thể thiếu chút nữa cảm thấy mình là đang nằm mơ. Tuy nói bên cạnh hắn một mực đều có mỹ nữ tuyệt sắc hầu hạ, nhưng mà cũng chưa từng điên cuồng giống như một lần này, cực khổ như vậy, sảng khoái như vậy. Loại tư vị kia căn bản không phải là những nữ nhân kia có thể cho hắn. Từng người kia một mực không dừng được động tác có độ khó cao, đơn giản là muốn mạng người. Nếu không phải là lực chiến đấu của hắn cưỡng hãn một chút, mà nhị nữ cùng hắn có chút chênh lệch, chỉ sợ thật muốn bị ép đến tinh tận nhân vong rồi lăng tiếu cúi đầu nhìn hai cái thân thể hoàn mỹ này trong lòng ít nhiều có chút áy náy hắn đối với ngọc liệt diễm coi như là rất sớm đã có tình tố rồi đoạt lấy nàng cũng không có chuyện gì nhưng mà một người khác là vũ mị nương cùng hắn chỉ coi như là có duyên gặp mặt một hai lần ngay cả bằng hữu cũng nói chưa tới lại cùng hắn phát sinh chuyện tình như vậy đợi đến khi tỉnh lại lại thật là không biết giải thích như thế nào lúc này ngọc liệt diễm ở bên phải lăng tiếu nhẹ nhàng run rẩy một chút Lăng Tiếu nhìn nàng còn đóng chặt song mâu, lông mi khẽ nhíu mà run rẩy, hồng chiều trên khuôn mặt kia còn chưa có từ trong tư nhuận thối lui, lộ ra vẻ vô cùng kiều diễm. Lăng Tiếu hôn nhẹ lên chán nàng một chút thản nhiên nói, "Sư tỷ, ta biết ngươi đã tỉnh rồi, chớ giả bộ ngủ." Ngọc Liệt Diễm đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt vũ mị phóng ra liên thải chi sắc, hai cánh tay của nàng chặt chẽ ôm lấy eo hổ của Lăng Tiếu, nhẹ nhàng mở môi hồng nói, "Ta đây không phải là đang nằm mơ sao?" "Ngươi, ngươi thật là sư đệ của ta, lúc đó nàng ly khai tử thiên tông, lăng tiếu còn bị vây ở trong bí cảnh, mà nàng một lòng muốn cường đại lên, hy vọng một ngày có thể đem bí cảnh mở ra, đem lăng tiếu cứu ra. Đây một mực là tâm nguyện của nàng, cho dù là lăng tiếu chết ở bên trong rồi cũng phải nhìn thấy thi thể của hắn. Cho nên nàng liền đổi vào làm môn hạ của Mỹ Tông trong Tây Bắc, tam đại thất phẩm Tông Môn, hy vọng có thể thu được toàn lực bồi dưỡng của Mỹ Tông, xem có thể hay không để cho chính mình nhanh chóng đều thăng lên. Nàng đến Mỹ Tông cũng xác thực chiếm được tán thành bởi vì nàng cùng Vũ Mị nương đồng dạng là trời sinh mị cốt, tu luyện mị công tuyệt đối là làm ít công to. Đáng tiếc chỉ là tư nguyên ở Tây Bắc có hạn, muốn nhanh chóng đề thăng, không có thật nhiều tư nguyên tốt cung cấp đó là rất gian nan. Cuối cùng sư phụ nàng ở Mị tông không muốn bỏ dỡ thiên phú của nàng cùng Vũ Mị nương, quyết định đem hai người đưa đến trung vực bồi dưỡng, hy vọng nhị nữ một ngày kia có thể cường đại lên, hồi báo Mị tông. Khi ấy sư phụ của nàng cùng một vị chấp sự của Đào Tình Cốc có chút giao tình, cho nên mang theo tín vật ngàn dặm xa xôi đi đến đem chúng nữ đưa vào làm đệ tử của đào tình cốc chỉ là sư phục các nàng cũng không nghĩ đến cái cấp sự kia ở trong đào tình cốc căn bản không có địa vị gì nàng cùng sư tỷ được an bài làm ngoại môn đệ tử thấp kém nhất căn bản không thể nhập vào bên trong pháp nhãn của chút ít trưởng lão không chiếm được bồi dưỡng tốt lòng vòng như thế chúng nữ thân làm ngoại môn đệ tử tư nguyên có được cũng so với ở tây bắc tu luyện thì tốt hơn nhiều huống hồ thiên địa linh khí ở trung vực cũng so với tây bắc nồng đậm hơn nhiều lắm, cho nên dựa vào thiên phú của nhị nữ cũng từ tu vi linh sư giai đạt tới cao cấp vương giai như hôm nay, chỉ là nhị nữ vẫn sống ở trong đào tỉnh cốc, hàng năm thời gian đi ra ngoài là ít lại càng ít, căn bản không biết lăng tiếu so sánh với nhị nữ đã đến trung vực sớm hơn một bước, hơn nữa đã là dương danh oanh động trung vực. nếu như nhị nữ sớm thu được tin tức ở ngoại giới mà nói, chỉ sợ đã sớm tính toán rời chỗ này đi tìm lăng tiếu rồi bây giờ ngọc liệt diễm nhìn nam nhân mà ngày đêm tưởng niệm này cũng cho đây là đang nằm mơ lăng tiếu dùng sức ôm ngược lấy nàng để cho bộ ngực no đủ kia dán ở trên lồng ngực của hắn nói ngươi cảm thụ một chút độ ấm của thân thể này làm sao sẽ giải được ta thật là sư đệ lăng tiếu anh tuấn khả ái nhất của ngươi bỗng nhiên ngọc liệt diễm mở ra cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía lồng ngực của lăng tiếu cắn tới lăng tiếu nào dám vận kình tùy ý nàng cắn trong miệng phát ra tiếng kêu đau á sư tỷ ngươi thuộc họ nhà chó sao ngọc liệt diễm nhà lăng tiếu ra liếm liếm kim sắc huyết dịch trên môi mỹ mâu nổi lên chút thủy vụ ngươi làm sao mà từ trong bí cảnh đi ra được vì cái gì mà không đến tìm ta ngươi có biết hay không sư tỷ ta một mực nhớ đến ngươi đều sắp điên rồi ta hy vọng một ngày có thể tăng cường thực lực đem bí cảnh hủy diện đem ngươi cứu ra ngươi ngược lại tốt rồi lại không có lương tâm lại chạy đến trung vực phong lưu sung sướng ngươi có phải hay không trong lòng căn bản không có ta ngọc liệt diễm cắn răng chảy nước mắt mà nói một đống lớn dường như muốn đem ủy khuất những năm này mà chính mình phải chịu nhất nhất nói ra hết mới cam tâm lăng tiếu cảm nhận được tấm lòng chân thành của ngọc liệt diễm nội tâm cũng là cảm động không thôi hắn mơn trớn lấy nước mắt của nàng nhẹ nhàng nói sư tỷ xin lỗi sau này ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu nửa phần ủy khuất nữa đây nhưng là ngươi nói bây giờ ta đã bị ngươi chiếm đoạt rồi cả đời này đều phải phụ trách đối với ta bằng không ta đem nó bóp nát ngọc liệt diễm thu thập một chút lệ thủy hết sức động tình mà nói với Lăng Tiếu, tay đẹp kia càng đem Kim Long Thương của Lăng Tiếu cầm đến, lực uy hiếp mười phần. Kim Long Thương vốn là đã cụp xuống trong nháy mắt lại trở nên uy vũ lên. Sư tỷ, đừng, đừng như vậy dễ dàng cướp cò đấy. Lăng Tiếu khuôn mặt mang theo vài phần y e thẹn nói, bộ dạng kia cùng, với lúc hắn hung mãnh sát phạt lúc bình thường sắc thật có khác biệt rất lớn. Người tên vô lại này, đều, đều vùi dập bao lâu rồi, còn không đủ. Khuôn mặt của Ngọc Liệt diễm lại càng hồng nhuận vô cùng, nàng bình thường thoạt nhìn thì vũ mị khai phóng, trên thực tế nội tâm của nàng lại không giống như là mặt ngoài, chỉ là nàng nhiệt tình để người ta có chút không chịu nổi, bởi vì nàng lại yêu tinh thân hoài mị cốt, tùy tiện thoáng nhìn một cái cũng sẽ câu khởi lên dục hỏa của nam nhân. Lăng Tiếu cảm thụ lấy ma sát nhuyễn nhục kia của Ngọc Liệt Diễm, loại cảm giác mềm mại kia để cho hắn trở khát vọng lên. Ngọc Liệt Diễm cảm nhận được biến hóa của Lăng Tiếu, không chỉ không có cự tuyệt, ngược lại lại lần nữa trêu chọc dục tình của Lăng Tiếu Lạc Thanh nói, nhân ra phía dưới đau quá rồi, nếu không, nếu không ngươi đối với sư tỷ xử bại hoại đi, ta không ngần ngại, dù sao hai chúng ta đều đã là người của ngươi rồi. Người ngọc ở một bên khác của lăng tiếu tựa hồ đã tỉnh, nghe được lời này của lăng tiếu bị sợ đến không dám di chuyển, mỹ mâu đóng lại thật chặt, vẻ hồng nhuẩn từ khuôn mặt lan tràn đến bên tai. Lăng tiếu cũng phát hiện ra vũ mị nương, chỉ là hắn không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, nên nói cái gì mới tốt đây. Lúc này ngọc liệt diễm nhẹ nhàng tránh thoát cái ôm chặt của lăng tiếu, thánh nữ phong no đủ kia khiêu chiến thị giác thần kinh của lăng tiếu thắt lưng thon nhỏ kia nhẹ nhàng vặn vẹo lại trực tiếp ngồi ở trên người lăng tiếu kim long thương lại một lần nữa bị bao vây lên bại hoại sư đệ ngươi đoạt lấy ta coi như xong ngay cả sư tỷ ta cũng dám động vì trừng phạt ngươi ta muốn đem ngươi ép khô ngọc liệt diễm vuốt nhẹ lấy lồng ngực của lăng tiếu bắt đầu điên cuồng vặn vẹo lên lăng tiếu bị nàng trừng phạt loại này sợ đến chân đều có chút mềm mà vũ mị nương ở một bên hắn nhẹ co lấy thân thể đem đầu chôn ở phía dưới không muốn đi nghe những thanh âm ngâm nhẹ giống như vô nghĩa kia nữa. Nàng thầm nghĩ, sư muội tại sao có thể, tại sao có thể như vậy, thật mắc cỡ chết người. Lăng Tiếu rốt cuộc hiểu được nữ nhân bị khai phá qua đáng sợ giống như là hồng thủy mãnh thú, lấy chiến lực của hắn cũng cảm thấy có chút chịu không nổi. Ngọc Liệt Diễm giống như là kỵ sĩ, phảng phất như không biết mệt mỏi, cũng không biết lên xuống bao lâu, cuối cùng cũng đem sư tỷ của nàng lôi lên, nói thật xinh đẹp, phải hào hào trừng phạt nam nhân bại hoại này vũ mị nương nửa đẩy nửa đưa cũng trở nên điên cuồng lên rồi bởi vì đã trải qua loại này vậy thì triệt để phóng túng một lần đi chỉ sợ bây giờ đi tìm chết cũng vô oán vô hối lần này lăng tiếu triệt để thua thua đến hắn một lần tâm phục khẩu phục rồi hắn hiểu được cổ nhân nói không có canh tác đến ruộng vườn bị phá hoại chỉ có hoàng ngư mệt mỏi trong lòng hắn kêu rên cỏ nhân nói không sai lăng tiếu cuối cùng phải giấu nước mắt đem theo hai cái chân đã mềm nhũn chạy ra khỏi sơn động hắn sợ như vậy đi xuống hắn sẽ mạng vẫn tại chỗ này hai cái này đều là yêu tinh tuyệt thế yêu tinh hấp thu tinh hoa ô phục đỗ thiết cùng với tống minh hoa thấy được lăng tiếu đi ra đều tụ họp lại đây bọn họ nhìn lăng tiếu sắc mặt xanh lè bước đi hữu khí vô lực hết sức lạ lùng ô phục có chút lo lắng nói thiếu thiếu ra đã xảy ra chuyện gì ngươi sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy lăng tiếu nhẹ khoát tay nói ta ta không có chuyện gì chỉ là thương tổn chút nguyên khí, qua hai ngày là tốt. Nói xong, Lăng Tiếu không thể không ngồi xuống đả tọa nghỉ ngơi. Ô phục, Đỗ Thiết cùng Tống Minh Hoa đều là một vẻ mặt không giải thích được. Mà lúc này, một cỗ thiên địa linh khí lại hướng về phía trong động phủ ở không xa bay lướt qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong động có người đột phá. Ba người đồng thời hướng về phía động phủ nhìn qua, ánh mắt mang theo vài phần vẻ lạ lùng. Lăng Tiếu cũng là lạ lùng lên, sau đó đối với ba người nói, các ngươi thay nhị nữ hộ pháp đi trong lòng hắn nghi ngờ nghĩ đến, chẳng lẽ nhị nữ đều giống như Hân Nhi, làm chuyện kia cũng có thể tiến giai hay sao? Nhị nữ ở trong động cũng là có chút mặc danh kỳ diệu, sau khi nhị nữ cũng lăng tiếu kết thúc chuyện kia đột nhiên phát hiện lĩnh ngộ, đối với thiên địa linh khí đạt tới một loại bình cảnh, mà lực lượng bên trong thể nội đan điền cũng đang không ngừng tăng trưởng lên, rất rõ ràng là lúc muốn đột phá tăng cường thực lực. Hai người vừa kinh vừa hỉ, kinh chính là nhị nữ mới đạt tới cao cấp vương giai không lâu, làm sao lại đột phá rồi? đây để cho nhị nữ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thì đương nhiên chính là, chúng nữ rốt cuộc có thể hướng về phía trước bước một bước dài rồi. Nhị nữ đều không dám khinh thường, ngay cả siêm y cũng đều không mặc vào, lập tức toàn lực hấp thu thỏa thích những linh khí hùng dũng mà đến này. Chớp mắt lại trôi qua ba ngày, linh khí ở bốn phía mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Ngoài động, lăng tiếu cười nhẹ nói, chắc hẳn đều là thuận lợi đột phá đi, đây thật là quá để người hâm mộ rồi. Bản thiếu ra liều mạng mà sống, thiếu chút nữa chỉ còn nửa cái mạng rồi nhị nữ lại song song tiến dai rồi. Thiếu gia, bên trong là hai nữ tử kia. Ô Phục ở một bên hỏi. Lăng Tiếu gật đầu nói, ân, là hai người bọn họ. Thiếu gia có một câu ta không biết có thích hợp hay không. Ô Phục lộ ra vẻ do dự nói. Lăng Tiếu nói, có lời ngươi liền nói thẳng đi. Ô Phục trầm ngâm một chút nói, thiếu gia ngươi hôm nay chính là lúc cố gắng khoách trương, khai sáng bá nghiệp, vẫn giảm thiểu chút nhi nữ tình trưởng mới tốt, huống hồ cho dù thiếu gia muốn tìm nữ nhân, cũng nên tìm người xứng với thân phận của thiếu gia, giống như hai nữ nhân này. Thực lực vẫn kém chút ít, thiếu gia ngày sau ngươi muốn thành đế thành thánh đều sẽ không có cái gì khó khăn, mà chúng nữ theo không kịp bước tiến của thiếu gia, sớm muộn cũng sẽ là. Ô phục không có nói tiếp, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Cũng chính là nói, lấy thiên phú của lăng tiếu, muốn trở thành tuyệt thế cường giả không phải là cái gì khó khăn, đến lúc đó thọ mệnh của lăng tiếu sẽ vô hạn tăng trưởng. Mà hai nữ tử ở trong động thực lực cùng lăng tiếu tranh lệch quá lớn, Ngày sau sợ khó có thể đuổi theo bước chân của Lăng Tiếu, cuối cùng sẽ chỉ già đi mà chết, hắn sợ Lăng Tiếu quá mức để ý những nhi nữ tình trường này, đến lúc đó sẽ thương tâm khổ sở, mà sai lầm đại nghiệp xưng bá. Lăng Tiếu cười mỉm nói, "Ô trưởng lão ngươi đại khái có thể yên tâm, dựa vào tu chất của chúng nữ mà nói muốn đuổi theo ta có chút khó khăn, nhưng mà sẽ không kéo ra quá xa, huống hồ ngươi chờ quên ta vẫn là cao giai luyện dược sư, chờ sau khi ta đạt tới bát phẩm trở thành thánh dược sư, chúng nữ dù không muốn tăng lên đều là khó." Lúc Lăng Tiếu nói lời này, trên khuôn mặt đều là vẻ tự tin hết sức. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân của mình dần dần già đi mà tử vong. Chỉ cần hắn một mực cường đại đi xuống, người ở bên cạnh hắn cũng sẽ từng cái trở thành siêu cấp cường giả, có thọ mệnh vô hạn. Lăng Tiếu một mực vững chắc tin tưởng mình có thể làm được một điểm này. Ô Phục thấy Lăng Tiếu kiên trì cũng không nói nhiều thêm cái gì rồi, hắn chỉ có thể ở trong lòng thầm nghĩ, không hổ là đệ tử của Tà Đế đại nhân, xem ra tính cách phong lưu này cũng là giống nhau như đúc mà lúc này, Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương ở trong động song song đi ra. Một người mặc diễm hồng xiêm y, một người mặc phấn hồng chủ đoạn, hai khuôn mặt kiều mị mang theo vẻ hồng nhuận tựa hồ đều giống như nhỏ ra máu, đẹp đến kiều diễm động lòng người, giống như là hai đóa hoa vừa mới nở rộ, đẹp đến khó có thể kiềm chế. Ô phục cùng Đỗ Thiết, hai người sau khi thấy dung nhan của nhị nữ đều hơi có chút ngây người. Tống Minh Hoa ở một bên nhéo eo của Đỗ Thiết một cái nói, nhìn đến con mắt cũng muốn rụng ra rồi. Đỗ Thiết cười khan một chút nói, Minh Hoa đừng hiểu lầm, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, ta chỉ là không nghĩ đến ánh mắt của thiếu gia lại tốt như vậy, khó trách sẽ lâm thời mà phản hồi trở lại. Ô Phục cũng hiểu được Lăng Tiếu vì sao ở ba ngày trước thần sắc xanh lè rồi, trong lòng thầm nghĩ, phúc khí của thiếu gia thật tốt, tùy tiện quản chuyện nhàn rỗi một cái cũng kiếm được hai cái đại mỹ nhân. Sư đệ, ba vị đại nhân bọn họ là. Ngọc Liệt diễm đi tới trước mặt Lăng Tiếu nhìn Ô Phục, Đỗ Thiết cùng Tống Minh Hoa hỏi. Tiếng kêu này của nàng để đám người Ô Phục đều là cả kinh, bọn họ làm sao nghĩ đến cô gái này lại là sư tỷ của thiếu gia đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lăng tiếu kéo lấy tay nàng lại bắt lấy tay của vũ mị nương vũ mị nương vốn định tránh ra nhưng mà lại phát hiện cánh tay kia của lăng tiếu trước một bước bắt được cổ tay của nàng lăng tiếu hướng nhị nữ giới thiệu nói vị này là ô phục trưởng lão vị này là đỗ thiết trưởng lão vị này là đỗ phu nhân tống minh hoa đều là cao thủ nhất đẳng tiếp theo lại hướng ba người giới thiệu nói nhị nữ đều là sư tỷ ngọc liệt diễm vũ mị nương của ta trước kia ở Tây Bắc. Nhị nữ nhìn ra bất phàm của ba người, đối diện ba người khẽ hành lễ nói, liệt diễm, mị nương ra mắt ba vị tiền bối. Ba người kia làm sao dám lấy thân phận áp người, lập tức hoàn lễ nói, hai vị thành chủ phu nhân nghiêm trọng rồi, đây nhưng là không được. Nhị nữ nghe được nghi ngờ, thành chủ phu nhân. Ha ha, các ngươi đều cũng không phải là người ngoài rồi, đều là người mình, chúng ta ở trên đường lại nói đi. Lăng tiếu cười nhẹ nói, mọi người không có ý kiến, đều nghe theo lời nói của Lăng Tiếu, bắt đầu gấp rút lên đường. Bất quá ở trước lúc đi, Lăng Tiếu đem Kim Sắc Lăng Vương triệu hồi ra. Hôm nay Kim Sắc Lăng Vương càng hiển lộ ra uy vũ bất phàm, thân thể cũng biến lớn hơn rất nhiều, khí thế đặc biệt to lớn. Nhị nữ vừa mới đột phá địa hoàng giai đều là bị sợ hãi kêu to một tiếng. Nhị nữ cũng thấy qua không ít linh thú, nhưng mà cao giai linh thú hùng trắng uy vũ như thế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tốc độ các ngươi quá chậm, cùng ta ngồi lên trên lưng tiểu kim đi chúng ta hảo hảo hàn huyên một chút. Lăng Tiếu trước tiên liền nhảy lên lưng sói nói. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương do dự một chút, vẫn mang theo vài phần thấp thỏm bay tới. Ô Phục cũng đem linh thú của hắn triệu hồi ra, đây là một đầu lục giai cao cấp xích diễm điểu, vừa lúc mang theo hắn cùng phu phụ đỗ thiết. Lúc này Ngọc Liệt Diễm kiềm chế không trụ được lòng hiếu kỳ hướng Lăng Tiếu hỏi, sự đệ, đây, đây là linh thú mấy giai? Làm sao ta cảm giác được nó so sánh với lục giai linh thú còn cường đại hơn? chẳng lẽ là lục giai cao cấp hoặc là? Lăng Tiếu cười mỉm nói, vừa mới đột phá thất giai mà thôi. Thất, thất giai mà thôi. Nhị nữ đều đồng thời kinh hô lên, thần sắc vô cùng kinh hãi. Lăng Tiếu nói, đúng vậy, gia hỏa này tiến giai có chút chậm rồi. Tiểu Kim so sánh với bại gia tử cùng long nữ mà nói, cấp độ tiến giai xác thật chậm. Chủ yếu còn là bại gia tử cùng long nữ có các loại cơ duyên, mà cơ duyên thuộc về Tiểu Kim liền thiếu một chút, chỉ có thể dựa vào không ngừng cắn nuốt thú đan để tiến giai nhị nữ bị chấn kinh đến không nói được câu nào, thất giai linh thú nhưng là có thể so với đế giai, có linh thú này ở đây, bên trong trung vực có thể hoàn toàn đi ngang rồi nha. Nhị nữ lúc này mới phát hiện Lăng Tiếu, cùng với hắn ở năm ấy đã hoàn toàn không giống nhau rồi, tựa hồ nhị nữ đã không phải là người trên một cái tầng thứ này. Từ sau khi Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đi tới trung vực, thực lực yên ổn tăng lên. Tốc độ tăng lên này ở trong trung vực cũng không tính là gì, nhưng mà cũng coi như là trung thượng tầng rồi, đây còn là bởi vì nhị nữ không có được bồi dưỡng tốt. Bất quá lấy nghiên kỷ hôm nay của các nàng, nếu là trở lại Tây Bắc, thực lực như vậy đã coi như là vô cùng xuất sắc giỏi, có thể cùng thế hệ trước sánh vai rồi. Bọn họ một mực ăn mừng để thăng khi tới Trung Vực, mà không phải là là ở chỗ Tây Bắc nho nhỏ. Trong lòng nhị nữ một mực đều cảm thấy đối với hiện trạng tương đối hài lòng rồi. ủng hộ kênh qua link com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng mà khi nhìn thấy lăng tiếu đồng dạng đi tới Trung Vực một điểm vui mừng kia của các nàng liền biến mất không còn rồi. Bọn họ mặc dù nhìn không thấu tu vi hiện tại của Lăng Tiếu, nhưng mà chỉ dựa vào tọa kỵ của hắn liền để cho bọn họ cảm thấy nhìn lên. Thất giai Lăng Vương, bất kể là ở địa phương nào đều là tồn tại vô cùng cường đại, cơ hồ có thể dựa vào nó đi diệt sát thất phẩm lục phẩm tông môn bình thường rồi. Các ngươi cũng chớ gấp, đợi có rảnh rỗi ta cùng các ngươi đi kiếm hai đầu thất giai linh thú, để chúng nó làm hộ thân linh thú của các ngươi đi." Lăng Tiếu cho là nhị nữ hâm mộ lập tức chịu trách nhiệm nói lấy thực lực hôm nay của hắn muốn hàng phục thất gia linh thú đã không tính là khó rồi lăng tiếu vậy thực lực bây giờ của ngươi là gì vũ mỹ nương bình tĩnh trở lại hỏi ngọc liệt diễm cũng là một ánh mắt mong đợi nhìn lăng tiếu chờ đợi hắn trả lời ách đây không nói có được hay không lăng tiếu nhẹ vỗ một cái sau đầu nói không được nhị nữ nhất trí nói được rồi nói ra các ngươi cũng đừng bị đả kích thì mới tốt Lăng tiếu cười mỉm nói, tiếp theo hắn mới nói, thực lực của ta coi như là thiên tôn đi. Thiên, thiên tôn. Nhị nữ đều là kinh ngạc, ở trong lòng nhấc lên một phiến kinh đào hải lãng. Hôm nay lăng tiếu mới bao nhiêu, cũng còn chưa tới 30 tuổi đi, so sánh với nhị nữ còn muốn nhỏ 2 hai ba tuổi, lại đã so sánh với nhị nữ cao hơn một cái đại giai vị, tranh lệch này là vô cùng xa. Lăng tiếu không muốn ở trên đề tài này dây dưa, lập tức chuyển đề tài nói, đúng rồi, các ngươi đều nói một chút vì sao sẽ đi tới trung vực hơn nữa còn thiếu chút bị tên ra hỏa xấu xa kia bắt được còn không phải đều là vì tên vô lại nhà ngươi sao ngọc liệt diễm trước tiên ứng nói lăng tiếu sờ sờ mũi bày ra một vẻ mặt vô tội nhớ đến hắn lúc đó trở lại tử thiên tông ngọc liệt diễm cùng băng nhược thủy đều nhất tề biến mất rồi không nghĩ đến sau khi tới trung vực lại là gặp được nghĩ đến duyên phận của một hỏa một băng này đã là do thiên định rồi lăng tiếu không khỏi đang suy nghĩ hắn còn có thể tìm được người yêu thương nhất trong lòng hắn hay không a à? sáu người hai thú cùng nhau hướng về đào thành đi tới, Ngọc Liệt Diễm cũng bắt đầu nói ra nàng như thế nào đi tới trung vực, cùng ngay cả như thế nào bị bắt giữ nhất nhất nói ra. Sau khi nghe xong, Lăng Tiếu không nhịn được nhẹ nắm vai của nàng nói, những năm này khổ cực ngươi rồi, sau này ngươi liền ở bên cạnh ta đi, không ai lại có thể khi phụ ngươi. Ngọc Liệt Diễm nghe lời này, trái tim dị thường thỏa mãn, nàng đem đầu nhẹ tựa vào trên vai của Lăng Tiếu, trên khuôn mặt là nụ cười hết sức hạnh phúc, nhiều năm kiên trì cuối cùng là tu thành chính quả rồi. Vũ Mị Nương ở một bên là có chút ý hâm mộ, nàng đem khuôn mặt ngoảnh sang một bên, trong lòng rất là mê mang. Nàng cùng Lăng Tiếu cũng không tính là quá quen biết, lúc đó ở trong bí cảnh Lăng Tiếu đại phóng dị thải, còn là giãn đến nàng quan sát rồi, chỉ là nàng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ đột nhiên phát sinh quan hệ mất thiết như vậy, cùng Lăng Tiếu, không thể không nói nhân sinh tham thảo giữa nam nữ là dễ dàng phát sinh tình cảm nhất, hơn nữa thân nàng đã là của hắn, càng thêm vừa ý trinh khiết. Huống hồ vài ngày này nàng cũng là triệt để bị thể phách cường hãn kia của Lăng Tiếu chinh phục. Lại thêm Lăng Tiếu đã không còn như lúc xưa, hắn không chỉ có khuôn mặt anh tuấn mị lực, càng phát tán ra một cỗ bá giả chi khí cường đại, mị lực của nam tử triển hiện không nghi ngờ, trái tim của nàng ở trong lúc bất chi bất giác đã là bị bắt giữ rồi. Bây giờ thấy Lăng Tiếu đối với sư muội nàng tốt như vậy, thân thiết như vậy, trong lòng ít nhiều cảm thấy có chút không thăng bằng. Bỗng dưng, bả vai của nàng bị một cái thủ trưởng trầm trọng kéo đến, tiếp theo cả người nàng bị kéo về phía sau rồi, cuối cùng tựa sát vào lồng ngực rộng rãi của Lăng Tiếu. "Ngươi muốn làm gì?" Vũ Mỹ Nương nhẹ nhàng tránh né một chút nói, "Sau này ngươi cùng sư muội đều là người của ta." Lăng Tiếu mang theo giọng nói chân thật đáng tin nói, "Ai là người của ngươi á?" Vũ Mỹ Nương hiện lên khuôn mặt phiếm hồng thấp giọng nói, trái tim không khỏi nhảy lên rất nhanh, một cỗ cảm giác ngọt ngào đánh vào toàn thân tâm. "Chúng ta đều thành thật tương đối rồi, ngươi cũng không thể chối cãi, bất quá ngươi nếu nhìn ta không tốt, muốn đi tìm nam nhân khác ta sẽ không để ý đấy." Lăng Tiếu mang theo vài phần bại hoại cười nói, "Ai muốn đi tìm nam nhân khác?" Vũ Mị Nương mang theo vài phần lo lắng nói, "Ha ha, sư tỷ ngươi bị hắn lừa rồi, hắn sẽ dung nhẫn mà bị cắm sừng sao?" Ngọc Liệt Diễm ở một bên che miệng cười nhẹ nói, "Thật là một cái người xấu." Vũ Mị Nương nhìn khuôn mặt cười cười của Lăng Tiếu, e thẹn cắn lên cánh tay của hắn, "Ai nha, các ngươi đều là thuộc về loài chó rồi." Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng kêu đau. Đào Thành là thành trì trực thuộc thuộc về Đào Tình Cốc, chỗ này lấy yên hoa chi địa mà nổi tiếng trung vực. Lui tới chỗ này đa số đều là một ít văn nhân tao khách, vũ giả vui vẻ đối ẩm chiếm đa số. Bên trong thành trì có rất nhiều kỹ viện đều thuộc về sản nghiệp của Đào Tình Cốc, mà ở ngoài thành còn có một cái hồ, phía trên lại càng cung cấp thuyền phường, để các loại người văn nhã hỉ tụng tầm hoan tác nhạc. Đám người lăng tiêu tới phía trước cái hồ này đã đem linh thú thu vào, khí tức cũng bắt đầu thu liễm, thong thả đi ở bờ hồ, hưởng thụ thanh tĩnh khó có được, vốn lăng tiếu muốn sớm một chút trở về phong vân thành, chỉ là nhìn trên hồ này náo nhiệt bất phàm cho nên đặc biệt đi xem một chút. Hơn nữa nghe Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương giới thiệu, chỗ này là một chỗ kiếm tiền trọng yếu nhất của đào tình cốc. Lăng tiếu cũng mang theo thái độ học tập, xem một chút phong vân thành đến lúc đó có thể học tập nhân ra một chút hay không, chuẩn bị một chỗ giống như yên hoa chi địa, cung cấp cho những dòng binh. Hoặc tán tu kia hàng năm ở tử vong sơn mạch liệp sát linh thú tầm hoan tác nhạc, chắc hẳn cũng là một chỗ thu nhập lớn. Thuyền phường ở bên trong hồ này còn thật không ít, thuê mỗi cái không biết bao nhiêu huyền tinh. Lăng Tiếu mở ra Mỹ nhân phiến, giống như là Huế Mỹ xuất du, hiển lộ ra ý thật là tiêu sái. Ngọc Liệt Diễm từ bên cạnh ứng nói, nghe nói là mỗi chiếc mỗi ngày 100 trung phẩm huyền tinh đi. Hơn nữa xem thuyền phường lớn nhỏ thì giá cả cũng không giống nhau, mà tư sắc của cô nương ở trên thuyền phường cũng không đồng nhất, cho nên tiền thù lao thu lấy cũng không giống nhau. Chỗ này ít nhất đều có mấy trăm cái thuyền phường. Vậy một ngày cũng có mấy vạn trung phẩm huyền tinh thu nhập rồi, hơn nữa phí dụng mà cô nương ở bên trong thuyền phường thu lấy nữa, một ngày thu vào không ít hơn mấy chục vạn trung cấp huyền tinh, một tháng cũng có hơn trăm vạn trung cấp huyền tinh rồi, cứ ngày tháng tích lũy xuống như vậy, đây là một khoản thu nhập kinh khủng bậc nào. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong, tính toán một chút nhẹ thở dài nói, trong long mục của hắn thoáng qua tinh quang, trong lòng đang suy nghĩ nếu như ở Phong Vân Thành, cũng chế tạo một chỗ địa phương tốt như vậy mấy người nhàn rỗi đi dạo, nam thì anh Tuấn bất phàm, nữ thì diễm lệ vô phương, đưa tới không ít du khách nhìn qua. Nếu như ta cũng chế tạo một địa phương như vậy, hai người các ngươi có thể thay ta xử lý không? Lăng Tiếu hướng Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương hỏi. Nhị nữ đều là lạ lùng nhìn Lăng Tiếu, Vũ Mị Nương nhíu mày lên tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như những nam nhân này ngày ngày tầm hoan tác nhạc sao? Trong lòng nàng tương đối ghét những nữ tử lầm lạc hồng chân này, trong lòng nàng là tương đối không thích chỗ yên hoa chi địa này. Lăng Tiếu sờ sờ mũi nói, có các ngươi ở đây, ta lại nào có tinh lực tầm hoan tác nhạc đâu. Ngọc Liệt diễm gắt một cái nói, nói đi, ngươi muốn chuẩn bị làm ra cái địa phương như vậy. Đương nhiên là muốn kiếm huyền tinh, tinh quáng bây giờ không dễ tìm, muốn sinh tồn được, không có huyền tinh không được, những nữ tử bọn họ cam nguyện giao thân ra gia thu lấy huyền tinh, đây cũng không sao, dù sao chỉ cần là tự nguyện, ta đều không phản đối. Lăng Tiếu nói, trên thế giới này, bất kể là ở địa phương nào đều sẽ tồn tại yên hoa chi địa, đây là từ thời đại thượng cổ đã tồn tại rồi, hắn không làm việc này, vậy tự nhiên sẽ có người làm, chỉ cần hắn không đi bức bách những nữ tử kia đi làm, trong lòng hắn cũng sẽ không áy náy, bởi vì tất cả mọi người là vì sinh tồn. Vũ Mị nương chép miệng, muốn nói, cuối cùng cũng không có lên tiếng, bởi vì cái Lăng Tiếu nói đến cũng là sự thật, giống như lúc nhị nữ ở Đào Tình Cốc, liền có không ít đồng bạn thích con đường thái âm bổ dương, vì thế mà tăng cường thực lực, đối với nhị nữ mà nói không có năm ái nữ hoan, ngược lại là một loại bi ai, Nàng không khỏi nghĩ đến nàng cùng sư muội hai người thật giống như, đều là sau khi cùng Lăng Tiếu giao hợp, đột phá một bước tiến vào địa hoàng giai. Chẳng lẽ ta cùng sư muội cũng là như vậy hay sao? Không, đây là không thể nào đấy. Vũ Mị Nương ở trong lòng không dám nói. Sư để nói cũng đúng, nếu như ngươi có thể tìm được địa phương tốt, ta cùng sư tỷ khẳng định có thể giúp ngươi chiếu cố. Ngọc Liệt Diễm tựa hồ đối với việc này rất có hứng thú, nàng tán đồng với ý nghĩ của Lăng Tiếu bởi vì ở trung vực đi lại mà không có huyền tinh là thiên nan vạn nan ngọc liệt diễm nhưng sẽ không quá nhìn xem ý của người khác chỉ cần có huyền tinh thì có tư nguyên tu luyện tự nhiên có thể tăng lên rất lớn nàng cũng không muốn bị lăng tiếu càng kéo càng xa đâu ân cái này đợi trở lại địa bàn của chúng ta rồi lại nói lăng tiếu nhẹ đáp ứng một tiếng nói hắn chỉ là muốn tiền kỳ triển khai để nhị nữ quản lý một chút mà thôi chờ nó đi vào quỹ đạo rồi tự nhiên không muốn nhị nữ đem tâm tư đặt trên những phương diện này địa bàn của chúng ta rốt cuộc là ở đâu ba vị bọn họ lại vì sao gọi ngươi là thiếu gia lại lại kêu ngươi là thành chủ a ngọc liệt diễm trong lòng ngứa ngáy mà hỏi trên đường đi tới lăng tiếu cũng không nói rõ ràng phương thế lực kia của hắn là ở đâu đem nhị nữ khẩu vị đều treo lên đừng gấp cái này các ngươi rất nhanh sẽ biết hiện tại liền đi thôi lăng tiếu nhìn bốn phía một chút không có những chỗ mới lạ khác liền đối với mấy người nói đoàn người đang chuẩn bị vào trong thành thông qua truyền thâu trận đi đến chỗ của hắn lại trở về Phong Vân Thành. Nhưng mà hết lần này, đến lần khác ở sau đó lại có một ít người không thức thời tìm tới bọn hắn. Ai nha, ta nói hai vị sư muội các ngươi đã chạy đi đâu, nguyên lai là đi theo nam nhân ra bên ngoài, thiệt thòi sư phụ ta còn lo lắng cho các ngươi, bây giờ xem ra cuộc sống của các ngươi qua được rất tư nhuận. Một đạo thanh âm quái khí ở bên cạnh mấy người không xa vang lên. Nếu không phải phía sau các nàng đi theo mấy nam nhân khí thế bất phàm, bọn họ đều muốn chạy tới đây của trách rồi. Nữ tử này gọi là Diệu Ngâm, là đệ tử của chấp sự Cam Duẫn, thực lực trung cấp địa hoàng. Ban đầu lúc ở đào tỉnh cốc, Cam Duẫn liền đã nghĩ đem Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương mang theo xuất cốc, nhưng mà lại bị Phiêu Hương Vạn Lý hạ nhuyễn hương tán. Cam Duẫn cùng Diệu Ngâm đều là hôn mê đi. Sau khi các nàng tỉnh lại liền nghe nói Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương bị Phiêu Hương Vạn Lý bắt đi. Vốn Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương chỉ là ngoại môn đệ tử, cho dù mất tung rồi cũng sẽ không khiến cho gợn sóng quá lớn. Nhưng mà lại bởi vì như vậy sư phụ nàng bị trưởng lão trong môn trách phạt, hôm nay thấy nhị nữ dựa sát vào bên cạnh một gã công tử, nhìn dáng vẻ hết sức vui mừng thích ý, để cho nàng hết sức nóng giận. Nàng nhưng là nghe nói qua nữ tử bị phiêu hương vạn lý bắt đi nhưng là chưa từng có người sống, nàng nghĩ mãi mà không rõ nhị nữ vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Việc này nàng cũng không muốn truy cứu, nàng biết bây giờ phải hung hăng giáo huấn hai cái ngoại môn đệ tử này một chút, tránh cho nhị nữ kiêu ngạo đến tận trời rồi đồng thời nàng cũng xem xét đến tu vi của nhị nữ lại bước vào địa hoàng giai rồi nếu như được trưởng lão bên trong môn phát hiện chỉ sợ lập tức muốn thu làm đệ tử chân truyền đố kỵ chi hỏa trong nội tâm nàng càng thêm nồng đậm rồi ngọc liệt diễm cùng vũ mị nương thấy người đến bản năng co người lại trên khuôn mặt mang theo vài phần e sợ bởi vì trường kỳ sống ở trong đào tình cốc đã bị áp bức quen rồi hôm nay dù có lăng tiếu ở bên nhưng mà còn toát ra ý sợ hãi làm sao có nam nhân ngay cả sư tỷ cũng không chào hỏi rồi có phải hay không là các ngươi có năng lực thoát ly khỏi cốc của chúng ta rồi, có thể trong mắt không người rồi?" Diệu Ngâm hết sức tranh chua nói. Nhị nữ đều là trái phải nắm chặt hai tay của Lăng Tiếu, bọn họ cùng Lăng Tiếu ở chung một chỗ đã là không có ý định lại trở về đào tình, cốc nữa rồi. "Sư đệ, chúng ta đi thôi." Ngọc Liệt Diễm kéo Lăng Tiếu ra nói. Bây giờ nhị nữ chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, miễn cho chấp sự hoặc trưởng lão ở trong cốc biết được, lại sẽ phức tạp rồi. Diệu Ngâm nghe được Ngọc Liệt Diễm muốn đi, lập tức đối với mấy người nam nhân ở phía sau nàng vẫy vẫy tay nói các ngươi nhìn hai sư muộn này là của đào tình cốc chúng ta trưởng thành có bao nhiêu phong toa các ngươi ai muốn lên chỉ cần có thể hàng phục liền quy về các ngươi cả nam nhân ở phía sau người nàng đều là nam nhân cường tráng bị nàng câu dẫn đến vốn là cho nàng hưởng dụng bây giờ nàng không muốn động thủ vậy thì để bọn họ thay mặt nàng giáo huấn chúng nữ một chút đi dù sao sư phụ của nàng đang ở phụ cận một lát nữa sẽ đi tới đây cho hai cái tiện nhân này dễ chịu một chút mấy nam nhân này đều có thực lực cao cấp địa hoàng một thân khí tức thảo mãng sát phạt chi khí tận hiện đồng thời trong ánh mắt bọn họ toát ra dục vọng tham lam nồng đậm không thể nghi ngờ tiểu tử chỗ này không có chuyện của ngươi không muốn chết liền cút đi cho ta một trung niên nam nhân chừng mắt lăng tiếu hết sức khinh miệt chỉ lấy lăng tiếu quát lên đúng vậy thừa dịp đại gia tâm tình tốt ngươi cái tiểu phấn đầu này lập tức cút đi hai bé con này chúng ta muốn rồi chúng ta sẽ bao gian thuyền phường hai vị mỹ nhân các ngươi liền hào hào hầu hạ chúng ta tuyệt đối sẽ để cho các ngươi trung thân hồi vị, hắc hắc. Phế thoại ít nói, mau đem nhị nữ mang ra đi. Mấy tên nam nhân này hợp vây lại, một bộ ngữ khí đùa bỡn nói. Nhị nữ bản năng chặt chẽ nhích lại sát lăng tiếu, các nàng biết lăng tiếu có một đầu thất giai linh thú, trong lòng mới không khẩn trương. Lăng tiếu vẫy nhẹ lấy mỹ nhân phiến thản nhiên nói, đem vài con chó điên này đều ném vào trong hồ cho cả ăn đi. Thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, một cỗ lực lượng vô hình từ một bên nghiền áp lại. Phốc phốc, mấy tên nam nhân kia trong nháy mắt bị ép đến thất khiếu chảy máu, bọn họ còn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra, tâm mạch đã bị chấn nát rồi. Lúc bọn họ còn chưa ngã trên mặt đất, một cỗ kinh phòng thổi đến đem mấy người bọn họ ném đến giữa hồ. Tiên huyết của bọn họ trong nháy mắt tràn khắp ra, đem hồ nước ở phụ cần đều nhuộm thành vẻ đỏ tươi, lộ ra vô cùng yêu diễm. Lúc này người ở xung quanh đều bị sợ hãi kêu to một tiếng, không ít người lập tức chạy trốn, không dám lưu lại nhìn kịch hay, sợ tai bay vạ gió mà rượu ngâm đứng nguyên tại chỗ lại là bị dọa đến u mê. Mấy người vừa mới rồi đều là cường giả mà nàng nhìn chúng, cũng cách thiên tôn giai không xa rồi, vừa lúc để cho nàng hấp thu dương khí, tăng lên thực lực. Nhưng mà cường giả ở trong mắt nàng lại mang danh kỳ rượu chết đi, hơn nữa còn thật bị ném vào trong hồ cho cá ăn. Hết thảy phát sinh này chỉ ở trong lúc điện quang hỏa thạch, nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một cỗ cảm giác sợ hãi vô cùng lập tức xâm lấn toàn thân. Các ngươi muốn xử trí nàng như thế nào đây? lăng tiếu hướng nhị nữ hỏi thật giống như mấy người vừa rồi mới chết đi không có một điểm quan hệ với hắn nhị nữ vẫn vẫn đang ở trong mộng nghe được lời này của lăng tiếu mới bình tĩnh trở lại đây chúng ta còn là đi nhanh đi chỗ này chính là địa bàn của đào tỉnh cốc vạn nhất dẫn đến những cao thủ kia liền khó khăn rồi vũ mị nương tính cách cẩn thận nàng không muốn phức tạp sợ cái gì dứt khoát ngọc liệt diễm lại là yên tâm đến nàng đoán được thực lực của ba người đi theo kia chắc hẳn là tương đối kinh khủng cho nên cũng không sợ cái gì nữa rồi. Chỉ là lời của nàng còn chưa hạ xuống, Diệu Ngâm bình tĩnh trở lại cầu xin tha thứ nói, hai vị sư. Sư muội, các ngươi đừng làm loạn, ta. Ta mới vừa rồi chỉ là nói giỡn, ta liền rời đi, ta không bao giờ tiếp tục xuất hiện ở trước mặt các ngươi nữa. Nàng vừa nói, vừa lui về phía sau mà đi, sợ giống như là mấy người vừa rồi mặc danh kỳ diệu liền chết đi. Đứng lại, ai để cho ngươi đi? Ngọc Liệt diễm quát lên. Diệu ngâm đánh một cái lạnh run, hai chân mềm nhũn phát thông quỳ xuống cầu khẩn nói hai vị sư muội các ngươi bỏ qua cho ta đi ta ta có mắt mà không thấy thái sơn gặp phải lựa chọn sinh tử rượu ngâm cũng không dám làm bừa chỉ cần sống nàng không sợ tìm không về cái mặt mũi này ngọc liệt diễm tiến lên hai bước giơ tay lên hung hăng hướng về phía mặt của rượu ngâm đánh qua người cái thối phiếu tử này luôn luôn ỉ vào uy danh yêu phụ kia tới khi dễ hai tỷ muội chúng ta bây giờ không giáo huấn ngươi một chút trong lòng ta khó bình tĩnh Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương lúc ở bên trong đào tình, cốc nhưng không ít lần bị sư đồ rượu ngâm khi phụ, bây giờ không lấy về một điểm công đạo, trong lòng nhị nữ cũng khó qua được. Sư muội ta, ta mắt chó đuôi mù, các ngươi liền thương xót, bỏ qua cho ta đi. Rượu ngâm cũng không hoàn thủ, tiếp theo cầu xin tha thứ nói, nàng ở trong lòng thầm hô, sư phụ ngươi mau lại đây giết hai cái tiện nhân này đi. Ba ba, ai bảo ngươi khi phụ chúng ta. Ngọc Liệt Diễm liên tục tát lấy, Đem khuôn mặt kia của Diệu Ngâm cũng đánh cho sưng đỏ vô cùng lên, khóe miệng cũng tràn ra không ít vết máu. "Sư tỷ, ngươi cũng đến đánh mấy cái, tâm tình khá hơn nhiều." Ngọc Liệt Diễm quay đầu đối với Vũ Mị Nương gọi nói. Vũ Mị Nương do dự một chút vẫn là đi qua, cũng hung hăng đánh cho Diệu Ngâm một tát. "Ha ha, ngươi cũng có hôm nay." Vũ Mị Nương tát một cái cảm thấy rất thoải mái, sau khi chế nhạo một tiếng lại liên tục tát mấy cái nữa. Diệu Ngâm cũng là xấu hổ muốn chết đi rồi, bị tát ở trước mặt mọi người nàng ngay cả tôn nghiêm căn bản cũng không còn nữa rồi bỗng dưng ba đạo khí thế cường hoành đều từ không xa lướt tới dây các ngươi hai cái tiện nhân này lại dám đánh đồ nhí của ta đều muốn làm phản rồi một đạo thanh âm tức tối vang lên một đạo thủy lãng cường hãn hướng về phía ngọc liệt diễm cùng vũ mị nương oanh tới ngọc liệt diễm cùng vũ mị nương đại kinh nhị nữ biết sư phụ cam dẫn của rượu ngâm đã đến rồi đang ở lúc thủy lãng kia muốn trùng đến phía trước hai người một cỗ lực lượng vô hình đem những thủy lãng kia oanh diệt rồi. Người nào lại dám quản chuyện của Đào Tình Cốc chúng ta? Cam Duẫn hạ xuống phía trước không xa kinh quát lên. Ở bên cạnh nàng còn có một nam một nữ, đều là trung niên nhân, nhân, nam chính là có thực lực cao cấp thiên tôn, còn nữ kia thì giống như là Cam Duẫn đều có thực lực trung cấp thiên tôn. Sư phụ, người nhưng đến rồi, mau giết hai cái tiện nhân này. Diệu Ngâm la lên một tiếng, muốn từ mặt đất đứng dậy trở lại bên cạnh sư phụ của nàng. Ai cho ngươi đứng lên, lăng tiếu nhàn nhạt nói một tiếng rượu ngâm kia vừa muốn đứng lên lại bị lực lượng vô hình cầm cố lấy một mực gắt gao quỳ trên mặt đất không di chuyển được các hạ rốt cuộc là ai ngươi chẳng lẽ là phiêu hương vạn lý hay sao cam duẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào lăng tiếu hỏi ha ha, tên quái dị kia có thể đẹp trai bằng bản thiếu ra sao chẳng lẽ con mắt của ngươi bị ghen che hết rồi lăng tiếu lắc nhẹ lấy mỹ nữ phiến cười nhạt nói ngươi tiểu tử miệng lưỡi thật bén nhọn xem ta xé nát miệng của ngươi cam duẫn thẹn quá hóa giận kiều quát một tiếng ngưng tụ thành một cái thủy hình trường ảnh hướng về lăng tiếu oanh tới xong thủy hình trường ảnh của nàng còn chưa tới trước lăng tiếu thì đã có một đạo khí thế càng thêm đáng sợ so với nàng hạ súng trên đầu nàng duẫn nhi cẩn thận tên nam thiên tôn kia phát hiện ra dị trạng kinh quát lên đáng tiếc lời của hắn cũng đã chậm cam duẫn đã giống như là đan pháo bị đập bay ra ngoài nam thiên tôn kia lập tức triển khai thân hình hướng về phía cam duẫn lướt tới đem nàng bắt lại, nhưng mà kình lực trùng kích vào lớn vô cùng, ngay cả hắn cũng bị bắn bay ra thật xa mới dừng lại được. Đế, đế giai cường giả. Nam Thiên Tôn kia ở trong lòng kinh hô. Hắn đã là cao cấp Thiên Tôn rồi, bên trong cường giả có thực lực Thiên Tôn, tuyệt đối sẽ không thể đem hắn chấn bay xa như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ tới đối thủ cao giai càng thêm đáng sợ hơn rồi. Hắn nhìn về phía Cam Duẫn ở trong lòng, khuôn mặt của nàng đều vặn vẹo rồi, không ít răng cũng bay đi, lộ ra vẻ ác tâm khó coi cực kỳ. Mạnh Đạt, ngươi, ngươi phải thay ta chút giận, đau chết ta." Cam Duẫn giống như là tiểu hài tử vùi đầu vào trong lòng Nam Thiên Tôn kia khóc lóc nói. "Im miệng, đối phương có siêu cấp cường giả ở đây, chúng ta tuyệt đối không thể khinh cử vọng động." Nam Thiên Tôn kia kinh quát lên. Hắn bây giờ đang suy nghĩ có phải nên lập tức quay đầu bỏ chạy hay không, bởi vì lấy thực lực của đối phương muốn bóp chết bọn họ là chuyện dễ dàng, hắn không muốn vì Cam Duẫn mà đánh mất tính mạng. "Các ngươi đều lại đây cho bản thiếu gia, ai dám chạy giết không tha!" Lăng Tiếu nhàn nhạt lên tiếng nói, nếu những người này đụng vào trên tay của hắn, tự nhiên là muốn chút giận cho nữ nhân của mình rồi. Vẻn vẹn chỉ là một cái đào tình cốc, Lăng Tiếu hôm nay lại như thế nào sẽ để trong lòng. Đối phương cho dù không có huyền đế chân chính ở đây, ít nhất cũng có cường giả nửa bước huyền đế, hắn làm sao dám cùng nhân gia gọi nhịp. Không nghe thiếu gia nhà ta để các ngươi đi tới sao? Một đạo thanh âm sâu kín vang lên, một đạo nhân ảnh đã bước lên một bước liền đến trước mặt Mạnh Đạt một cỗ khí thế đáng sợ áp đến ba người bọn họ đều lui trở về xuất thủ ngăn cản tự nhiên là ô phục nửa bước đế dai rồi đỗ thiết cùng tống minh hoa dù muốn ra tay nhưng mà đối phó với đối thủ như vậy để cho bọn họ xuất thủ liền lộ ra có chút giết gà dùng dao mổ trâu rồi vị đại nhân này chuyện này không liên quan đến ta ta cũng không phải là người của đào tình cốc mạnh đạt đem cam duẫn ném ra ngoài vội vã chối bỏ quan hệ nói hắn xác thật không phải là người của đào tình cốc Hắn chỉ là nhất giới tán tu, là một trong những người gian dâm của Cam Duẫn. Mạnh Đạt, làm sao ngươi có thể như vậy? Cam Duẫn mang theo phẫn nộ trừng mắt với Mạnh Đạt quát, lúc bọn họ cộng đồng quan hệ, nói được bao nhiêu thể non hẹn biển, biển cạn đá mòn, hôm nay mới bắt đầu có chút nguy hiểm liền bắt đầu đại nạn liền chạy, cái quan hệ thuần lấy giao dịch này của bọn họ thực sự là vô cùng không thể dựa vào. Một gã trung cấp thiên tôn khác thì tương đối tỉnh táo một chút, nàng nhìn về phía Lăng Tiếu thản nhiên nói, các hạ rốt cuộc là người phương nào, vì sao làm địch với đào tình cốc chúng ta. Tên trung cấp thiên tôn này chính là chấp sự quản lý sinh ý thuyền bạc ở phụ cận, tên là Ninh Nhân, cùng cam dẫn đồng dạng đều là có quan hệ với mạnh đạt, tu luyện đều là xá nữ đại pháp thải dương bổ âm. Lăng tiếu không để ý tới Ninh Nhân, àm là nhìn Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương nói, nếu đào tình cốc chiếu cố các ngươi nhiều năm như vậy, là nam nhân của các ngươi, không hảo hảo báo đáp bọn họ thật là không được tiếp theo lại kinh quát lên, ba người các ngươi còn không nhanh cút xuống cho ta. Trong ngữ khí của Lăng Tiếu ẩn chứa lấy long uy lớn lao, một cỗ hoàng giả chi khí cường đại phát tán ra. Mạnh Đạt, Cam Duẫn cùng Ninh Nhân cả người run lên, trong nội tâm cũng sản sinh là một loại sợ hãi. Bọn họ đều có chút kinh hãi từ trên bầu trời hạ xuống. Vị, vị thiếu gia này, ta, ta thật không phải là người của Đào Tình Cốc, ta, ta cùng bọn họ cũng chỉ là chi giao hời hợt mà thôi. Mạnh Đạt mang theo vài phần thần sắc khúm núm hướng về phía Lăng Tiếu khẽ khom người nói: "Thật không nghĩ đến ngươi lại là tiểu nhân như vậy, lão nương thật là nhìn thấu ngươi rồi, thiệt thòi cho ta còn đem đệ tử trong cốc mang đến cho ngươi hưởng thụ." Cam Duẫn mang theo vẻ vô cùng tức tối đối với Mạnh Đạt. "Hắc hắc, đây cũng là ngươi cam tâm tình nguyện, liên quan gì đến ta?" Mạnh Đạt lộ ra một bộ dạng đê tiện cười nói: "Thật là đồ vô sỉ." Ninh Nhân cũng ở một bên mắng nói: "Tốt lắm, bản thiếu gia không có thời gian nhìn các ngươi ồn ào." lăng tiếu âm u nói tiếp theo lại đối với ngọc liệt diễm cùng vũ mị nương hỏi chính là yêu phụ này muốn ép ngươi đi hầu hạ nam nhân này lúc lăng tiếu đang nói chỉ hướng cam duẫn cùng mạnh đạt trước lúc đến đào thành nhị nữ đã đem chuyện phát sinh trước đây ở đào tình cốc nói ra một lần với lăng tiếu lại càng đem hành động của cam duẫn sư đổ lúc trước đối với chúng nữ nói ra không biết bao nhiêu lần nhị nữ đều đồng thời hướng về phía lăng tiếu gật gật đầu nói nhị nữ cảm nhận được bá khí của lăng tiếu cảm nhận được mấy người cường đại ở phía sau người hắn trong lòng không khỏi an tâm, phảng phất hết thảy mọi chuyện đều không làm khó được hắn, một cỗ cảm giác dựa vào nồng đậm tự nhiên mà sinh. Ngươi, các ngươi đừng nói mò, ở trong cốc ta đối với các ngươi rất tốt, đều không trách mắng qua các ngươi. Cam Duẫn lập tức biến sắc mặt nói, nàng không rõ hai cái ngoại môn đệ tử này làm sao lại dựa vào trên công tử như vậy, nhưng nhìn tư thế của nhân gia cũng biết thế lực ở sau lưng không kém, nàng làm sao còn dám nửa phần lớn lối nữa. Ha ha, đây lại càng không liên quan đến ta rồi ta từ đầu đến cuối còn chưa thấy qua hai vị Mỹ. Cô nương, còn thỉnh vị thiếu gia này nâng lên cánh tay cao quý. Mạnh đạt giả vờ chấn định cười nói. Lăng tiếu thật không thích cùng với bọn họ nói phế thoại, lập tức nói, đều đem ba người bọn họ ném đến trong sông cho cả ăn đi. Khi phụ qua nữ nhân của hắn, còn muốn bình an vô sự, đó là không có khả năng. Ngươi, ngươi không thể, không thể làm như thế, đào tình cốc chúng ta sẽ không. Cam Duẫn kinh hoàng nói, đồng thời nàng cũng không quản được sống chết của đồ đệ mình, lại một lần nữa cấp tốc mà chạy trốn. Đáng tiếc Ô Phục nhận được mệnh lệnh, đã oanh ra hỏa mang diễm lên đem nàng tầng tầng bao trùm, lại. Mạnh Đạt biết chuyện không ổn, hắn lần này không trốn, cũng không tiếp tục cầu xin tha thứ, ngược lại hướng về phía Lăng Tiếu lướt qua. Hắn biết chỉ cần khống chế được người trẻ tuổi này, hắn liền có hy vọng chạy trốn rồi. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng rồi. Mạnh Đạt trưởng hình hóa trảo hướng về phía cổ của Lăng Tiếu bắt tới. Nhị nữ ở bên cạnh Lăng Tiếu đồng thời kinh hô, cẩn thận Lăng Tiếu lông mày chợt nhíu lên một chút cười nhạt nói, ta chính là khinh người thì lại làm sao? Nói xong, thân hình của hắn động cũng không động, một cái quyền đầu đơn giản đón chào ảnh kia đập phá mà qua. Không biết tự lượng sức mình, Mạnh Đạt ở trong lòng cười thầm nói. Hắn nhìn thực lực của Lăng Tiếu chỉ là địa hoàng giai, lại dám xuất quyền tiếp chiêu, trong lòng rất là đắc ý. Đáng tiếc khi chảo của hắn tiếp xúc đến quyền đầu của Lăng Tiếu, hắn lập tức biến sắc rồi. Răng rắc, quyền kình vô cùng cường đại giống như là vẫn thạch đập phá xuống, đem ngón tay của hắn trực tiếp đập nát không chỉ như thế còn có một cỗ man kình đáng sợ trực tiếp đánh nhập vào trong tay hắn phá hoại ra thịt kinh mạch xương cốt của hắn một cánh tay như vậy bị oanh thành nát bấy rồi huyết vụ đầm đìa tung tóe ra lộ ra dọa người vô cùng cho là bản thiếu ra thực lực kém dễ bắt nạt sao lăng tiếu cười nhạt một chút thân hình chuyển một cái thân thể liền đến gần mạnh đạt đang hướng về phía sau rút lui lại là một cái kim quyền hung hăng đập phá mà qua quyền đầu có thể so với thánh khí trực tiếp xuyên thủng phòng ngự vệ giáp của Mạnh Đạt, xuyên qua thân thể hắn, một chút nội tạng ở bên trong đều lộ ra rồi, lộ ra vẻ vô cùng ghê tởm. Mạnh Đạt đến chết vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, trong mắt hiện lên vẻ chân kinh cùng không cam lòng nồng đậm. Ai, làm bẩn tay của bản thiếu gia rồi. Lăng Tiếu nhẹ thở dài một tiếng, thuận tay ném một cái, đem thân thể của Mạnh Đạt vứt vào trong hồ ở không xa. Một bên khác Ô Phục cũng đem cam duẫn đốt thành hỏa nhân, đồng dạng đem nàng ném đến giữa hồ. Nữ nhân này giao cho các ngươi ném xuống hồ đi. Lăng Tiếu chỉ vào rượu ngâm đang run run quỳ trên mặt đất thản nhiên nói, "Không, van xin các ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho các ngươi." Rượu ngâm đã bị dọa đến vỡ mật rồi, lập tức khóc giống lên cầu xin tha thứ nói. Lăng Tiếu không ngó ngàng tới, chỉ là cấm cố lấy một thân lực lượng của nàng, tùy cho Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương thi hành. Kết quả kia không cần nói cũng biết, nhị nữ cũng không phải là loại mềm lòng nương tay gì, giết một cái địch nhân cũng không phải chuyện không được. Chỉ là chúng nữ đối với thực lực của Lăng Tiếu Triệt để chấn kinh rồi. Trước đây Lăng Tiếu chỉ nói hắn có thực lực thiên tôn giai, chúng nữ đều cảm thấy hắn có thể là đê giai thiên tôn, bởi vì Lăng Tiếu quá trẻ tuổi, có thể đạt tới một bước này đã là thiên phú tương đối xuất sắc rồi. Nhưng mà nhị nữ biết Cam Duẫn là trung cấp thiên tôn, mà kẻ gian dâm kia của nàng thực lực tựa hồ còn cường đại hơn, thực lực hẳn là đã đạt tới cao cấp thiên tôn rồi. Nhưng mà liền cường giả cao cấp thiên tôn như vậy ngay cả một chiêu của Lăng Tiếu cũng đỡ không được, đây để cho nhị nữ hiểu rằng thực lực của Lăng Tiếu là kinh khủng cỡ nào, đây tuyệt đối không phải là thực lực của một gã đệ cấp thiên tôn là, có thể có được, ít nhất cũng là thiên tôn đỉnh phong, thậm chí đã là tồn tại vượt qua thiên tôn. Bằng không, làm sao có thể một chiêu diệt sát một gã cao cấp thiên tôn được. Hồi tưởng lúc đó, Lăng Tiếu cùng nhị nữ ở Tây Bắc, thực lực cùng nhị nữ chênh lệch không nhiều, hôm nay lại là khác biệt giữa trời với đất để cho nhị nữ từ trong nội tâm có cảm giác áp chế thật sâu ninh nhân còn sống ngay cả động cũng không dám động nàng đã là bị chấn hám lại rồi nàng sợ người tiếp theo chết đúng là nàng nàng không rõ đám người cam duẫn làm sao trêu chọc vào địch nhân cường đại như vậy còn để cho nàng lâm vào cảnh lưỡng nan đây nhưng như thế nào cho phải đang ở lúc nàng sững sờ ở nguyên tại chỗ không biết làm sao trong thức hải của nàng tự hồ có cái gì đó xông vào để cho nàng ở trong nháy mắt trở nên ngốc trệ lên trong thức hải linh hồn của nàng phủ hiện lên muốn đem những thứ phù văn quỷ dị không hiểu xông vào trong thức hải kia của nàng khu trừ. Đáng tiếc linh hồn lực kia của nàng căn bản không đủ để phản kháng những phù văn này. Từng cái phù văn càng không ngừng xông vào tạo thành trận đồ huyền ảo hướng về linh hồn của nàng chú hạ xuống. Nàng cơ hồ không có đường phản kháng gì đã bị những phù văn này hoàn toàn áp chế xuống, những phù văn này càng không ngừng tiến vào trong linh hồn của nàng, dần dần chiếm cứ địa vị chủ đạo. Thiếu gia, cái này xử lý như thế nào? Ô phục đến bên cạnh Lăng Tiếu chỉ Ninh Nhân hỏi, Lăng Tiếu phải sau một lát mới bình tĩnh trở lại nói, người này đối với ta còn hữu dụng. Ngừng một chút hắn nhìn về phía Ninh Nhân nói, ngươi lại đây một chút. Vâng, thưa chủ nhân. Ninh Nhân từ trong ngóc trệ bình tĩnh lại, hướng về phía Lăng Tiếu đi đến. Người ở tại tràng lại càng ngây ngẩn cả người. Bọn họ không rõ Ninh Nhân này tại sao lại gọi Lăng Tiếu là chủ nhân. Sau này ngươi vẫn gọi ta là thiếu gia đi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Lăng Tiếu nói cho nên hắn liền hướng ninh nhân hỏi một chút vấn đề về thuyền phường lăng tiếu ngoài ý muốn chính là ninh nhân này nguyên lai là chấp sự chấp trưởng những thuyền phường này đây thật để cho hắn mừng rỡ hắn vốn định để ngọc liệt diễm cùng vũ mị nương chế tạo một chỗ tiêu khiển như vậy bây giờ đem ninh nhân khống chế được rồi vừa lúc thay hắn đi giải quyết cái vấn đề này đi thôi chúng ta đi đào tình cốc các ngươi vấn an cốc chủ của các ngươi một chút lăng tiếu đột nhiên thay đổi chủ ý nếu đã giết người trưởng lão của đào tình cốc ở phụ cận đã phát hiện rồi dứt khoát đã làm thì làm đến cùng đến đào tình cốc một chuyến đi nghĩ đến lấy danh vọng hôm nay của hắn đào tình cốc nho nhỏ này không đến nỗi quá mức lớn lối đi mấy chục đạo tiếng gió chuyển lại mấy nữ tử thiên tôn giai cùng với mấy chục tên địa hoàng từ trên trời hạ xuống rốt cuộc người phương nào ở chỗ này sinh sự một nữ nhân đã già sau khi vừa mới hạ xuống đất lập tức hỏi lão bà này đã có thực lực cao cấp thiên tôn rồi chính là lĩnh đội của nhóm người này lúc này ninh nhân đi lên nói thành chủ vị này là lăng tiếu thiếu ra đến từ phong vân thành đang chuẩn bị bái phỏng cốc chủ chúng ta lời này vừa ra người của đào tình cốc lập tức đều trở nên kinh hãi lên tên tuổi của lăng tiếu ở trong mấy năm nay giống như là tuệ tinh quật khởi lên lấy một loại thế xét đánh không kịp bưng tai trong nháy mắt liền oanh động trung vực mỗi một chuyện đều đủ để cho rất nhiều người trẻ tuổi cúng bái cũng để cho rất nhiều nhân vật thế hệ trước sùng bái lão bà này thân làm thành chủ của đào thành tự nhiên nghe nói qua uy danh của lăng tiếu nàng như thế nào cũng không hiểu Lăng Tiếu, này tại sao bất thình lình liền muốn đến bái phỏng cốc chủ của bọn họ? Chẳng lẽ bởi vì truyền tình vừa mới phát sinh còn chưa đủ giải hận, muốn tìm cốc chủ của bọn họ lý luận một hai? Đào Thành Thành chủ không dám truy cứu chuyện vừa mới phát sinh, thần sắc trở nên nhiệt tình vài phần nói, không biết Lăng Thành chủ muốn gặp cốc chủ nhà ta có chuyến gì? Có bái hữu kiến thiếp hay không? Bình thường giữa các thế lực với nhau, nếu như không phải là rất quen thuộc mà nói, song phương đều phải có thiếp mời hẹn trước mới quyết định thời gian gặp mặt. Lăng Tiếu là vừa lúc đi qua, lại như thế nào lại có bái hữu kiến thiếp được. Hắn có chút không nhịn được nói, quên đi, ngươi đã không đi thông báo, chúng ta đây trực tiếp qua đó vẫn an nàng đi. Lấy uy vọng hôm nay của hắn, gặp thủ lĩnh của một thế lực ngũ phẩm tông môn còn không đến nỗi hắn phải khách khí. Như vậy, thành chủ kia có chút ngượng ngùng nói, đây, vẫn do ta đến dẫn đường đi. Nàng nghĩ thầm, nhân ra ngay cả thái tượng trưởng lão của cổ gia cũng dám giết, nếu là chọc giận hắn, mang đến phiền toái đến trong cốc, vậy thì thảm rồi. Không cần, chúng ta liền nhanh chóng đi thôi. Vũ Mị Nương có chút lo lắng nói. Vô phương, bọn họ chiếu cố các ngươi bao lâu, vẫn ăn một tiếng là chắc chắn đấy. Lăng tiếu không cho Vũ Mị Nương cơ hội phản đối, khoát khoát tay nói. Ngay lập tức đoàn người liền hướng vào chỗ ở của đào tỉnh cốc đi qua. Lúc này... Lăng tiếu cũng không muốn che giấu cái gì, trực tiếp triệu hồi tiểu kim ra, cưỡi lên lưng nó lại cùng nhị nữ đi đến đào tỉnh cốc những trưởng lão cùng hộ vệ kia của đào tình cốc thấy đầu thất giai lăng vương hùng trắng này chân cũng bị sợ đến có chút run run lên rồi lúc đi tới đào tình cốc lập tức có trưởng lão ở bên trong đi ra hỏi người phương nào dám tự ý đến đào tình cốc chúng ta đây là một trung niên mỹ phụ đi theo nàng còn có không ít nữ tử có tu vi thiên tôn cùng với địa hoàng giai tất cả đều là nữ nhân tư dung đại đa số đều là thượng giai có mập có gầy yên hồng liễu lục để người nhìn cũng hoa mắt rồi còn may bên cạnh lăng tiếu một mực đều có mỹ nhân tuyệt sắc, nếu so sánh, những nữ tử này liền lộ ra tục khí nhiều lắm. Tên đào thành thành chủ kia tiến lên phía trước nói, hồng trưởng lão, vị này là lăng tiếu lăng thành chủ đến từ phong vân thành, thỉnh đến bái kiến cốc chủ. Phong vân thành thành chủ lăng tiếu, tên trưởng lão kia kinh hô. Vâng, còn thỉnh hồng trưởng lão định đoạt. Đào thành thành chủ gật đầu ứng nói. Tên trưởng lão nội môn kia do dự một chút nói, không biết lăng thành chủ có chuyện gì cần bái phòng cốc chủ nhà ta tốt để cho ta trở về bẩm báo với cốc chủ. Cần gì phiền toái như vậy, Lăng Tiếu ta đi qua nơi đây, bái phỏng cốc chủ của các ngươi cũng là nên làm, chẳng lẽ các ngươi xem thường Lăng Tiếu ta hay sao?" Lăng Tiếu lờ mờ có chút buồn bực nói. "Không, không phải là ý tứ này, ngay trước thỉnh đến trong cốc uống trà, ta liền hướng cốc chủ nhà ta bẩm báo." Trưởng lão nội môn kia không dám chậm trễ, liên tục ứng một tiếng, liền trước đem đoàn người Lăng Tiếu đón vào bên trong cốc. Mà sau đó cũng có không ít đệ tử của Đào Tình cốc nhận ra ngọc liệt diễm cùng vũ mị nương ở bên cạnh lăng tiếu bọn họ không nhịn được mà chỉ trích lên bọn họ không phải là hai cái ngoại môn đệ tử vừa mới đến không được bao nhiêu năm sao có nói là bị phiêu hương vạn lý tên dâm tặc kia bắt đi vì sao bọn họ lại ở cùng một chỗ với lăng tiếu kia được xem ra bọn họ là tình đúng người gian dâm rồi có thể muốn rời khỏi đào tình cốc chúng ta đúng vậy đệ nhất hoàng tọa lăng tiếu trong truyền thuyết kia đẹp trai như thế nếu là hắn có thể coi trọng ta cho dù làm thiếp thân nha hoàn của hắn ta cũng nguyện ý, ngươi cũng không nhìn tư dung của mình một chút là cái gì, nhân gia sẽ coi trọng ngươi sao? Muốn coi trọng cũng phải là coi trọng ta trước. Chỗ nghênh đón khách của đào tình cốc bốn phía đồng dạng bố trí đầy các loại hoa đào, trận trận hương thơm sộc vào trong mũi mà đến, từng gian nhã các sắp xếp rất là hữu trí, trang sức cũng tràn đầy phấn sắc tình điều. Bất kỳ nam nhân nào đến đây, nhìn một phiến hồng phấn này, thỉnh thoảng lại có nữ tử thân thể uyển chuyển. Như xà đi qua đi lại đều sẽ có một loại ảo tưởng để người mơ tưởng hão huyền. Sau khi tiến vào nhã các, Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mỹ Nương đều trở nên có chút thấp thỏm lên. Bởi vì chúng nữ ở Đào Tình Cốc đã vài năm, cũng biết đại khái trình thể thực lực của Đào Tình Cốc vô cùng cường hãn, mà cốc chủ của bọn họ luôn luôn rất thần bí, bọn họ cũng chưa từng thấy qua, bây giờ lại ở chỗ này chờ đợi cốc chủ của bọn họ xuất hiện, tâm tình khẳng định là sẽ rất khẩn trương. Đừng sợ, nàng lại cũng sẽ không ăn thịt người. Lăng Tiếu lên tiếng đối với nhị nữ an ủi thanh âm của Lăng Tiếu giống như là kèm theo ma tính, để cho nhị nữ tỏng nháy mắt an định lại. Cũng là ở lúc này một trận âm nhạc vui tai từ bốn phương tám hướng truyền đến. Những thanh âm kia mang theo không khí mập mờ, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ dụ dỗ, bất kể là nam nay nữ đều có một loại nóng cháy không hiểu, trong đầu cũng không khỏi hiện lên một ít tràng cảnh nam nữ tham khảo nhân sinh. Trong mấy người, lấy thực lực của Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương là kém cỏi nhất, hơn nữa nhị nữ trời sinh bị cốt, đối với loại âm nhạc này tựa hồ có chỗ đồng minh trời sinh, cư nhiên khuôn mặt hiện lên vẻ hồng hào, xuân y phóng đãng không hiểu nổi lên, mị nhãn như tơ lóe ra, đôi môi thổ tức như lan, khí huyết phương cương kia của lăng tiếu cũng sôi sục lên rồi. Tốt ở chỗ độc tôn quy nguyên, thần công của hắn băng thuộc tính thẩm thấu ra từng tia lương ý, để cho hắn cả người đều lãnh tỉnh xuống. Ô phục thì khuôn mặt thô hồng, hô hấp cũng trở nên có chút rồn rập, mà đỗ thiết cùng tống minh hoa thì chấn định nhiều lắm, nghĩ đến bọn họ tu vi cao tâm ý kiên định, không phải là ảo giác bình thường có thể mê hoặc được. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn đem những âm nhạc này đánh tan, từng đạo thân ảnh ngân nga bước theo liên bộ tiến tới. Những thiếu nữ Diệu Linh này đều là mới 16 tuổi, từng người tư sắc động nhân, ăn mặc bạo lộ dị thường, những chỗ tư mật kia đều ẩn ẩn có thể thấy được. Chúng nữ mỹ mâu phóng ra xuân thủy, trên khuôn mặt mang theo nụ cười vũ mị, vòng eo khêu gợi kia, bộ ngực thẳng đứng kia. Nữ ở cao gầy ở chính giữa kia, trên khuôn mặt mang theo bạc xa, đầu mang theo quan vũ ngân sắc hoa lên, trên người đeo chân châu, mã não trong suốt, một bộ tơ chất chủ đoạn ngũ thải rực rỡ, lộ ra nàng giống như là khổng tước diễm lệ của bách điểu chi vương, là vô cùng đặc biệt cao quý trói mắt. Nàng khiêu động lấy vóc người giống như xà kia, mỗi một cái ánh mắt đều là vô cùng câu hồn đoạt phách, mỗi một động tác đều là vô cùng mê hoặc tâm trí, khiến người dần dần hãm nhập vào trong huyễn tưởng tình mê. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương ở bên cạnh lăng tiếu tựa hồ càng lún càng sâu, chúng nữ lại không tự giác được mà đứng lên, gia nhập vào trận doanh của những nữ tử kia, nhị nữ cũng điên cuồng vạn vẹo lên cái tư thái dụ nhân đó. Trong lúc nhất thời, mị hoặc mà nhị nữ phát tán ra lại so với chút ít vũ đọa kia dung hợp lại với nhau, tràng cảnh rung động kia càng lúc càng rõ ràng, phảng phất để người có một loại cảm giác thân lâm kỳ cảnh. Lăng Tiếu, Đỗ Thiết cùng với Tống Minh Hoa thần sắc đều xuất hiện biến hóa, bọn họ cả người đều trở nên táo nhiệt hẳn lên, huyết mạch đều có chút khống chế không được, phảng phất giống như tùy thời đều sẽ bạo thể mà chết tỉnh lại cho ta. Bỗng dưng Lăng Tiếu đang ngồi giống to một tiếng, bàn tay vỗ vào bàn trà ở một bên, bàn trà kia trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Âm ba hòa trộn với long ngâm chí ở trong nhã các dập dờn không nghỉ, những âm nhạc mập mờ kia trong nháy mắt bị nhấn chìm rồi, từng nữ tử ở trước mắt đều bị dọa đến sợ ngã ngồi trên mặt đất, chỉ có nữ tử cao gầy ở giữa kia mang theo vài phần ý không hiểu nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt vũ mị là mê người như vậy. Khi hết thảy âm nhạc vũ đạo rung động kia đều biến mất, Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đều bình tĩnh trở lại, bọn họ phát hiện chính mình không còn ở vị trí cũ, ánh mắt lộ ra vài phần không giải thích được, đồng thời nhị nữ phát hiện linh lực của mình đang thong thả tăng trưởng, để cho nhị nữ mừng rỡ không thôi. Ô Phục liền tương đối thất thố, hắn từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, trên khuôn mặt già cũng hiện ra không ít mồ hôi, phảng phất như vừa mới trải qua một tràng đại chiến. Đây là đạo đại khách của Đào Tình Cốc sao? Lăng Tiếu hít mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử cao gầy kia âm u nói, một đạo long ảnh thong thả ở sau lưng của hắn phù hiện lên, hoàng giả chi khí đặc nồng triển khai ra. Nữ tử cao gầy kia hướng lấy lăng tiếu là một cái động tác cúi chào nói, đào tình cốc thải liên ra mắt lăng thành chủ, lăng thành chủ chớ tức giận, vừa mới rồi chỉ là cho các ngươi một vũ khúc trợ hứng, còn thình chớ trách. Ha ha, nghĩ đến ngươi chính là đào tình cốc cốc chủ đi, nói đến thật là dễ nghe, cái vũ khúc này của ngươi thiếu chút nữa để cho chúng ta bạo thể mà chết rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích một chút? lăng tiếu khí thế bức nhân mà nói hôm nay hắn thế lực đã thành uy danh đã dựng lên đào tình cốc này hắn còn không để vào trong mắt đâu nữ tử cao gầy kia kiều thanh nói lăng thành chủ chớ có tức giận là lỗi của thải liên thải liên liền hướng người bồi tội ngừng một chút nàng lại nói không biết lăng thành chủ đến đào tình cốc ta có chuyện gì thải liên này chính là cốc chủ của đào tình cốc trên khuôn mặt nàng dù che đậy lại nhưng mà vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt của nàng tuyệt đối không già tư sắc cũng tuyệt đối là cấp bậc họa thủy vũ khúc mới vừa rồi của nàng kỳ thật liền mang theo lực sát thương lớn lao nếu là võ giả thiên tôn giai bình thường đều muốn không nhịn được mà bị mị hoặc cuối cùng bị những ảo giác kia mê hoặc đến huyết dịch sôi sục kinh mạch bạo liệt mà chết cho dù là cường giả nửa bước huyền đế giống như ô phục cũng đều có chút chịu không nổi cũng may là lăng tiếu định lực phi phàm còn có độc tôn quy nguyên thần công tự hành hộ thể mới không bị mê hoặc lăng tiếu cũng không nói phế thoại lập tức nói vào vấn đề chính Thải cốc chủ, hai vị sư tỷ này của ta ở trong đào tình cốc các ngươi, được các ngươi nhiều lần chiếu cố, cho nên trước đến đa tạ một tiếng. Lời này của lăng tiếu, tuy nói là đa tạ nhưng mà lại ẩn chứa vài phần ý bất mãn. Thải liên làm sao nghe không ra ý tứ của lăng tiếu đang hưng sư vấn tội được. Lập tức nàng đem ánh mắt nhìn về phía ngọc liệt diễm cùng vũ mị nương, trong mỹ mô nổi lên vẻ lạ lùng nói, tốt, hai cái mầm tốt, lại đều thân có mị cốt. Vừa mới rồi nàng đã chú ý đến nhị nữ, lại cùng với mị vũ trận pháp của nàng tương dung nàng liền cảm thấy hai nữ tử này có chỗ độc đáo nhưng mà nàng không nghĩ đến hai nữ tử này là đệ tử trong đào tình cốc các nàng ra mắt cốc chủ ngọc liệt diễm cùng vũ mị nương vẫn là hướng thải liên hành lễ vấn an nói thải liên thân làm cốc chủ tự nhiên không thể nào tự thân làm mọi việc được cũng không thể nhận ra mỗi cái đệ tử ở trong môn huống chi là ngoại môn đệ tử nhưng mà hôm nay hai người đều là đệ tử có thượng giai mị cốt nàng lại không biết, đây để cho nàng cảm thấy dị thường khó chịu. Mị cốt là một loại thể chất rất hiếm gặp, cũng là nữ tử mới có loại thể chất này. Cái thể chất này nhưng là không thường thấy, trong 10 vạn nữ nhân cũng có thể sẽ không có một cái thể chất này. Người thân hoài mị cốt chỉ cần tướng mạo không quá khó coi đều, sẽ để dị tính sản sinh ra lực dụ hoặc cực đại, một cái thoáng nhìn của nàng cũng sẽ sinh ra hấp dẫn không hiểu, ta như một loại cảm giác hồi mâu nhất tiêu bách mị sinh, kia, để cho người ta cảm thấy nàng thiên tính tương đối vũ mị phóng đãng, để cho bất kỳ nam nhân nào dễ dàng sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Trên thực tế lại cũng không phải là như thế, nội tâm của hai người cùng bề ngoài lại là hoàn toàn bất đồng. Người có loại thể chất này sẽ để cho càng nhiên nam nhân có tâm ý không kiên cường sản sinh ra ý say mê cực đại, dẫn đến tâm của bọn họ lạc vào trong ôn nhu hương, khó có thể tự kiềm chế. Thượng cổ không ít quân vương liền có qua thuyết pháp cảm khái đau khổ vì sang ngày mới, từ nay trở đi quân vương không tảo triều, Bọn họ liền là bởi vì gặp được phi tần thân hoài mị cốt, mới sẽ đem bọn họ mê đến thần hồn điên đảo, đến nỗi quốc sự cũng không hề ngó ngàng tới, thậm chí quốc sự ở biên giới quấy nhiễu cũng như gió thổi bên tai, thực sự được coi là yêu tinh họa quốc ương dân. Cái thể chất này chỉ có thể hấp dẫn nam nhân ra, đối với tu luyện huyền công về mỹ thuật lại là làm ít công to. Chỉ là sau khi chúng nữ tu luyện mỹ thuật, lực mị hoặc của bọn họ càng tăng lên kinh khủng, trong một cái cất tay nhấc chân đều sẽ để cho nam nhân sản sinh ra ý khát vọng vô cùng dễ dàng có ý nghĩ kỳ quái. Nếu như song phương ở trạng thái đối địch, như vậy nam nhân này bị mê hoặc, chỉ sợ là ở trong một cái nháy mắt, cũng đủ để cho bọn họ mạng vẫn tại chỗ rồi. Thân là cốc chủ của Đào Tình Cốc, bản thân thải liên cũng là có một cái thể chất trong vạn không có một, mị công nàng tu luyện cũng để cho nàng giữ vững dung nhan trẻ tuổi, bảo trì lấy thanh tuyến thanh thúy dễ nghe. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên dưới toàn tông bọn họ người có được thể chất thuần mị cốt, Trừ nàng ra sẽ không tìm được người thứ hai, nàng một mực tìm một cái thể chất làm người nối nghiệp, đáng tiếc nhiều năm qua lại là khó tìm người thứ hai. Các ngươi đều là là đệ tử của cốc ta." Thải Liên mang theo vài phần kích động hỏi. Nàng ở trong lòng nghĩ, bất luận như thế nào cũng muốn đem nhị nữ lưu lại, như thế đào tình cốc bọn họ tương lai mới có hy vọng càng cao hơn một tầng. Vũ Mị nương ứng nói, "Chúng ta gia nhập vào trong cốc đã 5 năm rồi." Ngọc Liệt Diễm ở một bên cường điệu nói, "Bất quá chúng ta vẫn luôn là ngoại môn đệ tử." vài năm này chúng nữ ở bên trong cốc trải qua cũng không tốt, không có nửa câu oán giận mới là lạ. Khốn kiếp, rốt cuộc là ai an bài các ngươi làm ngoại môn đệ tử, lão nương đem nàng phế đi. Thải Liên phát khởi lửa giận cũng là bưu hãn, cũng không cố kỵ có ngoại nhân ở đây, lớn tiếng mắng lên. Là Cam Duẫn chấp sự. Ngọc Liệt diễm ứng nói. Ngươi đâu, đem Cam Duẫn mang lại đây cho ta, lão nương phế nàng. Thải Liên hỏa khí mười phần mà quát. Cốc chủ không cần như thế, Cam Duẫn chấp sự đã chết rồi, ngọc liệt diễm ứng nói tiếp theo nàng lại nói bây giờ ta cùng sư tỷ là muốn đến từ biệt chúng ta từ nay trở đi thối lui khỏi đào tình cốc ngọc liệt diễm triệt để mở ra tâm thái nàng đã quyết định đi theo bên cạnh lăng tiếu rồi sẽ không sống ở chỗ này nữa huống hồ từ phản ứng của những trưởng lão của đào tình cốc cùng thải liên này có thể thấy được bọn họ đều hết sức sợ hãi lăng tiếu còn càng không ngừng gọi hắn là lăng thành chủ sư đệ của nàng đã là xưa đâu bằng nay rồi nàng cũng không cần phải tiếp tục cuộc sống nhìn sắc mặt của người khác nữa không, các ngươi trước chớ nói, các ngươi hai người đều là mầm tốt, chỉ có ở lại Đào Tình Cốc chúng ta mới có thể nhận được phát triển tốt hơn, bổn cốc chủ tự mình thu các ngươi làm đồ đệ, nhất định sẽ dùng tư nguyên tốt nhất đem các ngươi bồi dưỡng thành tài. Thải Liên lại làm sao chịu để cho nhị nữ dễ dàng rời khỏi, lập tức liền nói ra điều kiện hấp dẫn của bản thân. Đa tạ hậu ái của cốc chủ, nếu như, nếu như có thể sớm một chút nghe được lời này của ngươi, hai chúng ta nhất định sẽ lưu lại, bây giờ, chúng ta là sẽ không lại tiếp tục lưu lại nữa rồi." Ngọc Liệt Diễm đang nói đồng thời nhìn về phía Lăng Tiếu, ánh mắt vũ mị không chút keo kiệt nào ném đến hắn. Là nam nhân này đã để cho nàng có cơ sở, là nam nhân này để nàng cùng Cốc chủ có cơ hội bình khởi bình tọa đàm phán với Cốc chủ. Trái tim của Ngọc Liệt Diễm đã bị Lăng Tiếu hoàn toàn nhét đầy rồi. Thải Liên phát hiện được khác lạ của Ngọc Liệt Diễm, nàng hướng Lăng Tiếu nói, "Lăng thành chủ, không biết ngươi muốn điều kiện gì mới bằng lòng để nhị nữ lưu lại đây?" nàng cảm thấy ngọc liệt diễm cùng vũ mỹ nương nhất định là coi trọng lăng tiếu, mà lăng tiếu cũng là bị nhị nữ hấp dẫn rồi, cho nên chỉ cần lăng tiếu bỏ được nhị nữ, vậy mọi chuyện liền tốt rồi. chỉ là nam nhân thử qua mỹ cốt, muốn bỏ nữ nhân cũng không qua dễ dàng. lăng tiếu nhấp một ngụm trà cười nhạt nói, bọn họ có nguyện ý lưu lại hay không để bọn họ lựa chọn, thải cốc chủ không cần hỏi ta. ngừng lại một chút lại nói, người có thể không biết nhị nữ nhưng là sư tỷ của ta, trước kia chỉ là bởi vì một chút chuyện mà phân khai nếu như bọn họ không muốn lưu lại vậy thì ai cũng đừng muốn cường bức, ta hôm nay đến đây, chỉ muốn đến cảm tạ tình chiếu cố của thải cốc chủ đối với hai vị sư tỷ của ta." Thải Liên nhăn nhẹ một chút lông mày nói, "Chuyện này thực sự không có đường thương lượng hay sao?" Nàng thật sự không muốn hai cái mầm tốt này liền từ trong tay nàng chạy trốn, nếu như vậy nàng sẽ hối hận đến khó chịu mà chết, nàng ở trong lòng đã đem tổ tông 18 đời nhà Cam Duẫn đều vẫn an một lần rồi. Đệ tử tốt như vậy còn không sớm hướng nàng hồi báo, lại còn đè ép đối phương, thật sự là đáng chết xem ra ta nhiều năm phóng quyền để những người khác không đem cốc chủ như ta đây nhìn ở trong mắt rồi thải liên ở trong lòng thầm nghĩ nói ngọc liệt diễm cùng vũ mị nương đều nhìn về phía lăng tiếu tựa hồ đều đem quyền quyết định giao cho hắn rồi lăng tiếu nói nếu thải cốc chủ cũng biết hai vị sư tỷ ta tư chất bất phàm vậy ngươi có phải hay không nên cho bọn họ một chút lễ gặp mặt bởi vì bọn họ cũng từng thuộc về một phần tử của đào tình cốc các ngươi phải không huống hồ vài năm nay bọn họ ở trong đào tình cốc các ngươi không có công lao cũng có khổ lao càng thêm nên cho bọn họ một chút tưởng thưởng lăng tiếu lời này hoàn toàn là chuyện phiếm nhưng mà cái này mới chính là bản ý của hắn đến đào tình cốc hắn chính là muốn hướng đào tình cốc lấy được chỗ tốt tốt nhất là có thể lấy được huyền công thích hợp cho nhị nữ tu luyện chuyến đi này mới không tệ lăng tiếu nói cũng đã rõ ràng như thế hải liên nếu còn không rõ cái vị trí cốc chủ này của nàng cũng không cần làm nữa rồi lăng thành chủ nếu như bọn họ còn ở lại bổn cốc ta nhất định sẽ khuynh tận toàn lực bồi dưỡng bọn họ thành tài ngươi cần gì phải hùng hổ dọa ngươi như vậy chứ thải liên nói nếu như lăng tiếu chỉ có một người nàng không ngần ngại thi triển mỹ thuật đem lăng tiếu tù binh rồi bởi vì nam nhân xuất sắc như thế có thể đem hắn chinh phục cũng là một chuyện vô cùng tốt đẹp có ý nghĩa chỉ là hôm nay ba người bên cạnh lăng tiếu cũng không phải là loại hời hợt có hai người có tu vi càng để cho nàng nhìn không thấu đối với diễm vũ chi trận mà nàng mới thi triển ra một chút cũng không nhúc nhích có thể thấy được thực lực cùng tâm ý là kiên định như thế nào rồi thải cốc chủ ngươi lời này cũng không đúng hai vị sư tỷ này của ta nói như thế nào cũng đã từng gia nhập qua đảo tình cốc của các ngươi ngươi cho một điểm lễ vật hoặc thưởng cái gì gì đó cũng là nên chẳng lẽ muốn ta tự mình thay bọn họ cướp đoạt sao lăng tiếu hít mắt sâu xa nói khí thế của hắn đang dần dần kéo lên thần sắc kia có mấy phần tư thế nếu không cho liền lập tức động thủ lăng tiếu quên đi dù sao việc này cũng không thể trách thải cốc chủ Vũ Mị Nương khuyên bảo nói, nghe được lời nói vừa mới rồi của Thải Liên, trong lòng Vũ Mị Nương ít nhiều cũng có vài phần cảm động, bởi vì những năm này, tất cả đều là do đám người sư đồ cam dẫn đặc biệt làm khó bọn họ, cũng không trách tội lên trên đầu Thải Liên được. Không được, ta hôm nay đã đến đây, các ngươi không thể tay không mà về đấy." Lăng Tiếu lập tức cự tuyệt nói. Hắn không có đại khai sát giới ở Đào Tình Cốc đã là vinh hạnh rồi, nếu như Thải Liên không lấy ra một chút thành ý, hắn là sẽ không dễ dàng mà bỏ qua hắn cũng muốn làm tư vị ác bá đến cuối cùng là dáng vẻ như thế nào thải liên trong lòng gấp rút rồi hai cái người nối nghiệp bị cốt xuất sắc không còn đã đủ để nàng đau lòng rồi bây giờ còn bị xảo trá thực sự là để cho nàng cảm thấy khó chịu trí cực xem ra thải cốc chủ là không có ý định cho lăng tiếu ta mặt mũi lăng tiếu bỗng đứng lên kim long hư ảnh đáng sợ trùng thiên mà lên đem nhã các này đều trấn đến lắc lư khí thế cường đại kia hướng về phía thải liên mà đi thải liên thân là tu vi nửa bước huyền đế chỉ cảm thấy kim sắc chân long kia hướng về nàng gầm thét mà đến, khí thế đáng sợ kia để cho nàng đều không thể thở nổi. Nàng liên tục lùi về phía sau mấy bước, sao mỹ mâu thoáng qua vẻ ý kỵ. Nàng bây giờ rốt cuộc hiểu được Lăng Tiếu vì sao có thể oanh động trung vực, dựa vào tu vi cao cấp thiên tôn của nhân gia, chỉ cần dùng khí thể liền có thể đem nàng bức lui, phần khả năng này liền đủ để cho hắn ngạo thị rất nhiều cường giả rồi. Ở bên ngoài nhã các rất nhanh đã tu tập rất nhiều trưởng lão của Đào Tình Cốc, ba tên nửa bước huyền đế cùng với mấy trăm thiên tôn đều nghiêm trận mà đối đãi tựa hồ chỉ cần có tiếng chiến đấu liền lập tức xông vào kháng trụ địch thủ lúc này đỗ thiết cùng tống minh hoa cũng đề đứng lên hai cỗ khí thế của đế giai chân chính trực tiếp đem nóc của nhã các này oanh bay cảm giác áp bức nồng đậm ngay cả mọi người ở bên ngoài đào tình cốc đều biến sắc thải cốc chủ cần phải cân nhắc rõ ràng lăng tiếu lần nữa lên tiếng nói lăng lăng thành chủ không nên kích động ta ta biết nên làm như thế nào rồi Thải Liên phải thỏa hiệp rồi. Ở trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là uổng công, Thải Liên không có lựa chọn. Cuối cùng Thải Liên đem một quyển bản sao mỹ thuật huyền công chân quý nhiều năm đem ra, mặt khác còn có một chút cao giai linh thảo có tác dụng mỹ dung hộ phu đều giao cho nhị nữ. Mỹ thuật huyền công đối với nhị nữ mà nói là cần nhất, có nó, hai người bọn họ đều không buồn khi không thể đem mỹ lực phát huy đến cảnh giới cường đại nhất. Nhị nữ thu được những cái này đương nhiên là mừng rỡ, nhưng mà Lăng Tiếu cũng không thỏa mãn. Thải Cốc chủ, Vừa mới rồi cái vũ đạo gì đó của các ngươi cũng đều dạy cho bọn họ đi, việc này liền coi như là xong." Lăng Tiếu rất là tùy ý nói. Trong lòng Thải Liên đều có chút muốn hộc máu, diễm vũ kia nhưng là một trận pháp, chỉ cần nữ tử đều vũ mị cùng nhau hợp luyện, có thể đem cao giai võ giả mê hoặc lại, đây nhưng là một trong trấn tông trận pháp của Đào Tình Cốc bọn họ. Yêu cầu này của Lăng Tiếu, thật là để nàng cảm thấy vừa hận vừa không có đường chọn lựa. Thải Liên đem khẩu quyết đồ giải của trận pháp kia đều giao đi, chỉ hy vọng đám người lăng tiếu nhanh chóng rời khỏi một chút lăng tiếu cảm thấy chính mình cũng không phải là người có lòng tham không đáy cho nên đối với thải liên nói một tiếng nếu như thải cốc chủ có thành ý như vậy ta liền thay bọn họ nhận lấy sau này đào tình cốc chính là đồng minh của phong vân thành chúng ta tùy thời hoan nghênh thải cốc chủ đến làm khách không cần tiễn võ giả lui tới cưỡi lên linh thú của mình đang tiêu sái chạy đi rất nhiều võ giả cầm lấy linh vật mà chính mình không dùng đến tụ tập ở chỗ lẻ tẻ bán ra người lui tới giao dịch cũng là có chút nhiều hai bên quan đạo từng gian thương phố hỏa bạo, đều có khách hàng đang mặc cả giá cả. Khách sạn tử lâu lại càng bạo mãn dị thường, tựa hồ đều hiển lộ ra có chút đông đúc. Ở trong cảnh tượng náo nhiệt như vậy, rất nhiều võ giả đều không có phát sinh bất kỳ xung đột, trong lúc đi lại cũng vô cùng ước thúc linh thú của mình. Bởi vì trong thành sớm đã hạ mệnh lệnh cấm tư đấu, cũng không phải là ai cũng dễ dàng dám khiêu khích uy nghiêm của phủ thành chủ. Mà bình thường tất cả đều có thị vệ cường đại tuần canh, bọn họ từng người đều có khí thế bá đạo, Sát khí nồng đậm lộ ra đặc biệt bưu hãn, kinh ngạc lòng người. Đám người Lăng Tiếu trở lại bên ngoài Phong Vân Thành, vừa mới đi tới cửa thành lập tức có người thủ hộ ngăn cản đường đi. Mỗi người thu 100 hạ phẩm huyền tinh mới có thể vào thành. Một gã vương gia thủ vệ tiến lên nói: "Ách, vị huynh đệ này, ngươi nhưng biết ta là ai không?" Lăng Tiếu sờ sờ lỗ mũi, chỉ lấy chính mình nói. Lăng Tiếu có chút buồn bực rồi, chính mình đường đường là thành chủ của Phong Vân Thành, cư nhiên bị ngăn lại phải đóng thành phí việc này nếu là truyền đi chỉ sợ sẽ bị mọi người cười đến rụng răng rồi thủ vệ kia cười nói ta cũng mặc kệ ngươi là ai ai không đóng thành phí vậy vẫn không nên vào thành mới tốt lớn mật ngươi cũng đã biệt hắn là thành chủ lăng tiếu thiếu gia lại dám hỏi hắn phải đóng thành phí ô phục từ sau đi đến lớn tiếng nói những thủ vệ kia cười rộ lên nhìn dáng vẻ cũng không tin lăng tiếu là thành chủ của bọn hắn tên thủ vệ kia quát trách nói nếu như hắn là thành chủ đại nhân Ta đây không phải là quân sư đại nhân sao, không có huyền tinh thì mau rời đi, kẻ giả mạo thành chủ giống như ngươi không có một ngàn cũng có tám trăm rồi, nếu tiếp tục không đi, vậy các ngươi không cần đi nữa. Lăng Tiếu không còn lời nào để nói rồi, Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương lại là cười đến vô cùng xinh đẹp. Bọn họ một mực thấy nam nhân bá đạo này cũng có lúc không có đường lựa chọn. Lúc ô phục đang muốn phát hỏa, thì một gã võ giả có thực lực thiên tôn vội vã chạy lại đây quát trách nói, mắt chó các ngươi bị mù rồi hả nhìn thấy thành chủ đại nhân còn không hành lễ đi nói xong người tới kia đến trước mặt lăng tiếu một gối quỳ xuống cung kính nói cung nghênh thành chủ trở về thành lúc này đám thủ vệ đều trợn tròn mắt bọn họ nào biết nho nhã công tử ở trước mắt thật sự là thành chủ đại nhân bỗng nhiên một mảnh hoa lạp mấy chục tên thủ vệ kia đều quỳ xuống nói cung nghênh thành chủ trở về thành tên thủ vệ vừa mới ngăn cản lăng tiếu không có quỳ xuống nhưng mà hai chân càng không ngừng phát run rồi uy danh của thành chủ ở chỗ này người nào mà không biết người nào mà không hiểu hắn bây giờ đắc tội thành chủ còn sẽ có quả ngon để ăn sao lớn mật ngươi còn không quỳ xuống cho ta tên thiên tôn kia hổn hển mà quát lên hắn thân làm chấp sự của thành vệ đã sớm thấy qua hình dáng của lăng tiếu rồi lúc lăng tiếu đi ra ngoài thành địa chiến hắn cũng xa xa nhìn thấy qua tư thế oai hùng của lăng tiếu hắn đối với lăng tiếu nhưng là hết sức sùng bái hôm nay thủ hạ mà mình quản lý không chỉ không có nhận ra thân phận của lăng tiếu còn dám đối với Lăng Tiếu bất kính, có thể để cho hắn không giận sao? Xin, xin thứ lỗi thành chủ đại nhân." Tên vương gia kia hai chân mềm nhũn hướng về phía Lăng Tiếu, nặng nề quỳ xuống cầu xin tha thứ nói. Lăng Tiếu cười nhạt nói, "Quên đi, đều đứng lên đi, chính cái gọi là không biết không có tội, các ngươi tận trung chức vụ là chuyện tốt." Nói xong hắn còn vỗ vỗ bả vai của thủ vệ kia, lúc này mới dẫn mấy người ở phía sau cùng đi vào thành. Một đám thủ vệ đều còn đang trong sững sờ tên thủ vệ kia bị lăng tiếu vỗ vai đột nhiên cười to lên thành thành chủ hắn hắn vỗ vai của ta hắn không có trách tội ta ha ha thành chủ đại nhân thật tốt đúng ta còn cho là thành chủ đại nhân sẽ đem người giết chết rồi không nghĩ tới thành chủ đại nhân lại dễ nói như vậy thật không giống như là truyền ngôn kia một bước giết một người có thể thành chủ đối đãi với địch nhân sát phạt quả quyết đối đãi với người của mình thì lại rất tốt đi ừ hẳn là như vậy thành chủ đại nhân thật trẻ tuổi thật dễ nói chuyện các ngươi những con thỏ này, sau này nếu là tiếp tục không nhận ra thành chủ, ta phế các ngươi. Tên thiên tôn kia đối với thủ hạ của mình hét lớn. Vâng, chúng ta đều sẽ không quên bộ dáng của thành chủ đại nhân. Những tên thủ vệ kia tập thể ứng nói. Ừ, biết là tốt rồi, thành chủ đại nhân xác thật là một người tốt. Tên thiên tôn kia lộ ra một nụ cười thật thả phát ra từ nội tâm chân thành nói. Đám người lăng tiếu đã đi ra, cũng không quá để ý tới lời nói của bọn họ. Nếu là để lăng tiếu nghe được, Hắn chỉ sợ sẽ đen mặt mắng lớn, ai bảo các ngươi loạn phát thẻ người tốt thế. Tuy nói hắn một mực cảm thấy mình là một người thiện lương thuần khiết, nhưng mà hắn cũng không nhận mình là một người tốt. Bình thường người tốt đều sẽ không có kết cục tốt gì đáng nói. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mỹ Nương rốt cuộc biết được thân phận chân chính của Lăng Tiếu, bọn họ đều là vô cùng hiếu kỳ, Lăng Tiếu lại chính mình chiếm thành làm vương, mà không phải là gia nhập vào trong những đại thế lực kia làm chân truyền đệ tử, cố gắng tu luyện. Bởi vì trong ý nghĩ của bọn họ vẹn vẹn chỉ là một cái thành chủ khởi lên phong quang trên thực tế không thể so được với những chân truyền đệ tử hoặc là trưởng lão ở trong đại tông đại tộc càng thêm thực quyền kỳ thật chủ yếu vẫn là không biết dã tâm của lăng tiếu mà thôi ngày sau bọn họ đều biết hành động của lăng tiếu cũng hiểu lăng tiếu vì sao sẽ độc chiếm một chỗ rồi đỗ trưởng lão ngươi nhìn chỗ này còn cảm thấy hài lòng hay không lăng tiếu đối với đỗ thiết ở bên cạnh hỏi đỗ thiết nhẹ gật đầu ứng nói dù so với những đại thành chỉ nổi tiếng kia còn kém một chút nhưng mà còn có không gian phát triển, nhìn dòng người ở chỗ này, ngày sau muốn phát triển thành thành trì sánh với với những đại thành trì kia, cũng không phải là vấn đề. Đây ta đương nhiên biết, chẳng lẽ ngươi chỉ thấy điểm này thôi sao? Lăng tiếu phản hỏi. Đỗ thiết trong lúc nhất thời không sờ tới được, hắn không rõ lăng tiếu rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Tống Minh Hoa ở một bên nói, lăng thiếu là nói, dòng binh lui tới chỗ này số lượng cực nhiều, binh khí mà bọn họ cần mua số lượng khẳng định cũng đặc biệt nhiều, thiết ca ngươi muốn chọn trấn uy vọng, ở chỗ này tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Ha ha, vẫn là hoa đại tỷ nhìn đến minh bạch, bất kỳ một gã luyện dược sư hoặc luyện khí sư nào, bọn họ tiến hành chức nghiệp của mình, luyện chế ra đan dược tốt hoặc chế tạo ra binh khí tốt, ai không muốn đem chúng nó dùng đến chỗ tốt, đem chúng nó lưu truyền ra ngoài, danh dương tứ phương, ta nghĩ đỗ trưởng lão ngươi, cũng không hy vọng binh khí mà chính mình chế tạo không có người biết tên, không có người sử dụng đi. Lăng tiếu cười mỉm nói, đỗ thiết ta năm ấy hào sưng thiết thủ, binh khí chế tạo ra sao lại không ai dùng, đây tuyệt đối là không thể nào. Đỗ Thiết có chút bất phẫn nói, binh khí dù khá hơn nữa nếu không có người mua sử dụng, không có ai tuyên truyền cũng là không được gì. Lão Đỗ, thiếu gia chỉ muốn cho ngươi biết, vũ đài của Phong Vân Thành chúng ta để cho ngươi tha hồ thi triển, nhưng chớ để hắn thất vọng mới tốt. Ô Phục từ bên cạnh nói, thiếu gia ngươi đại khái có thể yên tâm, Đỗ Thiết ta nếu đi theo ngươi liền tuyệt đối sẽ làm tốt phận sự của mình. Đỗ Thiết vỗ ngực ứng nói, ha ha, vậy thì tốt binh khí của phong vân thành chúng ta liền trông cậy vào ngươi mà phương diện đan dược cũng phải dựa vào ô trưởng lão lăng tiếu vui vẻ cười nói hôm nay cao giai đại sư luyện đan luyện khí đều tìm được rồi có thể tạm thời giải quyết cung ứng cho phách mại hội hắn là có thể buông tay an tâm tu luyện rồi tuy nói thực lực hôm nay của hắn trong trung vực cũng thuộc về hàng ngũ cao thủ nhưng mà hắn lại không nhận mình là thiên hạ vô địch thủ chính cái gọi là võ không có giới hạn không tiến thì lui hắn nhưng sẽ không liền thỏa mãn với hiện trạng như thế trở lại trong thành lăng tiếu lập tức để người an bài chỗ ở cho ô phục cùng vợ chồng đỗ thiết ba người bọn họ đều là cường giả đế giai ở trong đại thế lực cũng là cấp bậc thái tượng trưởng lão lăng tiếu nhưng sẽ không chậm trễ trước đó sớm đã lấy ra rất nhiều địa phương làm thành đát của thành chủ ở chỗ sau cùng lại càng kiến tạo quỳnh lâu cung điện cổ phát điển nhã cung cấp cho một ít trưởng lão làm chỗ cư ngụ tu luyện cùng lúc đó lăng tiếu lại một lần nữa triệu tập trưởng lão ở bên trong phủ thành chủ đem ba tên trưởng lão mới chiêu nạp đến giới thiệu sau khi vợ chồng Đỗ Thiết nhìn thấy nhóm nhân mã này, của phủ thành chủ đều là lộ ra vẻ chấn kinh, bọn họ lại thế nào sẽ nghĩ đến chỉ là trong một cái thành liền có mấy tên huyền đế, mà thực lực thiên tôn tự hồ cũng không ít. Trong lòng bọn họ đối với cách nhìn về Lăng Tiếu cao vài phần. Sau này Đỗ trưởng lão chính là luyện khí đại sư số 1 của Phong Vân thành chúng ta, mọi người cần cái binh khí gì có thể đi tìm hắn, điều kiện tiên quyết là các ngươi chính mình phải chuẩn bị tài liệu. Sau khi Lăng Tiếu giới thiệu xong liền rất là tùy ý nói, những người khác tất cả đều là nhiệt tình chào hỏi phụ họa vài câu, sau đó tất cả đều tản mắt đi. Lăng Tiếu thì mang theo Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương, đi về phía trong đình viện được độc lập kiến tạo. Đình viện này chiếm diện tích không nhỏ, kiến tạo không ít sương phòng, trong đó cảnh sắc bố trí cũng cực kỳ u nhã, tiểu cầu lưu thủy, hoa đàn linh thảo, thụ mộc thanh thông, đình hiên phượng các. Chỗ đình viện này chính là hậu cung trọng địa của Lăng Tiếu, nữ nhân của hắn đều ở trong này an cư tu luyện. Lúc vừa nới đến gần chỗ này, liền có từng trận thư nhã âm khúc giống như thanh tuyển lưu thủy, bách điểu tranh minh đang phóng ra bốn phía. Âm phủ tâm tình vui vẻ kia tự hồ có thể rửa sạch phiền não cùng không thoải mái của mọi người. Tiếng đàn thật dễ nghe, người đánh đàn nhất định là một vị tuyệt thế mỹ nhân. Ngọc Liệt Diễm không nhịn được kinh tán nói: "Ha ha, vì sao lại nói như vậy?" Lăng Tiếu cười mỉm hỏi ngược lại: "Tính tình của ngươi ta còn không biết sao? Nữ nhân bình thường có thể nhập vào mắt của ngươi mới là lạ chứ?" ngọc liệt diễm liếc mắt nhìn lăng tiếu một cái nói ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé ngươi đây là khen ta hay còn là khen ngươi lăng tiếu trêu ghẹo nói đức hạnh ngọc liệt diễm vũ mị của mắng lăng tiếu một tiếng khuôn mặt toàn là vẻ hồng nhuận ba người xuyên qua hành lang đi vào trong đình viện chỉ thấy có mấy nữ tử tuyệt sắc đang tĩnh tọa ở bên trong lắng nghe một nữ tử trong đó đang đánh đàn một đạo dư âm kết thúc chư nữ bên trong đỉnh viện đều hướng về phía ba người lăng tiếu nhất để nhìn đến, thiếu gia lại mang theo nữ nhân trở về rồi. một nữ tử thân mặc tố bạch hơi có chút ghen ghét mà nói, nhìn giống như là yêu tinh, thưởng thức của thiếu gia làm sao càng lúc càng kém. một nữ tử khuôn mặt mang theo nét hồng hào ở một bên phụ họa nói, trong chữ nữ, nữ tử phong vận ở giữa kia liền nhẹ bước lên mấy bước, đến trước lăng tiếu, sửa sang lại xiêm y của hắn thản nhiên nói, ngươi trở về rồi, ừ, lại để cho các ngươi lo lắng rồi lăng tiếu nhẹ cầm lấy tay nàng rất là ấm áp nói mà lúc này hai đạo thanh âm nhất trí kinh ngạc vang lên làm sao sẽ là ngươi một thiên tính vũ mị sáng sủa một thiên tính lạnh như băng cự người ngoài ngàn dặm một hỏa một băng vốn là tính cách hoàn toàn bất đồng cùng thuộc tính tương khắc tồn tại của bọn họ tựa hồ chính là đối đầu trời sinh từ lúc tử thiên tông kia liền thời khắc đấu võ mồm không ngừng thậm chí còn sẽ động đao động kiếm phân sinh tử sau đó tất cả đều thích lăng tiếu khi ấy lăng tiếu bị kẹp vào trong nước sâu lửa bỏng hôm nay hai người lại lần nữa tương kiến, lại tràn đầy chiến hỏa tiêu yên. Không nghĩ tới ngươi cũng đến trung cực, nhìn dáng vẻ trải qua không tệ, vóc người cũng đầy đặn không ít, xem ra tư nhuận của sư đệ đối với ngươi cũng không ít. Ngọc Liệt Diễm đánh giá lấy Băng Nhược Thủy mang theo vài phần hâm mộ nói, nàng làm sao nghĩ đến Băng Nhược Thủy liền thật sớm đã ở trong hậu viện của Lăng Tiếu, thật là để nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc đó nàng nhưng là biết tâm của Lăng Tiếu hướng tới Vân Mộng Kỳ, bây giờ lại không thấy Vân Mộng Kỳ để cho nàng cảm thấy không giải thích được ngược lại ở trước mặt là rất nhiều mỹ nữ để cho nàng kinh ngạc không dứt bất quá vừa nghĩ đến lăng tiếu xuất sắc như thế bên cạnh lại như thế nào sẽ thiếu mỹ nữ được nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm, muốn ở trong chư nữ chiếm được một nam nhân xuất sắc như thế rất là không dễ dàng da mặt của băng nhược thủy vốn đã mỏng bị ngọc liệt diễm ở trước mặt mọi người nói ra một thân hàn khí trong nháy mắt bính phát ra rồi ta mới không có không biết hẹn giống như ngươi băng nhược thủy kiều quát lên nếu không có người ở tại tràng Nàng hận không được lập tức cùng Ngọc Liệt Diễm đại chiến 300 hiệp. Ha ha, đừng nói với ta ngươi vẫn như vậy, ta đây cũng không tin đâu. Ngọc Liệt Diễm nhẹ chống lại Băng Nhược Thủy phách qua, giống như là một sắc lang đang đùa bỡn mỹ nữ, nhìn có một loại phong vị khác. Bất quá lúc tay nàng còn chưa đụng tới Băng Nhược Thủy, một cái tay khác dẫn đầu đem tay của nàng đánh tới. Ngươi làm gì, lại dám khi phụ sư muội của ta không muốn sống nữa rồi? Giao Thanh Mẫn xuất hiện ở bên cạnh Băng Nhược Thủy, hai bàn tay chống eo nói, nha, nguyên lai like còn có trợ thủ, ta cũng có sư tỷ, ai sợ ai. Ngọc Liệt Diễm hết sức yêu mị nhìn Giao Thanh Mẫn nói, đồng thời lại đem Vũ Mị Nương kéo đến bên cạnh. Hừ hừ, giống như hai kẻ yêu tinh, thật không biết thiếu gia nhìn thế nào mà coi trọng các ngươi, trở về để vận tỷ tỷ bảo các ngươi cuốn gói rời đi. Giao Thanh Mẫn hừ lạnh nói, ta còn cho là một nhân vật giỏi đến bao nhiêu, nguyên lai like chỉ là một cái nha hoàn, sư đệ nhưng sẽ không nghe lời ngươi đâu. Ha ha, nhân gia nhưng là sư tỷ kiêm phu nhân của hắn, ngươi mau gọi ta một tiếng thiếu nãi nãi đến nghe một chút." Ngọc Liệt Diễm cười nói, Liền dựa vào yêu tinh như người cũng xứng sao?" Giao Thanh Mẫn trên dưới nhìn chăm chú lấy vóc người hòa bạo kia của Ngọc Liệt Diễm nói, nàng một mực cảm thấy thân hình của mình ngạo nhân nhất, nhưng mà ở trước mặt Ngọc Liệt Diễm tựa hồ vẫn cảm thấy có chút tự ti, như vậy khiến nàng vô cùng khó chịu. "Ngươi vẫn không biết thẹn như vậy, trừ vị tỷ tỷ ở chỗ này liền không đến phiên ngươi lớn lối." Băng Nhược Thủy lạnh lẽo nói, "Có phải không biết thẹn hay không không phải là nói ngoài miệng, là người khác nói, thân là hạ nhân mà nhảy ra nói chính là không biết hẹn rồi. Vũ Mị Nương cũng ở một bên giúp Ngọc Liệt Diễm, phản ngược Băng Nhược Thủy cùng giao thanh mẫn. Ngươi ô nhục sư tỷ ta, ta giết ngươi. Băng Nhược Thủy tính nóng nảy, lấy ra binh khí động thủ với Vũ Mị Nương. Tốt tốt, chúng ta dùng tay chân để nhìn đến cùng. Vũ Mị Nương cũng là không cam lòng yếu thế. Trong lúc nhất thời, bốn nàng trở nên dương cung bật kiếm lên. Các ngươi đủ rồi, lại ầm ĩ thì đều đi ra ngoài cho ta một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên khuôn mặt của thải hà nguyệt lạnh lẽo hướng về phía bốn người đi qua nàng hôm nay vừa mới đột phá đê cấp thiên tôn khi thế phóng ra ngoài hết sức dọa người bốn nàng kia cũng chỉ là thực lực địa hoàng đều bị nàng áp chế đến không dám tiếp tục nói nửa câu ta bất kể giữa các ngươi trước đó là quan hệ gì nếu như các ngươi đều muốn sống ở bên cạnh tiếu tốt nhất đều an phận một chút cho ta nếu không ta không ngần ngại đem các ngươi toàn bộ đá ra khỏi chỗ này thải hà nguyệt lạnh lùng nói thải hà nguyệt là người có tuổi nhiều nhất trong chư nữ uy nghiêm kia cũng là chỉ thấp hơn phượng tiêm vận chủ yếu là phượng tiêm vận rất ít khi đi để ý những việc này trong lòng nàng chỉ có một người lăng tiếu mà thải hà nguyệt lại không giống như vậy nàng đồng dạng là toàn tâm đều thuộc về lăng tiếu nhưng mà nàng biết mình tạm thời không giúp được lăng tiếu việc gì cho nên chỉ có thể ở sau lưng hắn thay hắn gánh vác một chút chuyện phiền não hàng ngày tỉ như để cho nữ nhân của hắn đều có thể ngoan ngoãn đối xử với nhau phía sau không có áp lực hắn có thể tập trung làm đại sự rồi Nguyệt tỷ tỷ, bọn họ vừa mới đến đã khi phụ người. Giao Thanh Mẫn đến bên cạnh Thải Hà Nguyệt làm nũng nói, "Tốt lắm, sau này tất cả mọi người đều là người một nhà, đừng vì chút chuyện nhỏ mà đại động can qua, như vậy chỉ khiến cho phu quân càng ghét các ngươi mà thôi." Thải Hà Nguyệt chậm lại ngữ khí nói, lời này của nàng là nói với Giao Thanh Mẫn, nhưng mà cũng đang nhắc nhở Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương, để bọn họ an phận một chút. Vẫn là vị tỷ tỷ này nói đúng, không muốn tính toán với các ngươi. Ngọc Liệt Diễm cũng là rất biết điều, biết nữ nhân ở trước mắt này có uy thế rất cao ở đây cho nên không dám khiêu khích uy nghiêm của đối phương lúc này lăng tiếu kéo lấy tay của phượng tiêm vận đi lại nói nguyệt nhi nói cũng không sai sau này tất cả mọi người là người một nhà ta không muốn các ngươi đối chọi với nhau nhất là liệt diễm sư tỷ cùng nhược thủy sư tỷ trước kia các ngươi có cái gì không hợp nhãn tất cả đều trôi qua bây giờ chúng ta là đang ở đất khách cần phải đoàn kết nhất trí các ngươi cảm thấy như thế nào lăng tiếu nhìn những nữ nhân mà chính mình thu tới trừ tự hào ra càng là lo lắng cho chúng nữ sẽ đánh nhau lên, nếu là một nhà nhỏ điều trị không được, thì như thế nào có thể quản lý một thành đây. Cho nên lăng tiếu tuyệt đối không hy vọng những nữ nhân của hắn ghen giành tình lang, huyên náo không vui. Băng nhược thủy ngăn chặn tức giận nói, ta mới sẽ không cùng nàng đánh đồng đâu. Ngọc Liệt Diễm cười nói, nói như thế nào chúng ta cũng là sư tỷ muội cùng môn, nhân ra mới sẽ không đại động can qua đâu. Như thế là tốt rồi. Lăng Tiếu nhẹ đáp một tiếng, tiếp theo đối với Bạch Vũ Tích nói, Vũ Tích, ngươi an bài chỗ ở cho bọn họ một chút đi, sau này bọn họ cũng ở trong này rồi. Có Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương gia nhập, hậu cung của Lăng Tiếu dường như cường đại hơn nhiều. Chính cung Phượng Tiêm vận là không ai có thể động vào được, những người kia phân biệt là Thải Hà Nguyệt, Bạch Vũ Tích, Cát Bối Hân, Băng Nhược Thủy, Giao Thanh Mẫn, Ngọc Liệt Diễm, Vũ Mị Nương cộng lại liền đã có 8 cái mỹ nhân như hoa như ngọc hầu hạ, nếu như tính cả Vân Mộng Kỳ cùng Vi Đại Nhi còn chưa có trở về, cũng đạt đến 10 người rồi. Mục tiêu tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm gối mỹ nhân lúc trước của Lăng Tiếu đã càng lúc càng nhích tới gần rồi. Huyền Diệu, Thải Hà Nguyệt, Diệp Vân Phong, Lưu Quần, Dương Tiên Phong, Vương Đằng, Âu Phục, Đỗ Thiết, Tống Minh Hoa, Lê Tuyết. Một đám trưởng lão nội phủ đều ở đây. Hàn lão cùng Phong Nha đã là lui về phía sau màn, mà Tàn Báo đã tiến vào trong Tử Vong Sơn mạch trùng quan. Tàn Báo đã sớm trải qua đề cấp Huyền Đế đỉnh phong, hắn vốn có thể dựa vào cực phẩm Huyền Đế đan trực tiếp tiến giai, nhưng mà hắn lại không làm như vậy. Bởi vì hắn vốn là linh hồn phụ thể sống lại, có đầy đủ ký ức trước đó của hắn, hắn trước kia nhưng là huyền đế đỉnh phong, bây giờ chỉ là trọng tu lại, cũng không có bình cảnh nào đáng nói, chỉ cần tích lũy đầy đủ linh khí liền đủ trùng quan rồi. Hôm nay rất nhiều trưởng lão hội tụ một đường, chính là vó một chuyện khẩn cấp muốn thương nghị. Một việc này liên quan đến sự tình thành chủ Lăng Tiếu bọn hắn. Phượng Tiêm vận ngồi ở trên thành chủ vị, khí chất trầm ổn thong dong, cao quý trang nhã kia tận hiện ở trước mắt nàng nhăn nhẹ một chút lông mày thản nhiên nói, quân sư, ngươi như thế nào lại gấp rút triệu tập mọi người tới đây là có chuyện gì? Trong tay huyền diệu nhiều ra một chương kim sắc bì giản đưa tới, trong tay phượng tiêm vận nói, vận phu nhân ngươi nhìn rồi tự nhiên sẽ hiểu được. Phượng tiêm vận nhận lấy kim sắc bì giản mở ra nhìn, một hàng chữ xông vào trong mắt. Đặc biệt mời lăng tiếu huynh luận võ trên thiên tuyệt hồ, vũ bất phàm bái thượng. Trừ hàng chữ này ra còn kèm thêm thời gian thỉnh tước, chính là ba tháng sau luận võ. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, đây là một phong thư khiêu chiến đến từ Vũ Bất Phàm của Linh Vũ Các. Nhân gia theo như quy củ đã bái thượng chiến thiếp, chỉ có hai loại phương thức đi ứng đối, một là không thu nhận chiến thiếp trực tiếp chịu thua, hai là đón lấy chiến thiếp đi chiến. Huyền Diệu biết rõ tính cách của Lăng Tiếu, cho nên mới đem thiếp mời thu lấy, đồng thời chuyển giao cho Phượng Tiêm vận đến định đoạt. Bởi vì Lăng Tiếu lúc này bế quan không ra, trời mới biết hắn lần này bế quan đến khi nào mới sẽ xuất quan. Đây là chiến thiếp gửi cho Tiếu, Vũ Bất Phàm này là ai? Phượng Tiêm vận hỏi, Diệp Vân Phong từ bên cạnh ứng nói, Vũ bất phàm, chẳng lẽ là yêu nghiệt Vũ bất phàm của Linh Vũ Các? Huyền Diệu ở một bên nói, không sai, đúng là hắn, chiến thiếp này là do một vị trưởng lão của Linh Vũ Các đưa đến, hắn còn ở Quý phủ lưu lại chờ thiếu gia trả lời đây, hôm nay thiếu gia bế quan không ra, vậy thì Thỉnh vận phu nhân quyết định đi, Nguyệt tỷ ngươi cảm thấy thiếp này là tiếp hay không tiếp? Phượng Tiêm vận đem ánh mắt quang đến trên người thải hà Nguyệt hỏi, tiếp, vì cáo gì mà không tiếp? lấy tính cách của phu quân hắn là không thể nào không chiến mà bại, huống hồ lấy thực lực của phu quân, trừ đại năng của thế hệ trước ra, hắn là không có địch thủ rồi, cho dù người này là yêu nghiệt của Linh Vũ Các, phu quân cũng là tất thắng không nghi ngờ. Thải Hà Nguyệt tín tâm mười phần mà ứng nói. Lưu Quần cũng lên tiếng nói, không sai, thực lực của thiếu gia so với đế gia bình thường còn muốn cường đại hơn, vẻn vẹn là vũ bất phàm lại tính là cái gì? Lưu lão nói có lý, nhưng mà Vũ Bất Phàm đã ở trước đó không lâu chảm sát hai tên tán tu đế giai, tin tức này cũng đã truyền khắp trung vực, có người nói hắn cùng thiếu gia là một đời cường giả cường đại nhất của trung vực, chỉ là thiếu gia từng ở trong hoàng bảng lực đè Vũ Bất Phàm, mà chiến tích của thiếu gia so với Vũ Bất Phàm cũng càng thêm oanh động hơn một chút, cho nên danh vọng của thiếu gia còn ở trên Vũ Bất Phàm. Lúc này Vũ Bất Phàm khiêu chiến thiếu gia, nghĩ đến chính là muốn mượn danh tiếng của thiếu gia mà thượng vị đi. Huyền Diệu nói, Huyền Diệu tuy nói sống ở phủ thành chủ không ra khỏi cửa, nhưng mà hắn lại là thời khắc quan sát động thái của các phương diện ở trung vực, vì vậy tin tức liên quan đến Vũ Bất Phàm hắn cũng là sớm nhận được. Nghe được tin tức mà Huyền Diệu nói ra, mọi người ở chàng đều là kinh ngạc lên. Không hổ là đệ tử kiệt xuất của Linh Vũ Các, xác thật có thực lực cùng thiếu gia Tranh Hùng. Dương Tiên Phong ở một bên thở dài nói: Bất kể như thế nào, lấy tính cách của thiếu gia trận chiến này hắn là tất nhiên nhận lấy, ta tin tưởng thiếu gia tuyệt đối sẽ thắng lưu quần kiên trì ý kiến của mình nói, mọi người cơ hồ đều là ý tứ này, bọn họ đều biết thực lực cùng phẩm tính của Lăng Tiếu, quả quyết không thể nào không tiếp. Tốt, nếu tất cả mọi người nhận thấy Tiếu sẽ không thua, ta đây liền thay hắn tiếp nhận." Phượng Tiêm vận nói, tiếp theo nàng hướng về phía Huyền Diệu nói, "Phiền Toái Quân sư đi báo cho trưởng lão của Linh Vũ các biết, liền nói phu quân ta tất sẽ đúng lúc đến ước hẹn." Lại là một tháng trôi qua, tin tức Linh Vũ các vũ bất phàm, khiêu chiến phong vân thành thành, thành chủ Lăng Tiếu cư nhiên không chân mà chạy khiến cho rất nhiều võ giả đều kinh ngạc lên. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận ở bốn bề liền vang lên. Còn có rất nhiều địa phương mở ra hiện tượng áp đổ, đều là tỷ số một ăn một. Tuy nói chiến tích mặt ngoài của Lăng Tiếu nếu so với Vũ Bất Phàm thì tốt hơn rất nhiều, nhưng mà Vũ Bất Phàm lại là đệ tử của Linh Vũ Các, có tư nguyên bồi dưỡng tốt nhất, lá bài tẩy tương ứng chắc sẽ có không ít. Hơn nữa Vũ Bất Phàm dù lấy danh nghĩa cá nhân khiêu chiến với Lăng Tiếu, nhưng mà hắn cũng là trên lưng mang theo vinh dự của Linh Vũ Các, Linh Vũ Các là tuyệt đối không cho phép hắn thất bại. Về phần chiến tích của Lăng Tiếu là mọi người quá rõ ràng, thân là đệ tử duy nhất của Phong Lưu Tài Đế, từng ở hoàng bảng chi tranh lực áp qua vũ bất phàm, đoạt được danh tiếng đệ nhất hoàng tọa, cũng đủ để chúng ta thực lực áp chế đồng đại của hắn, mà trận chiến ở Phong Vân Thành lại càng là uy phong vô lượng đại đa số, trong lòng mọi người còn chưa có cách nào xác định một trận chiến này rốt cuộc là ai thắng ai bại. Tin tức vừa mới truyền đi, đã có không ít võ giả bắt đầu đến chỗ định chiến Thiên Tuyệt Hồ trước chờ đại chiến tới. Thiên Tuyệt Hồ, đây không phải là một cái hồ lớn do thiên nhiên tạo thành, nó là do con người tạo thành. Hơn 6.000 năm trước, nơi đây cũng không phải gọi là Thiên Tuyệt Hồ, mà gọi là Thiên Tuyệt Sơn, thuộc về cự phong cao đệ nhất trung vực, xuyên thẳng lên thương khung, lộ ra nguy nga bàng bạc. Sau đó lại bởi vì một tràng tuyệt thế địa chiến, Thiên Tuyệt Phong này bị san thành bình địa, mà ở biên giới mấy vạn dặm của nó tức thì bị oanh đến mấy trăm ngàn lỗ, hố sâu vô số, cùng cùng lại bởi vì tuế nguyệt trôi qua, Nước mưa hàng năm tích lũy, lúc này mới tạo thành hồ. Danh sưng của hồ này cũng là bởi vì thiên tuyệt sơn mà mạnh danh. Một trận chiến kia chính là một trận đại chiến kinh thiên động địa nhất trong mấy vạn năm. Tới nay, tứ đại truyền thuyết, thị huyết đao phách, phong lưu tài đế, chuyên nhất kiếm si vô địch cùng tăng luận chiến thiên tuyệt phong, cuối cùng tứ đại truyền thuyết đều biến mất ở trung vực, không người biết kết quả, cũng không người biết hướng đi của bốn người bọn họ. Mà hôm nay tứ đại truyền thuyết, phong lưu tài đế lại ở trong vài năm nay xuất hiện qua truyền nhân lăng tiếu kia lại càng danh động trung vực. Một trong tứ đại truyền thuyết cuối cùng một người đã biết là, rất sớm đi tới thiên vực rồi, còn lại ba người kia có phải cũng đi thiên vực rồi hay không? Hay hoặc là trong bốn người chỉ có tài đế may mắn còn sống sót? Mọi người đều là cảm thấy lẫn lộn. Vũ bất phàm định chiến ở thiên tuyệt hồ, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hắn nhất định là hy vọng cùng lăng tiếu, một trận chiến có thể trở thành kinh điển chi chiến, cũng hy vọng hắn có thể một ngày kia cùng tứ đại truyền thuyết sánh vai ý đồ dã tâm của Vũ Bất Phàm nhưng là tương đối không nhỏ. Lúc ngoại giới đem tin tức truyền đến sôi sục, Lăng Tiếu Thân là một trong những nhân vật chính một mực ở trong bế quan. Trong một chỗ đặc biệt xây bế quan thất của phủ thành chủ, Lăng Tiếu đang đóng chặt long mục đả tọa. Ở trong tinh thần thức hải của hắn, linh hồn hình dạng của hắn đã tương đối ngưng thực rồi, nhìn nó huy vũ lấy quyền kỹ, thối công đều là có khuôn có dạng, lộ ra vô cùng thần kỳ. Lần bế quan này Lăng Tiếu đã là đến gần nửa năm rồi. Trong vòng nửa năm này, Tam phân quy nguyên khí thần công tầng thứ bảy đã là tu luyện vào quỹ đạo, ngưng hồn đã là tương đối thành công, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục là có thể phá vỡ, mà vào tầng thứ tám cảnh giới xuất khiếu, thì liền có thể cùng với người khác cách không đại chiến cũng không phải là vấn đề. Ở trong kiếp trước, lăng tiếu nhưng là biết rõ hùng bá tu luyện tam phân quy nguyên khí cũng bất quá là, vừa mới tu luyện đến cảnh giới xuất khiếu mà thôi, khi đó hắn nhưng là thống nhất giang hồ, xưng bá võ lâm rồi nếu không phải sau đó phong vân hợp bích, tạo ra tuyệt chiêu mới đáng sợ, cũng sẽ không để hắn nuốt hận mà chết. Lăng Tiếu trừ tu luyện Tam phân quy nguyên khí ra, cổ hoàng thần công để lục biến luyện thức của hắn cũng có chút thành tựu. Ở bốn phía của tinh thần thức hải, bộ phận tinh thần dịch cư nhiên hóa thành giống như thực chất, đem vách che của bốn phía thức hải đều ra cố lại một vòng thật dày, đem thức hải cũng củng cố. Nếu như lúc này gặp gỡ võ giả biết tinh thần lực công kích, những tinh thần lực kia, cũng tuyệt đối sẽ không ở trong lúc nhất thời thương tổn đến thức hải của Lăng Tiếu được, trừ phi là tinh thần lực đạt đến một loại cường giả vô cùng kinh khủng mới có thể một kích oanh phá phòng ngự này. Luyện thức, một biến này chính là tiểu thành cảnh giới mà thôi, đợi sau khi nó đạt đến cảnh giới viên mãn, liền công kích tinh thần lực bình thường không thể chấn động chút nào rồi. Đây cũng chính là chỗ thần kỳ của Cổ Hoàng thần công, bất kể là thân thể cơ năng các chỗ, liền ngay cả thức hải cũng có thể phòng ngự, đây tuyệt đối là luyện thể thần công thế gian hiếm có lăng tiếu rất là hài lòng trong nửa năm tu luyện này hắn cảm thấy chính mình trước đây có một đoạn thời gian dài dường như không có tĩnh tu cảm thấy cảnh giới của mình tiến bước thong thả nhiều lắm đây nếu là để cho người khác biết ý nghĩ này của hắn nhân gia cũng đều không muốn sống trên đời này nữa rồi tốc độ tiến dài đáng sợ như vậy ở bên trong trung vực tuyệt đối là phượng ngò lân giác lại còn ngại chậm người này chỉ là quá giả bộ rồi lăng tiếu vốn định lại tiếp theo bế quan một đoạn thời gian làm sâu sắc tu luyện một chút nhưng mà tâm thần tổng có chút cảm thấy không tập trung, tựa hồ giống như có chuyện gì phát sinh. Đối với loại cảm ứng này, Lăng Tiếu mấy lần thử đều đúng. Hắn cũng hoài nghi đây có phải là giác quan thứ sau chỉ nữ nhân mới có hay không, nhưng mà chính bản thân hắn là thuần nam nhân, chẳng lẽ cũng có giác quan thứ sáu này. Bất kể như thế nào, tâm thần của Lăng Tiếu đã có chút không được yên ổn, liền quyết định xuất quan xem một chút có chuyện phát sinh thật hay không. Quả nhiên khi hắn vừa đi ra bế quan thất đã có người đợi hắn ở đó rồi thiếu gia người xuất quan, vận phu nhân để cho ngươi lập tức đi gặp nàng. Phương thần từ một góc đi tới không người nói. Ừ, ta biết rồi. Lăng tiếu lông mày nhăn nhẹ một chút, liền hướng lấy chỗ ở của hắn đi qua. Lúc bình thường hắn vẫn cùng Phượng Tiêm Vận ở một phòng, bởi vì bọn họ nhưng là vợ chồng đã bái đường. Phượng Tiêm Vận là đương nhiên làm chính cung, còn mấy nàng kia coi như là thiếp thân nha hoàn đi. Lăng tiếu còn chưa có đi tới trước phòng. Phượng tiêm vận cùng thải hàng nguyệt nhị nữ từ trong căn phòng đi ra, Vận Nhi, Nguyệt Nhi các ngươi đều ở đây. Lăng Tiếu chào hỏi nói. Tiếu, ngươi nhưng đi ra rồi, lại không ra, ta cùng Nguyệt tỷ tỷ đều phải kinh động ngươi bế quan rồi. Phượng Tiêm Vận mang theo vài phần lo nghĩ nói. Hắn nhưng là rất ít khi thấy Phượng Tiêm Vận xuất hiện vẻ mặt như vậy, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng lên. Phượng Tiêm Vận không chút hoang mang đem khiêu chiến thư lấy ra đưa cho Lăng Tiếu nói. Tự mình ngươi xem đi. Lăng Tiếu có chút nghi ngờ tiếp lấy kim sắc bì giản, mở ra nhìn một cái, thần sắc đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo cười to lên. Ha ha, tốt cho một cái vũ bất phàm, lại dám khiêu chiến bản thiếu gia, quả nhiên là có đảm sắc, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Lăng tiếu nhìn khiêu chiến thư này không sợ ngược lại cười lên. Nhớ lại lúc trước hắn cùng viên chiến thiên ở chiến loạn uyên chiến đấu, đánh đến hết sức sung sướng lâm ly, để cho hắn đến nay đều hoài niệm cảm giác thế quân lực địch kia. Mà vũ bất phàm thân là đệ tử kiệt xuất nhất của linh vũ các, cũng không biết năng lực của hắn như thế nào, Trước đây, ma tử của Hắc Ma Môn đã để cho hắn cảm thấy thất vọng, hy vọng yêu nghiệt kiệt xuất của trung vực đệ nhất đại các có thể để cho hắn có cơ hội thi triển toàn lực mới tốt. Phu quân ngươi trước đừng cười, bây giờ cách ngày quyết chiến chỉ còn có một tháng, hiện tại phải lập tức lên đường mới đi đến thiên tuyệt hồ kịp thời. Thải Hà Nguyệt ở một bên nhắc nhở. Ừ, thời gian là sắp đến gần rồi, bất quá không sao. Lăng tiếu nhẹ ứng nói, trong long mục lấp lánh thần mang hưng phấn, Lăng Tiếu trở lại trong phòng do hai vị phu nhân hầu hạ tắm rửa, thay quần áo. Nhị nữ cũng không biết là bởi vì Lăng Tiếu muốn đi chiến đấu hay không, hay là tư niệm cách xa nhau nửa năm khó chịu nổi, lại chủ động trêu chọc dục vọng của Lăng Tiếu. Ba người không khỏi ở trong phòng điên loan đảo phượng một phen, chiến đấu cũng là tương đương kịch liệt. Một ngày qua đi, nhị nữ bị Lăng Tiếu tư nhuận đến giống như kiều hoa sau cơn mưa, lộ ra kiều diễm xinh đẹp vô cùng, phong tình thiếu phụ kia tận hiện ở trên khuôn mặt. Lăng Tiếu nhìn bọn họ phong tình vạn chủng, thân thể bạo mãn như ngọc thiếu chút nữa có một loại cảm giác không muốn rời giường hắn phải thầm thở dài tâm tính của mình thực sự là càng lúc càng kém nữ nhân là họa nước lời ấy thực sự không giả lăng tiếu ở trong lòng tán thán nói lăng tiếu tùy hai người hầu hạ ăn mặc võ phục một bộ hắc sắc kình trang phủ lên trên người cơ nhục tuyến điều phân minh như ẩn như hiện kia tận hiện lên thể phách dương kiên cường tráng khuôn mặt mê chết không cần đền mạng kia mang theo vài phần tà khí còn có vài phần khí chất kiên nghị Khí độ bất phàm tận hiện trước mắt, đủ để dây sát bất kỳ nữ nhân nào rồi. Lăng Tiếu phủ thêm một cái áo choàng đấu bồng, bước đi long hình hổ bộ mạnh mẽ uy vũ đi ra khỏi căn phòng. Nữ nhân của hắn cơ hồ đều tập trung lại đây, chỉ có Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mỹ Ương không có ở chỗ này, hai người bọn họ tự biết thực lực yếu nhất, một mực ở trong trạng thái bế quan đều không có đi ra. Chư nữ đều muốn đi theo Lăng Tiếu rời đi, đều bị Lăng Tiếu nhất nhất cự tuyệt. Lần quyết chiến này Lăng Tiếu cũng không quá mức lo lắng không cần thiết phải làm trận thế lớn như vậy, càng không phải là cái gì sinh ly tử biệt. Trước khi ly biệt, Huyền Diệu một mực đặc biệt giao phó nói, "Thiếu gia, chuyến này có thể những người khác sẽ có điều hành động, nếu không thì để Phong Nha trưởng lão đi với ngươi, như thế nhiều thêm một phần bảo đảm." Lăng Tiếu lúc này mới nhớ tới những địch nhân án binh bất động kia của chính mình, nghĩ đến sẽ không bỏ qua một lần cơ hội vây sát hắn đi. Lăng Tiếu khoát tay cự tuyệt nói, "Không cần, Phương thần đi theo ta là được, những người khác đều lưu lại, nên làm gì liền làm cái đó đi." Lăng Tiếu còn ước gì nhiều địch nhân đến xâm phạm một chút, vừa lúc cho hắn cơ hội mài luyện, còn nữa hắn có rất nhiều lá bài tẩy bảo vệ tính mạng, ở B trong trung vực có thể lấy được tính mạng của hắn chỉ sợ không có mấy, trong lòng hắn ngược lại không có lo lắng gì. Lăng Tiếu mang theo phương thần điệu thập đi đến Thiên Tuyệt Hồ. Linh Vũ Các, đại thế lực đệ nhất trung vực. Bọn họ tồn tại ở trong một mảnh không gian độc lập, không gian kia giống như là một phương thế giới, bên trong có những thứ cần co, núi cao, rừng rậm, kỳ hoa dị thảo, linh thú, ở trong các này còn có từng cái điện vũ cổ lão, lộ ra đại khí bàng bạc, khí thế rộng rãi. Ở một chỗ bế quan, một gã thanh niên nhân thân mặc ma bạch giản dị, đi một đôi giày cỏ thong thả mà thằng bước đi. Người trẻ tuổi này tướng mạo bình thường, nụ cười hòa nhã, giống như là thiếu niên gần nhà khiến cho người ta có một loại cảm giác bình dị gần gũi, một điểm cũng không cảm ứng được khí tức của hắn, tựa hồ hắn chính là một thiếu niên không có bất kỳ võ lực nào. Một loại khí chất thuần phác không hiểu hiện ra ở trên người hắn, tựa hồ mang theo vị đạo xuất trần, người trẻ tuổi này rõ ràng chính là thủ tịch đệ tử vũ bất phàm của một đời thanh niên kiệt xuất nhất của linh vũ các, nhất địa thiên chi kiêu tử của trung vực từng có triển vọng nhất đoạt được đệ nhất hoàng tọa. Đáng tiếc lại bị một tên hắc mã khác không có tên tuổi đoạt đi vinh dự thuộc về hắn, quang hoàn ở trên đỉnh đầu hắn bị nhiễm chút ít vết bẩn, trên con đường tu võ nhiều ít có chút không cam lòng. Vì đem một chút vết bẩn kia xóa mất, hắn muốn khiêu chiếu người nọ, một lần nữa thành tựu thân phận một đời thanh niên cường giả nhất vũ bất phàm người cũng như tên kể từ ngày hắn được lão các chủ của linh vũ các nhìn chúng hắn liền chú định đi con đường bất phàm hắn có một cái ngoại hiệu không có người biết nhân xưng vũ phong tử yêu võ như mạng từ một ngày đó tu luyện hắn liền rất ít gián đoạn tu hành sau khi đem thực lực từng ngày cường đại lên liền bắt đầu không ngừng khiêu chiếu đối thủ cao cấp lúc bắt đầu khẳng định không có quả ngon gì để ăn rồi nhưng mà thuận theo hắn khiêu chiến càng ngày càng nhiều lực chiến đấu cũng là càng ngày càng biến thái tốc độ trưởng thành cũng là so với người cùng tuổi phải nhanh hơn gấp nhiều lần, lực chiến đấu kia lại càng biến thái. Hôm nay hắn lấy niên kỷ hơn 30 tuổi đạt tới thực lực thiên tôn đỉnh phong, đã để rất nhiều người nhìn mà đuổi không kịp. Mà mấy năm gần đây hắn lại càng chảm sát qua hai tên cường giả tán tu huyền đế, danh đầu nhất thời vô lượng. Nhưng mà người nọ trước sau so với hắn đi trước một bước, uy danh đáng kinh ngạc kia so với hắn càng thêm cường thịnh. Một đời hai đại tân tinh cường giả sớm muộn gì nhất định sẽ có một trận chiến thời cơ đã đến một trận chiến này cũng cuối cùng là phải bắt đầu thiếu các chủ tin tức không biết bị ai để lộ ra rồi bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện một trận chiến của ngươi cùng lăng tiếu rồi một gã đế dai khom người xuống đối với vũ bất phàm nói vũ bất phàm hắn thiên túng chi tư đã được bên trong linh vũ các định làm thiếu các chủ đời sau vũ bất phàm không phát ra một gợn sóng nói truyền đi liền truyền đi rồi có ít người chính là thích ồn ào chỉ là trước một trận chiến này có người nào dám tự mình dở trò quỷ vũ bất phàm ta là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho hắn ở lúc bình thường lại thấu ra một cỗ khí thế không tầm thường đem hắn nhìn thành một thiếu niên không muốn hại người đây chính là sai lầm đặc biệt lớn vậy thiếu các chủ hiện tại xuất phát sao tên đế giai kia hỏi ừ sau khi ta hướng sư tôn thỉnh an liền xuất phát đi ta từ đây xuất phát nếu so với hắn từ phong vân thành thì sớm một điểm hy vọng một trận chiến này đừng để cho thất vọng mới tốt ánh mắt sáng rỡ của vũ bất phàm thoáng qua thần sắc hưng phấn hắn từ sau lần hoàng bảng chi tranh đợi một trận chiến này đã rất lâu rồi ở một chỗ khác của linh vũ cát khang lam đồng dạng là đệ tử kiệt xuất của linh vũ cát một gối quỳ xuống trước mặt một gã lão giả trên khuôn mặt toàn là vẻ cung kính đồng thời còn mang theo vài phần thấp thỏm tên lão giả kia đối với khang lam phát ra thanh âm u lãnh nói sự kiện kia là ngươi truyền đi hay sao khang lam cúi đầu ứng nói không biết sư phụ là nói đến sự kiện nào hừ còn dám lừa dối vi sư lão giả kia hử lạnh một tiếng quay mặt lại thần sắc hiện ra y âm hàn. Lão già này lại một đầu tóc trắng, liền ngay cả lông mày cùng râu cũng đều là tuyết trắng, chỉ là khuôn mặt nhìn lên lại chỉ là hơn 50 tuổi, cũng không lộ ra vẻ già lão. Người này là sư phụ Hàn Thiên lão nhân của Khang Lam, tu vi trung cấp Huyền Đế đỉnh phong, thuộc về một trưởng lão bên trong Linh Vũ Các, có quyền lực không nhỏ. Khang Lam nhìn thấy sư phụ hắn đã chuẩn bị nổi giận, cũng không dám giả bộ nữa, lập tức lộ ra vẻ khủng hoảng nói: "Sư phụ, ta, ta chỉ là muốn thay sư đệ Dương Uy, lấy thực lực của hắn muốn chảm sát người kia là dễ dàng, ta chính là nhìn không quen cái dáng vẻ càn rỡ kia, ta muốn để mọi người thấy sư đệ đem hắn dẫm đến không thể xoay sở. Hàn Thiên nhìn chằm chằm vào đồ đệ của hắn có chút hận rèn sắt không thành thép nói, mục đích của ngươi đơn giản như vậy là tốt, chỉ sợ ngươi dụng tâm kín đáo. Nam nhân đại trượng phu lập thân sự sự cần phải đứng thẳng, làm chính đáng, đi làm những thứ tà đạo này cuối cùng không phải là chính đạo, nếu như ngươi thật hận hắn như vậy, liền nên dựa vào thực lực của mình đi áp đảo hắn, lam nhi thiên phú của ngươi so với bất kỳ nào đều không thua kém chỉ là bất phàm sư đệ của ngươi ứng thế mà sinh ngươi mới đành phải ở dưới hắn nếu như ngươi chịu cố gắng ngày sau muốn vượt qua vi sư không phải là chuyện khó khăn đệ tử nhớ kỹ lời dạy của sư phụ khang lam cúi đầu ứng nói đúng vậy tin tức vũ bất phàm cùng lăng tiếu quyết chiến thiên tuyệt hồ chính là khang lam để lộ ra vốn là vũ bất phàm cũng không muốn người người đều biết nhưng mà khang lam lại không nghĩ như vậy hắn ở Phong Vân Thành bị Lăng Tiếu khi phụ qua, trong lòng sớm đã chôn xuống mầm mống thù hận, hắn muốn Lăng Tiếu sớm ngày đi tìm chết. Trước đây, cổ gia cùng người của Thiên Sát Liên Thủ cư nhiên lại không thể đem Lăng Tiếu trảm sát, còn bị Lăng Tiếu diệt. Cường đại của Lăng Tiếu đã khắc thật sâu vào trong lòng của Khang Lam, Lăng Tiếu đã trở thành tâm ma của hắn. Lăng Tiếu một ngày chưa diệt trừ, tâm ma của hắn khó đi, nếu muốn tiến giai tiếp, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Chuyến này ngươi cũng đi đến quan chiến đi, hai đại thanh niên hoàng giả chi chiến, đối với ngươi mà nói hẳn là rất có lợi ích đấy. Hàn Thiên đối với Khang Lam nói, vâng, sư phụ. Khang Lam đáp ứng một tiếng, trong mắt thoáng qua vài phần thần sắc âm hiểm. Cổ gia trọng địa, nhận được tin tức lăng tiếu cùng vũ bất phàm, quyết chiến đã bắt đầu bí mật an bài thái tượng trưởng lão chưa xuất thế xuất phát đi, đến thiên tuyệt hồ, rồi. Lăng tiếu đầu tiên là chảm đám người cổ vũ phi của cổ gia, sau đó lại chảm vị thái tượng trưởng lão cổ hình, cổ gia sớm đã trải qua chấn động rồi, bọn họ một mực không có động tĩnh đó là bởi vì đang chuẩn bị kế sách vạn toàn, tất muốn đem Lăng Tiếu một kích mà giết. Bây giờ Lăng Tiếu dương cờ gióng trống mà xuất hiện, bọn họ lại không báo thù vậy danh dự, của cổ gia bọn hắn lại càng rơi xuống đáy cốc rồi, cổ sát lệnh cũng là biết thành phế lệnh. Cùng lúc đó cổ gia đem tiền thưởng của cổ sát lệnh lần nữa tăng lên rất lớn, bởi vì thực lực của Lăng Tiếu càng cường đại, cần võ giả càng mạnh hơn xuất thủ mới có thể đối phó được. Mặt khác, Thiên sát bên kia cũng là đang âm thầm chuẩn bị lấy kế hoạch kích sát Lăng Tiếu, bọn họ liên tục hao tổn nhân thủ, ngay cả kim sát cũng bị lưu lại, bọn họ làm sao có thể nuốt được ngụm khí này. Thiên sát một khi nhận nhiệm vụ liền nhất định sẽ đi hoàn thành, bọn họ là quyết không cho phép nhiệm vụ thất bại. Trong lúc nhất thời tứ phương đều bắt đầu phong khởi vân dũng lên. Một tấm sát võng vô hình lặng lẽ bố trí ra. Chuyến đi này của lăng tiếu nhất định là tuyệt đối sẽ không thái bình, chỉ là làn này hắn còn có thể tiếp tục tiếu ngạo sát địch hay không thôi. Chỗ bình nguyên này xưng là đáng phong bình nguyên, trong vòng mấy vạn dặm đều là tạp thảo tùng sinh, ít có mộc thụ cùng kỳ hoa linh thảo, là một khối đất cực kỳ nghèo khó. Hơn 6.000 năm trước ở trên đãng phong bình nguyên này có một tòa thiên tuyệt phong, tối cao nhất trung vực. Chỉ là thiên tuyệt phong ngày hôm nay dã không còn tồn tại, ở vị trí nguyên lai của nó đã bị một hồ nước thay thế. Hồ nước như thiên, sóng xanh lăn tăn cùng sắc trời hòa thành một phiến, lộ ra vẻ đặc biệt thanh u, địa phương này vốn là ít người, gần đây lại bỗng nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt lên từng cái võ giả cường đại tam tam lưỡng lưỡng đang ở bốn phía bên hồ trò chuyện hàn huyên tựa hồ đang đợi cái đại sự gì đó tiến đến còn có nửa tháng nữa không biết hai người bọn họ ai sẽ đến trước theo hành trình đến nhìn linh vũ các cách chỗ này gần hơn chút ít nghĩ đến vũ bất phàm kia sẽ đến trước một bước đây nhưng khó nói ai không nghĩ tới trước một bước quen thuộc địa hình chiếm lấy tiên cơ có lẽ lăng tiếu kia trước một bước tới nơi này cũng nói không chừng hai đại tôn giả này đều đã là người siêu việt cùng tuổi quá nhiều rồi có thể xem một trận chiến của bọn họ nghĩ đến là chuyến đi này không tệ đấy. Không sai, lăng tiếu kia là truyền nhân duy nhất của tứ đại truyền thuyết tà đế, mấy năm gần đây đột nhiên thanh danh hiển hách, thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù là tà đế năm ấy tựa hồ cũng không trói mắt như hắn đi. Đúng, nhìn thế sự hôm nay tựa hồ muốn thành lập địa bàn của mình, thành tựu thế lực của mình, dã tâm kia cũng không nhỏ. Nói thì nói như vậy, nhưng mà ta càng coi trọng vũ bất phàm, có nói hắn đã được làm thiếu các chủ đời sau, có thể thấy được Linh Vũ các đối với hắn có bao nhiêu coi trọng rồi. Chàng Long tranh hổ đấu này nghĩ đến đều là 5 năm. Hai người đều cũng đã chảm sát qua cường giả đế giai, Bọn họ đã không thể lấy thường nhân để đối đãi rồi. Thuận theo ngày quyết chiến càng lúc càng gần. Võ giả tụ tập đến cũng là càng ngày càng nhiều. Mà đại phương thế lực cũng có không ít người đi đến đây quan chiến. Địa phương bình tĩnh này lộ ra không còn bình tĩnh nữa rồi. Cách ngày khai chiến còn có 5 ngày, Vũ bất phàm trước một bước đến Thiên Tuyệt Hồ xuất hiện của hắn lập tức đưa tới chú ý của mọi người ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé chỉ là vũ bất phàm cũng không có ý tứ trao đổi với bọn họ bay thẳng đến giữa hồ lướt qua cuối cùng cả người lại ngồi ở trên mặt nước nhắm mắt lại hắn giống như là cùng với hồ nước liền thành một thể để người ta cảm thấy hắn ngồi ở trên mặt nước là tự nhiên như vậy có người không nhịn được kinh hô lên đây đây là cảnh giới thiên nhân hợp nhất đây đây là thật sự hắn hắn mới đến một hồi lại liền dung nhập vào trong thiên địa đây quá biến thái đi tâm tính của người này thật sự là không thể xem xét bằng lẽ thường được quả nhiên không hổ là yêu nghiệt được linh vũ các xem như là người nối nghiệp đời sau có thể có ngộ tính như vậy hắn muốn bước vào đế giai cơ hồ là dễ dàng tương lai nhập thánh cũng là chuyện rõ ràng rồi chỉ là không biết lăng tiếu kia có thể có khả năng này hay không cảnh giới thiên nhân hợp nhất nhưng là chỉ bản thân võ giả cùng thiên địa dung hợp là một thể cảm thụ hết thảy trong thiên địa khiến cho võ giả tương đối dễ dàng tiến vào cảnh giới lĩnh ngộ tăng nhanh lý giải một đường võ đạo khiến cho có thể tiến dai càng nhanh hơn vũ bất phàm chỉ ở trong chốc lát liền dung nhập vào trong thiên địa đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất thật là một loại dị loại rồi phải biết rằng thường nhân muốn tiến vào cái cảnh giới này nhưng là phải nhìn cơ duyên cùng lý giải ai giống hư hắn lại nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào trạng thái này rồi người ngác nhìn vào đều chỉ có phần hâm mộ đố kỵ rồi đang ở lúc vũ bất phàm nhập định một đạo nhân ảnh nhanh chóng đồng dạng lướt trên mặt nước mọi người đều là kinh ngạc lên đều cho là lăng tiếu cũng đã đi tới rồi ta muốn cùng ngươi chiến một trận một đạo thân ảnh cao ngất cầm trong tay kim côn chỉ lấy vũ bất phàm kinh quát lên khí thế đáng sợ phóng ra đến hồ nước xung quanh càng không ngừng khuếch tán ra ngoài người này lại là viên chiến thiên từng cùng lăng tiếu ở chiến loạn uyên chiến qua một trận nhìn khí thế hôm nay rõ ràng thực lực cũng đến cao cấp thiên tôn thân hình cũng càng lúc càng giống như đấu chiến thánh viên rồi nếu không phải khuôn mặt của hắn còn giống như nhân loại thì đều cảm thấy hắn chính là hậu duệ của đấu chiến thánh viên rồi ngươi là người phương nào còn không mau thối lui nếu không đừng trách lão phu không khách khí một gã huyền đế đi theo vũ bất phàm trong nháy mắt xuất hiện nhìn chằm chằm vào viên chiến thiên quát lên ánh mắt của vũ bất phàm cũng là không có mở ra trong miệng thản nhiên nói lam trưởng lão không cần tức giận ngươi trước đi sang một bên đi trưởng lão linh vũ các kia do dự một chút vẫn lui ra vũ bất phàm thân giống như khinh yến nhẹ đứng lên chân dẫm trên mặt hồ cả người lộ ra vẻ siêu phàm thoát tục hắn mở ra ánh mắt giống như điện nhìn thẳng vào viên chiến thiên nói viên huynh thực lực càng mạnh hơn xưa thực sự là đáng mừng chỉ là hôm nay đối thủ của ta chỉ có một viên huynh nếu y muốn một trận chiến có thể chờ sau khi ta chiến với hắn một trận rồi lại đánh hay không viên chiến thiên nghênh đón ánh mắt của vũ bất phàm nói hắn chỉ có một mình ta có thể bại cho nên người trước phải thắng ta mới có thể khiêu chiến với hắn viên chiến thiên từng cùng lăng tiếu chiến một trận ở trong chiến loạn uyên song phương có thể xưng là thế quân lực địch đánh đến khó phân thắng phụ cuối cùng lăng tiếu vẫn là hơi thắng nửa chiêu đó là lần bại đầu tiên của viên chiến thiên để cho hắn bại đến tâm phục khẩu phục bất quá hắn nhưng không nhận thấy chính mình cả đời này đều không có cách nào siêu việt lăng tiếu trong lòng hắn thời khắc đều đang quan tâm tổng có một ngày có thể cùng lăng tiếu lại chiến một trận thế muốn đem lăng tiếu kích bại lấy đó rửa nhục trước đây hắn một mực bế quan tận toàn lực tăng lên thực lực của mình không ngờ vừa mới xuất quan không lâu liền nghe được tin tức vũ bất phàm khiêu chiến lăng tiếu cho nên hắn hỏa tốc chạy đến chỗ này tuy nói hắn nhận thấy lăng tiếu sẽ không thua vũ bất phàm nhưng mà hắn thấy vũ bất phàm sợ rằng cũng không phải là đối thủ của hắn thì như thế nào đi khiêu chiến lăng tiếu viên huynh cần gì chấp nhất như thế vũ bất phàm nói viên chiến thiên nói tới đi trước bại ta lại chiến với hắn đi ngươi không hiểu như vậy đối với ta rất không công bằng sao vũ bất phàm nhẹ nhíu mày nói ta bất kể trừ phi ngươi để ta trước chiến với hắn một trận viên chiến thiên một chút cũng không lui nói đã như vậy ta liền trước thành toàn cho ngươi vũ bất phàm trời sinh cũng là một người hiếu chiến hắn biết thực lực của viên chiến thiên rất cường đại ít nhất cũng có sức liều mạng với hắn cùng lăng tiếu nhưng mà gã dây dưa thế này để cho hắn cảm thấy tương đối buồn bực tâm tình bình tĩnh cũng không tiếp tục bình tĩnh được vậy trước tiên chiến một trận đi Hắn cảm thấy trước bại viên chiến thiên xong, lại bại lăng tiếu có lẽ càng có thể bày ra uy danh chân chính của hắn. Hắn cũng có tự tin liên tục chiến hai người mà không bại. Vậy ngươi liền bại cho ta đi. Viên chiến thiên cũng là trực tiếp, cũng không tiếp tục giảng cái lễ tiết gì. Trực tiếp luân khởi lên kim côn ở trong tay, vô số côn ảnh mang theo xé rách không khí hướng về phía vũ bất phàm, bao phủ mà đi. Bốn phía mặt hồ ở phía dưới hắn đều bị kích đáng đến hướng hai bên tản mắt ra trên khuôn mặt của Vũ Bất Phàm không có nửa điểm dáng vẻ kinh hoàng, thân hình giống như là gió hướng về phía sau thối lui, đồng thời thủ trưởng của hắn huy động lên. Bỗng dưng sóng nước ở trên mặt hồ đột nhiên dũng động lên, một phiến cự lãng giống như là thiên nhiên bình chứng dựng thẳng mà lên, đem những công kích của Kim Côn kia ngăn chặn lại. Phanh phanh, vô số bọt nước hướng về bốn phương tám hướng văng tung tóe mà ra, lộ ra vẻ vô cùng trong suốt duy mỹ. Người ở không xa đều ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng không rõ làm sao liền đánh nhau rồi. Không ít người đều không nhận ra Lăng Tiếu, còn cho Viên Chiến Thiên chính là Lăng Tiếu rồi, còn chưa đến ngày quyết chiến liền khai chiến rồi. Đây cũng quá lường người đi. Lăng Tiếu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngay cả điểm tiết tháo của võ giả cũng không có, muốn đánh cũng trước hành lễ rồi lại xuất chiêu. Đây không phải là Lăng Tiếu, có nói phụ thể thần công của Lăng Tiếu sẽ có Kim Long tràn thân xuất hiện, người nọ rất rõ ràng là không phải, thân hình giống như vượn của hắn. Chẳng lẽ là người truyền thừa kia của đấu chiến thánh viên? Nghe nói viên chiến thiên hắn lúc đó chiến một trận với lăng tiếu ở chiến loạn uyên, lấy nửa chiêu mà bại bởi lăng tiếu hay sao? Đúng, hẳn là hắn, nhưng không nghe nói lăng tiếu dùng lăng tiếu kim côn đấy, đây hẳn là viên chiến thiên rồi. Người này có hiểu quy củ hay không, hắn như vậy trước cùng vũ bất phàm đánh rồi, vậy vũ bất phàm còn làm sao cùng lăng tiếu công bằng một trận chiến đây? Hai người ở trên mặt hồ trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu, công kích cường đại đem mặt hồ đều đánh nổi lên vô số bọt nước, từng đạo tiếng oanh tạc vang lên trong vòng vạn dặm rất nhiều cường giả có thực lực không đủ đều không thấy rõ động tác của hai người nhanh đến để người hoa mắt loạn chỉ có những võ giả cường đại mới có thể miễn cường bắt được quỹ tích chiến đấu của bọn họ bọn họ đều biết hai người còn chưa có chân chính đánh nhau chỉ là đang thử đối phương ngay cả thế giới lực còn chưa có thôi diễn ra ngươi vẫn tận toàn lực đi nếu không ngươi như vậy vĩnh viễn đều là không thể chinh phục ta đấy quanh người vũ bất phàm bao phủ vô số thủy mạc nhàn nhạt mà đối với viên chiến thiên nói viên chiến thiên phiên chuyển kim côn nói ngươi đã muốn bại nhanh một chút, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, khí thế của viên chiến thiên trong nháy mắt bạo trứng lên, một đầu thượng cổ cự viên xuất hiện ở phía sau người hắn, viên hoàng chi uy vô thượng trùng phá trên cửu tiêu. Chiến lực của viên chiến thiên giống như là thẳng tắp tăng lên, càng không ngừng cuồng trướng mà lên, thân thể của hắn cũng giống như phát sinh dị biến, lại đang thong thả lớn lên, cơ nhục có tính bạo tạc từng khối lồi ra mênh mông. Cùng lúc đó từng cái viên ảnh càng không ngừng khuếch tán ra ngoài, một con, mười con, trăm con. Ước chừng tạo thành mấy ngàn viên ảnh cơ hồ đem thượng không trên mặt hồ đều chiếm đầy, rồi. Mỗi một con viên ảnh còn làm những động tác bất đồng, giống như là tồn tại chân thật, để người ta cảm thấy ra đầu đều tê liệt rồi. Đây đơn giản là thế giới chi lực của bầy vượn. Đây, đây toàn bộ là đấu chiến thánh viên, quá, quá là đáng sợ. Ít nhất có gần vạn con đi, đây nếu là toàn bộ xuất kích, vậy thì xong rồi. Đây còn có thể cho người ta sống nữa không? Thật là biến thái, đây tuyệt đối là thế giới lực thuộc về hoàng giai, không nghĩ tới trừ lăng tiếu cùng vũ bất phàm ra, còn có một tôn yêu nghiệt như vậy tồn tại. Đúng vậy, liền dựa vào thế giới lực này, liền có bổn sự vượt giai mà chiến, viên chiến thiên này không hổ là người truyền thừa của đấu chiến thánh viên. Thật không biết thế giới lực của vũ bất phàm là dạng như thế nào. Vô số đấu chiến thánh viên chiếm cứ thượng không của thiên tuyệt hồ, từng con vượn ảnh có động tác không đồng nhất, từng con đều đang không ngừng phát ra tiếng gào thét, chúng nó đem vũ bất phàm vây ở giữa tùy thời chuẩn bị toàn lực xuất kích nhiều thánh viên như vậy nếu là đồng thời xuất kích đủ để đem vũ bất phàm oanh thành nhục tương rồi vũ bất phàm nhìn thánh viên ở bốn phía ánh mắt trở nên hết sức chuyên chú lên hắn lẩm bẩm nói không hổ là truyền thừa giả của đấu chiến thánh viên liền dựa vào thế giới lực này của ngươi đủ để cho ta nghiêm túc đối đãi rồi khí thế của vũ bất phàm cũng bỗng nhiên mênh mông lên hiển nhiên mới vừa rồi hắn cũng giống như viên chiến thiên không có vận dụng thực lực chân chính khí thế kia càng không ngừng kéo lên thủy mạc ở bốn phía lại hướng về phía hắn tập kết lại những thủy mạc này càng không ngừng cuồn cuộn lên giống như là kinh đào hải lãng phát ra tiếng bào hao hùng dũng cuối cùng những thủy lãng này kết thành một con dao long những con lam sắc dao long này dị thường hung mãnh mỗi một con đều có thân dài đến trăm thước ước chừng đạt đến số lượng trăm con chúng nó không ngừng dũng động càng không ngừng trùng thiên mà lên đem vũ bất phàm không ngừng bảo hộ vào trong đó phảng phát giống như vũ bất phàm chính là hoàng giả của chúng nó để cho chúng nó nghiêm trận mà đối đãi, thề chết đi theo. Tới đi, để ta thống khoái chiến một trận. Vũ Bất Phàm chiến ý ngang dương lên rồi, lam sắc giao long ở chung quanh hắn một bộ nhưng muốn động rồi. Thánh viên thế giới của Viên Chiến Thiên cũng chuẩn bị phát động thế công rồi. Rất nhiều võ giả ngay cả một cái nháy mắt, cũng không nháy nhìn hai đại cường giả một đời mới đối quyết. Bọn họ tựa hồ đều quyết mất một gã nhân vật chính của chàng quyết đấu này, bọn họ chỉ biết là muốn hảo hảo quan sát không chàng đại chiến không thể bỏ sót này mắt thấy đại chiến tái khởi, một đạo tiếng long khiếu kinh thiên động địa từ trên bầu trời xa xôi truyền đến, một đạo vô thượng bắt chảo kim long chân chính phá không nhanh chóng mà đến. Long thủ uy vũ, long thân khổng lồ, long lân kim sắc lóng lánh, khí thế uy phong lẫm liệt, hoàng giả trong bách thủ, long uy vô thượng, kinh ngạc tứ phương. Tất cả mọi người bị tiếng nộ hống này dọa sự rồi, bọn họ đều hướng về phía bắt chảo kim long kia nhìn qua, trong ánh mắt vô hạn chấn kinh. Bản thiếu gia còn chưa đến, các ngươi liền khai chiến rồi, chẳng lẽ đều muốn để cho bản thiếu gia chiếm tiện nghi? Một đạo thanh âm cao vút từ rất xa truyền lại đây. Thanh âm này tràn đầy bá đạo, cuồng vọng, lớn lối. Người chưa thấy, liền có thể từ trong thanh âm kia nghe ra người này tuyệt đối là không phải cuồng nhân bình thường. Là, là Lăng Tiếu đến, đó, đó là bát chảo chân long hư ảnh, hình như là ngưng thực giỏi, thật là uy vũ trắng lệ. Nhìn khí thế này đều không so với hai người kia kém hơn, lần này có chuyện hay xem rồi bất kể ai đánh với ai, chỉ cần có thể quan chiến là được, tốt nhất ba người đến một tràng hỗn chiến, càng thoải mái rồi. Động đại tam thiên kiêu, ba người này trưởng thành lên chỉ sợ có thể thẳng ép một trận chiến, của tứ đại truyền thuyết mấy ngàn năm. Bóng người giống như gió, khí thế như long, khí thế cường đại phóng ra đến không khí xung quanh đều tán khai. Một gã thanh niên kiếm mi tinh mục ổn định dừng lại ở trên mặt hồ, thân hắn mặc đấu bồng, hắc sắc kình trang phủ lên thân người, cả người lộ ra tiêu sái dị thường, bá giả chi khí kia càng không ngừng tràn ra ngoài, kim long ở phía sau càng không ngừng gầm thét. Thánh viên kia cùng với giao long tự hồ đều cảm nhận được thú hoàng chi uy nồng đậm, đều phát ra tiếng tê minh không cam lòng. Làm sao, xem thường bản thiếu ra sao? Bản thiếu ra còn chưa đến, các ngươi trước đánh nhau rồi. Lăng tiếu hai bàn tay ôm ở trước ngực, một khuôn mặt cười tà mà nói. Vũ bất phàm trong nháy mắt thu liễm khí tức, lộ ra nụ cười hòa nhã nói. Viên huynh ngứa ngáy chân tay, cho nên muốn cùng bất phàm qua mấy chiêu không có nửa điểm ý tứ xem thường lăng huynh vũ bất phàm vĩnh viễn là một bộ hình dạng người tốt nói chuyện cũng đều là không giận không giữ để cho người ta cảm thấy hắn thoải mái giống như tắm gió xuân viên chiến thiên lại là thẳng tính trực tiếp khinh thường nói hắn muốn chiến ngươi liền trước phải thắng ta bằng không hắn không có tư cách khiêu chiến ngươi sau khi lăng tiếu nghe xong không nhịn được cười to lên ha ha xem ra bản thiếu gia đã mặt hàng để cho các ngươi cướp đoạt rồi đáng tiếc các ngươi đều là nam nhân ca chỉ thích mỹ nữ Ngừng một chút hắn lại nói, nếu không các ngươi cùng lên đi, bản thiếu gia rất bận rộn, không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này chơi đồ ồn ào. Lăng Tiếu không nghĩ đến sẽ gặp Viên Chiến Thiên ở chỗ này, đây là đối thủ để cho hắn cảm thấy kính trọng cùng hoài niệm. Mà Vũ Bất Phàm cũng là thiên chi kiêu tử, dám khiêu chiến hắn, có thể khẳng định thực lực của gã cũng là có chỗ hơn người. Lăng Tiếu những năm này trải qua vô số sinh tử chiến, hắn một mực kiên trì phương thức lấy chiến dưỡng chiến đi mà luyện chính mình. Mấy năm nay, hắn lại càng danh đầu vô lượng tự tin mênh mông đến cực điểm đối mặt với hai đại thiên kiều ở trước mắt lăng tiếu có tự tin lấy một địch hai hơn nữa còn cảm thấy chính mình nhất định có thể chiến mà thắng cường giả cần có một trái tim không chút nào sợ hãi dũng mãnh tinh tiến lăng tiếu cũng một mực đều ôm lấy cái tín nhiệm như vậy càng không ngừng cường đại lên lăng tiếu cùng vọng mà nói không nghi ngờ gì đốt lên nhiệt huyết của đám võ giả quan chiến ở chung quanh nghe nói lăng tiếu một mực vô cùng cuồng vọng bá đạo hôm nay xem ra truyền ngôn không giả lại lấy một địch hai hảo bá khí nhân gia có thực lực áo chế đồng đại hơn nữa trước đó cũng đã đánh bại viên chiến thiên mấy năm nay chiến tích lại càng là bưu hãn có nói còn có chiến tích huy hoàng là lấy một địch vạn lấy một địch hai đối với hắn mà nói là tiểu ý tứ thôi lời này là nói như vậy nhưng vũ bất phàm cùng viên chiến thiên nhưng cũng không phải là đèn đã cạn dầu nhưng đều là yêu nghiệt tề danh với hắn lấy một địch hai chỉ sợ bại nhiều thắng ít bất kể là dạng nào mau một chút chiến lên đi thật muốn nhìn chàng long tranh hổ đấu này một chút rốt cuộc kịch liệt tới trình độ nào vũ bất phàm cùng viên chiến thiên thần sắc nhẹ biến đổi lời này của lăng tiếu không nghi ngờ là kích thích cá tính cao ngạo của bọn họ nụ cười của vũ bất phàm đều thu liễm lại nói ở trước lúc lăng huynh đến viên huynh nói ta muốn chiến ngươi phải thắng được hắn mới được bây giờ không bằng như vậy do bất phàm đồng thời thỉnh hai vị bốn chiêu thì như thế nào cần gì nhiều phế thoại như vậy đến chiến đi viên chiến thiên lại càng trực tiếp hắn gào thét một tiếng, lại một lần nữa thôi diễn ra thế giới lực, hướng về phía hai người đồng thời bao phủ mà qua, vô số thánh viên chia làm hai đường đánh hướng hai người. Vô số thân ảnh thánh viên, vô số công kích cường đại, vô số côn ảnh mang theo khí thế bài sơn đảo hải bao phủ hai người, lăng tiếu cùng vũ bất phàm đều chưa có xuất chiêu, phân biết chấp động thân ảnh, từ trong rất nhiều thánh viên xuyên qua, cuối cùng lướt ra khỏi phạm chủ thế giới lực của viên chiến thiên. Các ngươi vì sao không chiến, xem thường viên chiến thiên ta không được. Viên Chiến Thiên giận dữ hét lên, "Đấu chiến thánh viên trời sinh liền hiếu chiến, hắn là tuyệt đối không tình nguyện ở dưới bất luận kẻ nào." Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm tránh mà không chiến thật là để cho hắn cảm thấy tức giận. Lăng Tiếu khoát tay nói, "Viên huynh chớ tức giận, trận chiến này ngươi vẫn để ta cùng hắn đánh trước một lần thống khoái, bằng không chúng ta ai cũng sẽ không để ý ngươi, nếu như ngươi thật muốn chiến một trận với chúng ta, chờ sau khi chúng ta kết thúc ngươi lại ước hẹn thời gian đi." Lăng Tiếu mặc dù rất muốn lấy một địch hai, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ là ai cũng không phục ai rồi, vậy dứt khoát trước khuyên phục viên chiến thiên, cùng vũ bất phàm một trận chiến rồi lại nói đi. Viên chiến thiên do dự một chút vẫn là đem thế giới lực thu về. Tốt, các ngươi ai thắng, ta liền khiêu chiến người đó. Viên chiến thiên đáp ứng một tiếng, nhanh chóng lướt đến nơi xa mà đi. Vũ bất phàm mang theo vài phần cười khổ nói, không nghĩ tới viên huynh sẽ nghe lăng huynh, vừa mới rồi ta nhưng là phí không ít lời lẽ hắn cũng không nghe đâu. Có thể ta nói cũng tương đối hữu lý hắn mới nghe đi. Lăng Tiếu tùy ý mà nói, cách thời gian ước định còn có mấy ngày, bây giờ bắt đầu đi. Vũ Bất Phàm mang theo thần sắc khát vọng nhìn Lăng Tiếu hỏi, hắn mong đợi một trận chiến này đã lâu rồi, hận không thể ngay lập tức liền bắt đầu. Lăng Tiếu lắc nhẹ đầu nói, chớ gấp, vẫn theo như ước định mà làm đi, ta nghĩ rất nhiều người còn đang gấp gáp lên đường, chúng ta không thể để cho bọn họ thất vọng có phải không? Lăng Tiếu căn bản không nghĩ đến một trận chiến của hắn cùng Vũ Bất Phàm, bị tuyên truyền đến sục sôi. Lăng Tiếu hỏi qua Huyền Diệu bên trong phủ thành chủ không ai đem tin tức này truyền đi ra ngoài như vậy bây giờ tất cả mọi người đều biết rồi nhất định là vũ bất phàm để người đi tuyên truyền lăng tiếu phải hoài nghi động cơ của vũ bất phàm đây để hắn cảm thấy vũ bất phàm nhưng là rất coi trọng lần quyết chiến này hơn nữa muốn đem hắn nặng nề dẫm ở dưới chân thậm chí là để địch nhân của hắn biết muốn đem hắn giết chết cũng nói không chừng cũng là bởi vì cái này ấn tượng của lăng tiếu đối với nhân phẩm của vũ bất phàm giảm thấp đi vài phần nếu hắn muốn ở mọi người chứng kiến hắn so với lăng tiếu mạnh hơn như vậy lăng tiếu cũng có tự tin phản dẫm lại hắn cũng dứt khoát cùng đám người kia chiến đấu cũng không muộn nếu lăng huynh bình tĩnh như thế vậy bất phàm cũng không vội ở nhát thời vũ bất phàm tương đối thông dong nói lăng tiếu đối với hắn chắp tay xoay người hướng về phương hướng viên chiến thiên bay qua di làm sao đều chạy rồi người đều đến rồi sao còn không đánh làm cái gì mà bay đi rồi chẳng lẽ là lừa dối chúng ta sao chớ gấp bọn họ còn chưa đi xa nghĩ đến là tới ngày ước định lại chiến đấu kia còn không phải đợi mấy ngày lừa người từng cái võ giả vừa mới đợi xem kịch hay đều nóng giận lên rõ ràng đều kích động lên đều chờ đợi trò vui mở màn lại bất thình lình hô ngừng thật là đem bọn họ treo ngược đến không trên không dưới thật sự là khó chịu cực kỳ viên chiến thiên cũng không có đi xa chỉ là ở một cái khu vực không người tĩnh tọa xuống thấy lăng tiếu đi lại hắn sâu xa nói người lại đây làm gì chẳng lẽ muốn chiến trước với ta một trận? Nói giỡn cái gì vậy, bản thiếu gia mấy ngày sau còn muốn cùng tên kia chiến một trận, cũng không thể trước chịu thương để hắn chiếm tiện nghi rồi. Lăng Tiếu ở bên cạnh Viên Chiến Thiên không xa ngồi xuống, ngừng một chút hắn lại nói, ta đến mời người uống rượu đấy. Nói xong trong tay hắn hiện lên hai bình rượu, một bình trong đó ném về phía Viên Chiến Thiên. Viên Chiến Thiên có chút không hiểu nhận lấy. Lăng Tiếu dương rượu ở trong tay lên, cũng không nói nhiều cái gì, ngửa mặt lên trời đổ xuống. Kình nhi hào sảng kia thật sự là đặc biệt có hương vị. Viên chiến thiên do dự một chút cũng đánh mở nắp bình, uống rượu lên, trong lòng hắn không hiểu sinh ra mô cỗ cảm giác ấm áp, để lòng hắn tự nhiên có chút loạn. Lăng tiếu nhìn thần sắc của viên chiến thiên có chút dị dạng nói, chẳng lẽ cảm thấy tử vị đạo này của ta không đủ mạnh? Không, rất không tồi, uống đi. Viên chiến thiên dừng một chút, nói một tiếng, đem bình rượu hướng về cổ họng ực mạnh xuống. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Niên kỷ nhỏ như thế cơ hồ là không có bất kỳ năng lực sinh tồn gì. Đang ở lúc hắn đói chết nơi hoang dã, hắn được một con linh viên cứu sống. Khi ấy hắn cũng cho là sẽ bị linh viên ăn tươi rồi, trong lòng là tương đối sợ hãi, một mực khóc không ngừng. Nhưng mà con linh viên kia lại không ăn hắn, trả lại còn cho hắn ăn cái gì, đem hắn nuôi sống. Hắn cũng cả ngày ở trong đám linh viên trong sơn mạch, đồng thời cũng nhận thức rất nhiều linh viên đồng loại, có một ít còn có thể miệng nói tiếng người, hóa thân làm người để hắn cảm thấy vui vẻ không dứt. Thuận theo hắn dần dần lớn lên, hắn cũng thoát khỏi thế giới của nhân loại. Một ngày, hắn ở trong phiến sơn mạch của linh viên chơi đùa, không cẩn thận lạc vào hiểm địa, thiếu chút nữa mạng vẫn tại chỗ. Cũng là ở trong một chỗ hiểm địa này hắn kiếm được truyền thừa của đấu chiến thánh viên, còn có tinh huyết thay hắn tẩy tủy thác mạch, kế thừa thiên phú thần thông chiến đấu của thánh viên. Đây cũng mới để cho hắn từ một thiếu niên bình thường bước liên con đường không ngừng biến mạnh. Linh viên tự hồ biết viên Chiến Thiên đã phát sinh cải biến, cho nên để cho hắn trở về thế giới nhân tộc. Hắn bản thân là nhân tộc, cuộc sống hàng năm ở trong sơn mạch của linh viên để cho hắn có viên tính, sau đó hắn từ trong sơn mạch đi ra, ở chỗ bình dân sống một ít ngày mới để cho hắn khôi phục chút ít nhân tính. Chỉ là rất nhiều tập tính vẫn không cách nào cải biến lại được, hơn nữa hắn hàng năm sống ở trong sơn mạch, thói quen trầm mặc ít nói, đây để cho hắn cùng với những người khác đều khó có thể nói rõ ràng. Đây cũng dẫn đến ở bên cạnh hắn cơ hồ không có một bằng hữu nào, để hắn cùng tất cả mọi người có cảm giác không hợp nhau. Nếu không phải lúc đó, linh viên cứu hắn kia giao phó cho hắn trở về cuộc sống của mình, hắn tình nguyện trở lại cuộc sống trong sơn mạch. Cho nên hôm nay Lăng Tiếu có thể chủ động lại đây mời hắn uống rượu, để cho khỏa tâm thái trầm phong kia phát sinh chút ít biến hóa. Hắn cũng là một nhân loại, là chân chính nhân loại khát vọng có bằng hữu, có thân nhân, có người yêu. Lăng Tiếu đương nhiên không biết cuộc sống trước đây của Viên Chiến Thiên, Hắn chỉ biết Viên Chiến Thiên người này lãnh khốc thẳng thắn, nhìn lại khó làm quen một chút, nhưng hắn cảm thấy là một đối thủ đáng giá tôn kính, cũng là một bằng hữu đáng giá kết giao. Cho nên hắn mới đặc biệt lại đây mời Viên Chiến Thiên uống rượu. Cho dù hai người vẫn luôn là đối thủ, nhưng mà cũng là một đối thủ đáng giá mời rượu. Lăng Tiếu cùng Viên Chiến Thiên hai người uống hết vài bình rượu, cũng không có bất kỳ trao đổi gì, phảng phất hai người giống như là người xa lạ ngồi ở trong tửu lâu, sau khi uống rượu xong sẽ không tiếp tục có bất kỳ quen biết gì hai người tựa hồ đều không sợ bị bất luận kẻ nào hại mình, sau khi uống rượu xong đều ngã trên mặt đất nằm ngủ. Đây để cho người ở không xa đều sách sách sưng kỳ, cảm thấy hai người này thực là tài cao gan lớn. Thời gian mấy ngày rất nhanh lại trôi qua, võ giả từ các nơi trong trung vực đã càng ngày càng nhiều. Trong đó, người của đại thế lực đã vượt qua nửa số người đến quan chiến rồi, những người khác không đến hẳn là vị trí địa lý quá xa mà không cách nào đuổi kịp lại đây. Thiên tuyệt hồ bốn phía đều đã tụ tập rất nhiều võ giả thực lực không đồng nhất. Mặt trời mọc ở phương đông, ngày quyết chiến rốt cuộc lại tới. Cuối cũng cũng sắp bắt đầu, lão tử cũng đợi đến không còn kiên nhẫn rồi. Hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Nghĩ đến sẽ không đâu. Hai người bọn họ đều từng chạm sát qua siêu cấp cường giả Huyền Đế giai, chàng này tuyệt đối là đối quyết đỉnh phong giữa tông giả. Đợi đến sau khi trận chiến này kết thúc, nghĩ đến Viên Chiến Thiên kia cũng là muốn khiêu chiến một người trong đó rồi. Đến lúc đó có lẽ còn có một chàng hí kịch khác để xem, không biết ai mới thật sự là một đời hoàng giả mới đây, thật là để người ta khẩn cấp, còn chưa bắt đầu, rất nhiều võ giả đã bắt đầu nghị luận lên, trên khuôn mặt đều là vẻ hết sức chờ mong. Ở trên Thiên Tuyệt Hồ, Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đã huyền phù ở đối diện với nhau. Một người là hắc sắc kình trang, mực phát phiêu dương, khuôn mặt anh tuấn tà khí lẫm nhiên, khí chất hiên ngang bất phàm, giống như là một gã hoàng tử thượng vị giả quanh thân bao phủ lấy long hình chi khí để người cảm thấy tôn quý dị thường. Một người là ma y trên thân, tướng mạo bình thường, trên khuôn mặt mang theo nụ cười hòa ái giống như là thiếu niên nhà bên, để cho người ta có một loại vị đạo bình dị gần gũi, đồng thời hiện lên một cỗ vị đạo xuất trần không hiểu, cùng với phiến thiên địa hòa thành một thể. Hai người cách xa nhau mười trước đối mặt với nhau, hai cỗ chiến ý ngang dương trùng thiên mà lên. Ngươi muốn chiến pháp như thế nào? Lăng tiếu dẫn đầu lên tiếng hỏi. Vũ Bất Phàm ứng nói: "Chúng ta trước so sánh quyền cước, lại động binh khí, hộ thân linh thú của riêng mình cũng không cần so, ngươi thấy như thế nào?" "Được, chính hợp ý ta, là ngươi xuất chiêu trước hay là ta xuất chiêu trước?" Lăng Tiếu Hào sảng nói. Bất kể so sánh ở một hạng nào, Lăng Tiếu nhưng là tự tin sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào cả. "Không bằng ngươi tới trước." Vũ Bất Phàm rất là khách khí nói. "Ha ha, ta đây nhưng xuất chiêu rồi." Lăng Tiếu nhưng sẽ không khách khí, đáp ứng một tiếng dẫn đầu xuất chiêu trước rồi chỉ thấy hắn dùng bộ pháp vân tung mỹ ảnh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt vũ bất phàm quyền ảnh như long xuất hải hướng về phía vũ bất phàm đập tới những quyền ảnh này mang theo nước ở dưới đáy hồ tạo thành băng quyền giống như là tiêm trùy đây là thiên sương quyền mà lăng tiếu ít sử dụng nhất trong quyền trưởng thối thiên sương quyền thức thứ năm xương lãnh trường hà trên mặt hồ đều đóng kết thành một phiến băng giá quyền kình chưa tới hàn ý kia đã đầu tiên đánh tới rồi lăng tiếu sở dĩ lợi dụng công kích băng thuộc tính nhất định là lợi dụng địa thế của hồ này tăng phúc công kích băng thuộc tính của chính mình mà vũ bất phàm tự hồ cũng là võ giả thủy thuộc tính chỉ thấy hắn không chút hoang mang mà triệt thoái về phía sau mấy bước đồng dạng là lấy quyền nghênh đón chỉ thấy hồ nước ở bên cạnh hắn thuận theo quyền pháp của hắn vũ động oanh ra một cái hình dạng giống như là giao long băng quyền hướng về phía lăng tiếu trùng kích mà đi khí thế kia cũng là tương đương bá đọa phanh phanh băng kình thủy lãng giao nhau phát ra tiếng oanh hưởng phóng ra bốn phía, vô số băng tuyết thủy tích văng tung tóe mà ra. Võ giả ở bốn phía cũng liên tục quan sát lên, bọn họ cũng không muốn bỏ sót mỗi một lần va chạm kịch liệt này. Lần đầu thử chiêu, hai người ngang sức ngang tài, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Chú ý, bản thiếu ra đến mãnh liệt hơn. Lăng tiếu nhếch miệng cười một tiếng, quyền tốc biến đổi, trên mặt hồ lấy hắn làm trung tâm đang không ngừng kết băng, dường như muốn đem mặt hồ này đều đóng băng lên. Sau khi mặt hồ đóng băng một mảng lớn, trên mặt băng bỗng nhiên xuất hiện từng cái ngân bạch sắc cự quyền càng không ngừng hướng về phía vũ bất phàm oanh đập tới những cự quyền này đều mang theo lực băng lãnh phá hoại đáng sợ mỗi một quyền đều có thế băng hà liệt sơn thiên sơn quyền thức thứ sáu lục thức xưng ngân vũ bất phàm đương nhiên sẽ không ngồi mà chờ chết rồi chỉ thấy thần sắc của hắn trở nên càng thêm cuồng nhiệt hắn cười to một tiếng không nghĩ đến quyền pháp này của lăng tiếu lại tốt như vậy bất quá vẫn không đủ nhìn nói xong hắn cả người khẽ co rút lại một cái, song quyền lần nữa huy vũ ra ngoài. Chỉ thấy hắn giống như là đang đùa giỡn với nước, một vỗ lực lượng nhu hòa nở rộ ra, từng con dao long kia càng không ngừng uyển chuyển xoay quanh, đem từng cái băng quyền tập quyền sang một bên, hơi có vài phần vị đạo tứ lạng bạt thiên cân. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không nhân thấy dựa vào chiêu thức như vậy là có thể đem Vũ Bất Phàm đánh bại. Chỉ thấy hắn giống lớn một tiếng, thân ảnh lại nhanh chóng lướt lên, tốc độ của băng quyền trở nên vô cùng mau lẹ, để cho người ta cảm thấy hoa mắt không thôi. Vũ Bất Phàm không cam lòng yếu thế, đón lấy quyền đầu của Lăng Tiếu đối oanh lại với nhau. Phanh phanh, từng đạo thanh âm chói tai vang lên, chấn đến nước ở trên mặt hồ không ngừng oanh tạc lên, vô số khối băng bọt sóng kích đáng không ngừng, tạo thành từng mặt bọt nước trong chớp động, để người ta cảm thấy hết sức duy mỹ dị thường. Bọn họ cứ so chiêu như vậy, phải tới lúc nào mới có thể phân ra thắng bại? Đúng vậy, bất quá uy lực chiêu thức của bọn họ so với Thiên Tôn, đỉnh phong bình thường còn muốn đáng sợ hơn, làm nóng người cũng đã có trình độ như vậy chờ đến lúc bọn hắn trực tiếp sinh tử chiến chỉ sợ là kinh thiên động địa rồi ai nói là không phải xem thật kỹ đi quyền chiêu này của bọn họ kỳ thật đều dẫn theo vận thế cực đại mỗi một quyền đều đều mang theo tính kế ở bên trong không trải qua rất nhiều sinh tử lịch luyện là không có cách nào đánh ra quyền giống như vậy lúc này tốc độ của lăng tiếu đã tiêu thăng lên vài lần băng quyền đánh ra cũng là càng lúc càng nhanh càng phát ra hung mãnh chiếu theo tốc độ cùng lực lượng này của hắn đã có thể so sánh với cường giả có tu vi nửa bước huyền đế rồi, thiên tôn đỉnh phong bình thường căn bản là chịu không nổi. Nhưng mà hắn phát hiện ra vũ bất phàm cũng là ứng đối có thừa, hơn nữa còn có thể đối với hắn phát ra công kích cường đại hơn. Quyền kinh của vũ bất phàm cũng không phải là nhu kình, mà là trong nhu mang theo cương, là một bộ cao giai quyền pháp thủy thuộc tính công thủ vẹn toàn. Quyền pháp xảo quyệt để cho người ta cảm thấy khó phòng bị, hơn nữa đều là trực kích yếu hại, đổi lại là ngang hàng giai bình thường chỉ sợ một hai quyền này liền sẽ bị đánh đến hạ xuống, còn may lăng tiếu cũng không phải là loại tầm thường, ứng đổi lại cũng là tương đối thông dong. Vũ bất phàm tự hồ không cam lòng đánh tiếp như vậy, song quyền khẽ hợp lại, hét to một tiếng nói, làm nóng người đã xong, người ăn một quyền của ta đi. Chỉ thấy hắn song quyền cao cao dơ lên, giữa song quyền tự hồ tạo thành một cái cổ bình cự đại, cổ bình giống như là binh khí tuyệt cường, dường như có một cỗ hấp lực không hiểu hướng về phía lăng tiếu, đầu tiên mà bao phủ tới. Bình cổ phong quyền, thủy lãng ở bốn phía càng không ngừng bao vây lại, đem lăng tiếu vây ở trong đó, để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể thoát được ra, mà cự bình do song quyền tu tập lên ở trên đầu trong nháy mắt rơi đập xuống. Đối mặt với một chiêu này lăng tiếu, cảm giác được vũ bất phàm đã bắt đầu động thật rồi, hắn cũng là chiến ý ngang dương, linh lực toàn thân càng không ngừng hùng dũng mà đi, mặt hồ ở bên cạnh hắn cũng là băng tuyết phi dương, băng đá tàn sát bừa bãi lên. Đang ở lúc cổ bình nện xuống, lăng tiếu cũng xuất quyền rồi, thiên sương quyển thức thứ tám ngạo tuyết lăng sương thủy lãng đầy trời hùng dũng vô số băng khối bay loạn hai đại quyền chiêu bắt đầu đối oanh lại với nhau oanh long oanh long trên hồ nước trong nháy mắt kích đáng lên ngân bạch sắc thủy mạc bọt sóng cùng băng khối văng tung tóe khắp nơi giống như là bạch sắc yên hoa nở rộ ra là sán lạn duy mỹ như vậy phốc phốc hai đạo thân ảnh cùng một thời gian ngã bay ra ngoài hai đạo huyết dịch màu sắc bất đồng văng tung tóe lập tức bị bọt nước nhấn chìm ha ha thống khoái lại đến đại chiến mấy trăm hiệp, Lăng Tiếu Lộ ra cuồng ý cười to nói, Vũ Bất Phàm cũng là cười to nói, như nguyện ý của ngươi. Hai người thân hình chớp động, tốc độ nhanh như quỷ mị lại lần nữa đụng vào nhau. Bình nguyên luôn luôn hoang tàn vắng vẻ, hồ nước luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng hôm nay lại là vô cùng náo nhiệt. Mấy vạn võ giả cường đại đến từ bốn phương tám hướng từng cái tụ tập ở chỗ này, ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung vào trên bọt sóng đang không ngừng oanh tạc lên, ở trung tâm hồ nước, từng phiến bọt sóng cuồn cuộn dựng lên, giống như là hải khiếu cùng độ trong đó lại còn hòa trộn với không ít băng khối nếu như không cẩn thận bị liên lụy đến chỉ sợ đều chịu thụ thương không nhẹ ở trong những bọt sóng băng khối này có hai đạo thân ảnh lấy mắt thường khó có thể bắt được đang không ngừng truy đuổi lẫn nhau cường chiêu của bọn họ tầng tầng lớp lớp xuất ra không hết tốc độ nhanh như thiểm điện trong nháy mắt liền đã giao chiến không dưới trăm chiêu rồi hai người tất cả đều không dò xét nữa ngươi một quyền ta một quyền mà đối oanh lấy lực lượng tựa hồ đều là ngang hàng ai cũng không làm gì được ai chiến đến kịch liệt dị thường hôm nay hai người dù không có thôi diễn ra thế giới lực nhưng mà công kích mỗi một quyền đều đã vượt qua năng lượng mà võ giả ngang hàng giai có thể oanh ra mấy chục lần có thừa lăng tiếu ở trong lòng thầm hô liền dựa vào phần khả năng này vũ bất phàm này đã có tư cách làm đối thủ của bản thiếu ra rồi chỉ là dựa vào như vậy muốn đánh bại bản thiếu ra nhưng là còn kém xa vũ bất phàm cũng là ở trong lòng thầm kinh hãi nói lăng tiếu này cũng không phải là hư danh quyền pháp cũng đã cao thế này một khi vận dụng sát chiêu, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh người, hy vọng có thể để ta cảm nhận được cảm giác uy hiếp mới thoải mái. Hai người đều là kẻ điên chiến đấu, tâm tư trong lòng không giống nhau. Lúc này Lăng Tiếu bị từng con thủy giao long tạo thành thế bao vây cùng đánh qua, để cho hắn không còn đường có thể tránh được nữa. Không chỉ như thế, Vũ Bất Phàm lại càng từ phía trên, thiết quyền mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hướng về phía đầu của Lăng Tiếu oanh đập xuống. Chiêu này cơ hồ là phong kín bất luận đường lui nào của Lăng Tiếu hơn nữa khí thế rõ ràng là so với mới vừa rồi còn mạnh hơn mấy lần, tựa hồ Vũ Bất Phàm muốn dựa vào chiêu này để cho Lăng Tiếu nếm chút khổ cực. Lăng Tiếu cũng biết chiêu này là không thể tránh được, chỉ có thể hướng về phía trọng chiêu của Vũ Bất Phàm ở phía trên đầu nghênh đón. Phanh phanh, Lăng Tiếu ở phía dưới, trước tiên là mất đi ưu thế bị Vũ Bất Phàm oanh áp mà xuống, mà những giao long quyền kình do thủy lãng tạo thành kia thì là giống như đem Lăng Tiếu bao phủ tiêu diệt rồi. Vũ bất phàm một chiêu đắc thủ, được thế không buông tha, hắn giống lớn một tiếng, cả người cũng hóa thành một con tuyệt thế hung giao hướng về phía lăng tiếu, điên cuồng mà oanh tới. Vô số quyền kình lực lượng giảo phá đến mặt hồ hiện lên một đoàn phong khởi vân dũng. Mà lăng tiếu thì là ở trong miệng sóng cơ hồ không có lực hoàn thủ, bị quyền kình của vũ bất phàm oanh đến không biết bay tới nơi nào. Phải một lát sau, vũ bất phàm ngừng công kích, cả người hắn trôi nổi ở trên mặt hồ, một cái quang mặc do một con thủy giao hiện lên ở phía dưới chân hắn, lộ ra vô cùng thần kỳ uy vũ, chỉ một màn này cũng có thể thấy được khống chế thủy lực lượng của hắn đã là đạt tới một loại cảnh giới hóa cực. Võ giả ở không xa thấy một màn này, từng người đều trở nên kinh ngạc lên. Đây, đây là thân hòa lực của thủy lực lượng, vũ. Vũ bất phàm nhất định là võ giả thuần thủy thuộc tính, bằng không hắn cũng không thể nào làm được một điểm này. Đúng vậy, thủy ngưng hình chỉ cần là võ giả thủy thuộc tính đều có thể làm được, nhưng mà không cần khống chế giống như hắn lại có thể khiến cho thủy lực lượng vì hắn sử dụng lại không phải là mỗi người đều có thể làm được. Võ giả thuần thuộc tính, hơn nữa trong một cái nháy mắt đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, khó trách có thể trẻ tuổi như thế mà đạt tới cảnh giới cao thâm, hơn nữa võ lực kinh khủng thế này, xem ra Lăng Tiếu là bại nhiều mà thắng ít. Ân, Lăng Tiếu mới vừa rồi bị cùng anh bao nhiêu cái, khẳng định là chịu không ít đau khổ, muốn chiến thắng chỉ sợ cần lá bài tẩy lớn hơn nữa. Sai biệt một chiêu, càng nhiều người nhìn thấy chỗ bất phàm chân chính của vũ bất phàm. Phần lớn mọi người cũng bắt đầu đảo hướng về bên phía Vũ Bất Phàm. Đi ra đi, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng bại trận như thế." Vũ Bất Phàm nhìn mặt hồ bình tĩnh thản nhiên nói. Dưới đáy hồ, Lăng Tiếu cả người rơi vào trong hồ nước tựa hồ là bị oanh đến dã rời, một mực trầm xuống. Nhưng mà khi nhìn đến gần lại phát hiện hai mắt hắn cư nhiên hiện lên tinh mang, hai bàn tay ôm ở trước ngực, một bộ dáng nghỉ ngơi nhàn nhã, nào có nơi điểm giống như là bị oanh đến bất tỉnh nhân sự. Quyền chiêu coi như là bại rồi bất quá đây nhưng cũng không phải là hạng mạnh nhất của bản thiếu gia lăng tiếu ở trong lòng lẩm bẩm nói một tiếng cả người giống như là mũi tên thoát khỏi dây cung từ dưới đáy hồ bay lên lăng tiếu từ đáy hồ bay ra giống như là chân long xuất thế một đạo long ảnh gầm thét tứ phương mà long ngâm còn chưa có dừng lại lăng tiếu đã biến mất ở trước mặt mọi người tốc độ thật nhanh nhãn mâu của vũ bất phàm nhảy lên một cái thần niệm mở ra đến lớn nhất đi cảm ứng vị trí của lăng tiếu ở sau lưng vũ bất phàm nhíu lông mày một chút đầu cũng không xoay trở lại, xoay người hướng về phía sau oanh ra một quyền. Đáng tiếc chiêu này của hắn là đánh vào không khí, Lăng Tiếu lại quỷ dị mà xuất hiện ở bên cạnh người hắn, cười lạnh nói, đến mà không chào hỏi là vô lễ đấy. Lăng Tiếu hóa quyền làm trưởng, lực lượng băng thuộc tính cũng biến thành lực lượng hỏa thuộc tính, hai cái trường ảnh cường đại giống như xé rách thiên không đem vũ bất phàm bao phủ vào trong đó. Bài Vân trưởng thức thứ 7 Tê Thiên Bài Vân. Lăng Tiếu toàn lực nhất kích, mang theo thế bài sơn đảo hải, lực quán vạn quân muốn đem Vũ Bất Phàm một trưởng bại bởi chính mình. Hỏa diễm khí thế đáng sợ kia đem bọt sóng trên mặt hồ đều bốc hơi đến sạch sẽ, trên mặt hồ đều tràn đầy hỏa trường hừng hực bá đạo. Vũ Bất Phàm không kịp để phòng bị hai trưởng toàn lực này của Lăng Tiếu oanh vào, cả người bắn vào mặt hồ bay ra rất xa. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không buông tha như vậy, từng cái trưởng ấn phách xuống đều dẫn, tới mặt hồ phiên đằng lên rất nhiều bọt sóng trong suốt, không ít hỏa diễm cũng từ đó mà văng tung tóe một trận cùng oanh đáng sợ như vậy cho dù là đế giai bình thường cũng muốn bị nện thành bùn nhão rồi võ giả quan chiến ở không xa cũng đều là ồn ào lên bọn họ thật sự không nghĩ đến lăng tiếu lại nhanh như vậy liền nghịch chuyển chiến cơ hơn nữa còn là phản kích điên cuồng như thế thật sự để cho mọi người đại khai nhãn giới kêu lên thoải mái không thôi lăng tiếu này quá cường hãn rồi lại trong chớp mắt đem vũ bất phàm bức đến bước này chẳng lẽ mới vừa rồi hắn vẫn không có vận dụng toàn lực hay sao hoặc là quyền pháp cũng không phải là hạng mạnh của hắn Trường pháp này lại là cực độ bá đạo, hơn nữa do băng thuộc tính chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, lăng tiếu này còn là đa trọng thuộc tính đồng tu. Đúng vậy, hắn hẳn là còn kiêm tu kim thuộc tính, hắn từng đoạt được kim long thương của cổ gia, nếu như hắn sử dụng kim long thương mà nói, chỉ sợ vũ bất phàm nguy hiểm rồi. Hai người đều chưa có triển khai thế giới lực liền đánh đến kịch liệt như thế, chuyến này thật sự là đi không phí. Công kích bài vân trưởng của lăng tiếu liên miên không dứt, cơ hồ muốn đem một phương hồ nước đều oanh đến cạn sạch mới thôi bất quá vũ bất phàm tự hồ không cam lòng bị áp chế như vậy khí thế của hắn càng lúc càng cao hồ nước bốn phía giống như bị dẫn dắt lại tạo thành từng mặt thủy mạc phòng ngự đem công kích của lăng tiếu cường hành cách tuyệt ra thân ảnh của hắn liên tiếp lui về phía sau để cho chính mình có thời gian tranh thủ thờ dốc vũ bất phàm vừa mới rồi xác thật bị lăng tiếu đột nhiên biến chiêu giết đến không kịp ứng phó ma y trên người kia đều đã hư nát không ít khóe miệng cũng tràn ra không ít vết máu đầu tóc chỉnh tề cũng trở nên lộn xộn rồi nhìn dáng vẻ đã là bị nội thương không nhẹ. Chỉ là hắn cũng có công pháp liệu thương cao dài, không cần phục dụng đan dược, những thương thế kia đều bị hắn dần dần khôi phục lại, khí thế không giảm mà còn tăng lên, một con cự hình quái thú giống như là trương ngư ngưng tụ ở dưới chân của hắn. Không nghĩ đến trưởng pháp của Lăng Tiếu cao minh như thế, bất quá ta cũng có một bộ trảo pháp hướng Lăng Tiếu thỉnh giáo một hai. Trong mắt hổ của Vũ Bất Phàm lộ ra vẻ càng thêm cuồng nhiệt, sau khi nói một tiếng, quái thú ở dưới chân bắt đầu hành động, vô số thủy hình xúc giác giống như là từng cái chảo ảnh thật nhỏ hướng về phía Lăng Tiếu chảo tới. Vạn chảo bộ liệp, giống như là cự quái biển sâu đang dùng chảo bắt lấy rất nhiều con mồi, một con cũng không bỏ qua, đem một phương thiên địa điều hóa thành lao tù, vững vàng khóa lại phương viên mấy trăm thước, chỉ là hải quái cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của bản thiếu gia. Lăng Tiếu vô cùng khinh thường nói một tiếng, trưởng ấn cường đại lần nữa hướng về bốn phương tám hướng oanh tới. Từng cái thủy hình xúc giác bị oanh tán, nhưng cũng có không ít móng vuốt trào vào trên hộ giáp của hắn để cho hắn cảm nhận được một loại cảm giác đau đớn giống như thực chất chiêu này hẳn là chỉ thích hợp công kích ở cự ly xa chỉ có cận thân bác sát mới có thể phá giải giao thủ trong nháy mắt lăng tiếu lập tức có thể tìm được sơ hở một chiêu này của vũ bất phàm dùng hết toàn lực mà giết ra khỏi lao tù hướng về phía vũ bất phàm truy kích mà đi hai người kịch liệt đụng vào nhau thanh âm đinh tai nhức óc để người khác khó chịu không thôi Chớp mắt hai người quần đấu ở cùng một chỗ đã trôi qua hai ngày, linh lực của hai người như vũ là vô cùng đầy đủ, không có nửa phần dấu hiệu bị suy yếu. Mà bọn họ cũng từ quyền, trưởng, chảo, thối. Các loại công kích không ngừng chuyển đổi, rất nhiều huyền kỹ bất đồng để người khác nhìn đến mà hoa mắt, để mọi người cảm thấy hai người thật là bác học đa tài, mở rộng nhãn giới. Bản lĩnh của ngươi hết rồi, xem ta đánh bại ngươi. Tốc độ của lăng tiếu đã mang theo phong thuộc tính, đồng thời đánh ra vô cực phân thân thuật. 48 đạo nhân ảnh đem vũ bất phàm bao vây lại, phong thần thối giả loạn thủy lãng ở tứ phương đều xa xa phiên phi mà đi. Thối ảnh lăng lệ như đao kia mang theo uy thế vô cùng, phảng phất còn có thể nghe tiếng lôi minh ti ti, thiên địa đều có vài phần biến sắc lên. Phong thần thối thức thứ 6 lôi lệ phong hành. Đây là một thức tối cường nhất của phong thần, lực đạo như lôi thiểm điện minh, thối nhanh như phong như mị khiến người ta khó có thể phòng bị, khó có thể đi đón đỡ. Vũ bất phàm song trưởng tạo thành chữ thập, tiếp theo thong thả buông ra, một cái pháp tướng trang nghiêm giống như là thần minh xuất hiện ở trên bầu trời của hắn giống như là thiên thủ quan âm vô số cánh tay mở rộng ra thiên thủ quan âm hai người đều là tính toán dùng chiêu thức này kết thúc cận thân bác chiến uy thế cường đại kia để người cảm thấy giống như là bạo phong cấp người hại tân công đến rất nhiều võ giả xa xa quan chiến đều là cảm thấy tâm kinh nhục khiêu lên bọn họ giống như thân lâm kỳ cảnh dù là cách rất xa nhưng vẫn cảm thấy khó chịu hít thở không thông Phẳng phất bọn họ đang đối mặt với hai đại cường chiêu này oanh đến, muốn dùng một chiêu này phân thắng bại rồi sao? Khí chàng thật cường đại. Đúng vậy, ép đến khí tức của ta đều trở nên hỗn loạn rồi. Hai người này đều là biến thái. Chí tôn cường giả một đời mới, thực sự là danh bất hư truyền. Chờ sau khi bọn hắn đạt tới đế giai, còn có người nào là đối thủ của bọn hắn? Đáng sợ, bọn họ cũng không có vận dụng thế giới lực. Một trận chiến như vậy liền phân thắng bại rồi sao? Còn chưa đã nghiền rất nhiều võ giả liên tục ầm ý lên trên khuôn mặt bọn họ đều là tràn đầy vẻ kinh hãi vô cùng năng lượng kinh khủng này đã vượt qua đồng đẳng giai bọn họ quá nhiều rồi viên chiến thiên ở một góc nhìn hai người chiến đấu phía xa khí thế cũng kéo lên rồi trong con mắt cũng tràn đầy chiến ý ngang dương song quyền của hắn nắm chặt tựa hồ muốn lướt qua cùng hai người bọn họ đại chiến một trận viên chiến thiên ta tuyệt đối sẽ không bại bởi các ngươi viên chiến thiên ở trong lòng rất là tự tin thầm nghĩ nói khang lam của linh vũ các ở một cái phương hướng khác đang chặt chẽ quan sát trận đại chiến này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lăng Tiếu cười lạnh nói, còn chưa có ai ép sư đệ dùng hết toàn lực đâu, Lăng Tiếu ngươi cái tạp chủng này, Thiên Tuyệt Hồ này nhất định là chỗ chôn cất ngươi. Ở mấy phương hướng, có mấy cỗ khí tức ẩn giấu, tất cả đều ẩn ẩn quan sát cuộc chiến của hai người. Mục đích của bọn họ đương nhiên là nhắm vào Lăng Tiếu rồi. Oanh long oanh long, trên mặt hồ, cường chiêu va chạm với nhau, nước trong hồ bị bắn tung lên đến trăm thước, bảng phất đều muốn đem cái hồ nước này đều muốn ném lên trên trời rồi. 48 cái lăng tiếu, vô số cước ảnh đánh lên thập cấp long quyển phong, mỗi một cước đều mang theo lực lượng lôi đình vạn quân. Cánh tay của Vũ Bất Phàm thì giống như là nhiều thêm vô số, quanh thân có vô số thủy mạc tạo thành phòng ngự giống như là thùng sắt đem thối ảnh đá quét mà tới thủ đến một giọt nước cũng không lọt. Chỉ là thủ lâu thất bại, phòng ngự của hắn có lợi hại hơn nữa, cũng là chống đỡ không được lăng tiếu cùng oanh loạn cước, pháp tướng trang nghiêm đều là bị thối ảnh oanh quét đến một tia không còn, mà cả người hắn cũng là bị lăng tiếu đá đến nhập vào đáy hồ, sinh tử không rõ. Lăng tiếu huyền phù ở trên bầu trời hồ nước, nhìn mặt hồ thật lâu không có bình tĩnh xuống, trong miệng phát ra tiếng thở dốc. Trải qua hai ngày chiến đấu, lại mới vừa rồi dùng toàn lực xuất kích, lăng tiếu cũng là hơi mệt mỏi rồi. Thực lực của vũ bất phàm thật sự là sâu không thấy đáy, chiến lực của ta đã đề thăng đến gấp 5 lần rồi, hắn lại cũng có thể cùng ta chiến lâu như thế mà không bại, Hắn khẳng định còn có lá bài tẩy chưa đánh ra. Thần sắc của Lăng Tiếu nghi ngờ nhìn mặt hồ trong lòng thầm nghĩ nói: Hắn kiên trì tin tưởng một chiêu mới vừa rồi kia là để Vũ Bất Phàm ăn không ít khổ cực, nhưng mà hắn không nghĩ tới Vũ Bất Phàm sẽ như vậy mà chết, hắn nhưng sẽ không nghĩ ngây thơ như vậy đâu. Quả nhiên, Vũ Bất Phàm rơi xuống đáy hồ không bao lâu, dị tượng bắt đầu xuất hiện. Chỉ thấy nước ở trong hồ còn chưa bình tĩnh lại bắt đầu dũng động lên, dần dần hình thành hình dạng một cái vòng xoáy vòng xoáy này càng chuyển càng nhanh, thủy ba phóng ra ngoài cũng là càng ngày càng lớn. Một bóng người từ trung tâm vòng xoáy thong thả mà bước ra. Hắn phẳng phất không bị lực toàn chuyển kia dòng xoáy kia dẫn dắt, cư nhiên giống như là lưỡng thững dạo chơi mà đi, dòng nước xoáy kia còn tạo thành tầng tầng bậc thang để cho hắn dẫm dưới chân, mà đi lên, lộ ra vẻ vô cùng thần kỳ, để người khác thở dài mà xem. Hắn không phải là vũ bất phàm thì là ai? Ma y trên người hắn hư nát không chịu nổi, cơ nhục trên người cũng có không ít thương thế, thần sắc cũng là trở nên tái nhợt hơn nhiều, rất hiển nhiên một chiêu mới vừa rồi kia thực sự là để cho hắn chật vật không thôi. Chỉ là hắn hiện tại vẫn không có nửa phần khiếp sự, trên khuôn mặt như cũ là mang theo nụ cười hảo nhã, một tay của hắn đem một điểm y phục còn ở trên người kia xé rách ra, lộ ra cơ nhục mang tính bạo tạc cũng tràn đầy vô số vết thương. Hắn nhìn Lăng Tiếu thản nhiên nói, vũ kỹ của Lăng huynh quả nhiên cường đại, bất phàm tự nhận không bằng. Lăng Tiếu khẽ chắp tay nói, vũ huynh đã nhường rồi, Hôm nay quyền cước đã so, như vậy có thể bắt đầu đệ nhị chiến rồi. Chính là như thế, quyền cước cũng không phải là hạng mạnh của ta. Tiếp theo chúng ta bắt đầu đánh đến thắng bại chân chính đi. Vũ bất phàm nói xong, đồng thời khí thế lần nữa mênh mông lên. Tiếp theo hắn lại nói, người biết vì sao ta tuyển chọn ở thiên tuyệt hồ cùng ngươi đánh một trận không? Lăng Tiếu nghĩ cũng không nghĩ nói, chẳng lẽ là lợi dụng địa thế ở chỗ này? Vũ bất phàm là võ giả thủy thuộc tính, chỉ có ở chỗ có nước mới có thể phát huy ra uy lực cường đại của hắn cho nên lăng tiều mới suy đoán như vậy vũ bất phàm nhẹ gật đầu nói không sai tỷ võ quyết đấu trừ thực lực cường đại của bản thân ra thiên thời địa lợi cũng là một phần không thể thiếu bởi vì chúng nó có thể cải biến chiến quả cuối cùng lăng huynh tới đi ta biết ngươi còn chưa dùng hết toàn lực để ta đánh bại ngươi bại đến tâm phục khẩu phục đi trong lúc bỗng dưng hồ nước ở bên cạnh vũ bất phàm đằng thăng mà lên không chỉ như thế trung tâm hồ nước cự đại này nước hồ trong vòng ngàn thước đều bị hán mãnh liệt kéo lên mặt hồ nước trong nháy mắt giảm xuống vài thước những nước hồ này bị vũ bất phàm kéo lên từ nguyên lai là màu xanh nhạt bắt đầu trở nên vô cùng trong suốt tựa hồ giống như những nước hồ này thoáng cái đã bị tịnh hóa toàn bộ tạp chất đều không còn để cho người ta cảm thấy hết sức quỷ dị lăng tiếu nhìn rất nhiều tịnh thủy bao vây lại đây mí mắt nhảy lên không ngừng thiên châu ở trong thức hải của hắn cũng là phát ra dị động tựa hồ giống như gặp được cường địch loại cảm giác gặp gỡ với đồng loại bản nguyên năng lượng này không giống nhau Gặp gỡ đồng loại bản nguyên năng lượng là một loại tham lam cực độ hấp thu, nhất là địch ý mà Si Mị Lam hòa Châu phát ra cực độ nồng đậm, cũng có một loại cảm giác muốn xông ra thức hải chiến đấu với địch nhân. Chẳng lẽ là Thiên Châu thủy thuộc tính? Con ngươi của Lăng Tiếu hơi co lại lẩm bẩm kinh hô. Không sai, Lăng huynh ngươi hẳn cũng có Thiên Châu, hơn nữa hẳn là Thiên Châu hỏa thuộc tính đi, đem uy lực của nó đánh ra đi, bằng không, một trận chiến này ngươi tất bại không nghi ngờ. Vũ Bất Phàm tương đối tự tin mà nói. Trong rất nhiều võ giả ở không xa có không ít người có thực lực cường đại, thính lực của bọn họ bất phàm, cách xa nhau rất xa đều nghe được đối thoại của hai người, từng người đều lộ ra vẻ hâm mộ đố kỵ. Khó trách, khó trách những thủy lực lượng này đều vì hắn sử dụng, nguyên lai like là có thiên châu thủy thuộc tính. Vũ bất phàm thật sự là cơ duyên tốt, mỗi một quả thiên châu đều là vạn năm khó thấy một lần, cư nhiên lại bị hắn tìm được một quả, xem ra trận chiến lần này hắn tất thắng không nghi ngờ rồi. Không, lăng tiếu kia thật giống như thân mang thiên châu, hẳn là hỏa thuộc tính. Từ xưa thủy hoa khó dung, hai người thực sự là túc địch trời sinh. Rốt cuộc bắt đầu liều mạng rồi, lúc này dễ nhìn rồi. Nếu là hai bọn họ lưỡng bại câu thương, vậy liền có kịch hay để xem. Mỗi một khỏa thiên châu đều là vô cùng khó gặp, từ xưa tới nay, thiên châu xuất hiện qua ở bên trong trung vực chỉ là hơn 10 khỏa, người có mỗi một khỏa đều tăng là nhất phương đại năng, bọn họ đều có lực lượng quỷ thần khó lường bất kỳ một gã võ giả nào có được điều nhất định có thể bước lên một cái đại đạo rộng rãi tiền đồ vô hạn bọn họ biết vũ bất phàm cùng lăng tiếu đều có thiên châu bọn họ không có nửa điểm tham lam đó là tuyệt đối không thể nào không ít người trong bọn họ nội tâm điều động một chút tâm tư rồi lăng tiếu hưng phấn nói đúng vậy ta xác thật có thiên châu hỏa thuộc tính vốn là ta không dùng tới nó là vì không muốn chiếm tiện nghi của ngươi hôm nay ngươi nếu cũng có thiên châu ta đây có thể buông tay chiến một trận rồi hy vọng chớ để ta thất vọng mới tốt Lăng Tiếu bất kể là cùng Viên Chiến Thiên hoặc là Vũ Bất Phàm đối chiến hắn, cũng không sử dụng lực lượng của Thiên Châu cùng lực lượng của tinh thần lực, bởi vì hai loại lực lượng này đều giống như là ăn gian, có thể miểu sát đối thủ, để cho hắn thắng mà thẹn. Đương nhiên đối đãi với địch nhân thì là khác biệt rồi. Hôm nay Vũ Bất Phàm nếu cùng hắn đồng dạng thân có Thiên Châu, vậy hắn sử dụng lực lượng của Thiên Chây cũng không có cái gì là không công bằng. Lời này hẳn là ta nói với ngươi mới đúng, Thiên Hỏa của ngươi nhất định sẽ bị cực hóa Thiên Thủy của ta dập tắt. Vũ Bất Phàm hết sức kiên định mà nói, "Cực hóa, đó gọi là cực hóa thiên thủy châu đi, không biết là có uy lực gì?" Lăng Tiếu lẩm bẩm nói một tiếng, lực lượng của thiên hỏa lấy hắn làm trung tâm bắt đầu phóng ra. "Tới đi, để ta đem thiên hỏa của ngươi dập tắt." Vũ Bất Phàm nói một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh bạch sắc trường kiếm, trường kiếm khẽ huy vũ một chút, giống như là hạ lệnh, hồ nước ở bốn phía bị tịnh hóa hướng về phía Lăng Tiếu trấn áp mà đến. Không khí ở bốn phía đều bị bài trừ đến sạch sẽ một cỗ vị đạo hít thở không thông để cho lăng tiếu cảm thấy chút ít cảm giác áp bách lăng tiếu cũng là bắt đầu tận tình phóng thích lực lượng thiên hòa đối kháng với những bạch thủy nghênh mặt mà đến kia tư tư thiên thủy cùng thiên hòa vừa mới tiếp xúc lập tức phát ra từng đạo thanh âm chói tai bất quá những thiên thủy này tựa hồ cũng không thể thoáng cái đem thiên hỏa dập tắt ngược lại còn bị bốc hơi không ít vũ bất phàm thấy tình huống này thần sắc biến đổi hắn kinh hô đây đây là không thể nào Cực hóa thiên thủy của ta hẳn là có thể dập tắt bất kỳ thiên hỏa nào, nhấn chìm vạn vật mới đúng, làm sao không thể dập tắt được thiên hỏa của ngươi." Lăng Tiếu cùng phát hiện ra tình huống này, hắn suy tư một chút cười to nói, "Ha ha, lực lượng thiên thủy của ngươi dù có thể khắc chế bất kỳ lực lượng hỏa thuộc tính nào, nhưng mà lực lượng thiên thủy châu của ngươi tự hồ có chút chưa đủ, so sánh với thiên châu của ta còn kém một chút, muốn diệt thiên hỏa của ta căn bản là làm không được." Thiên châu cũng phân ra đẳng giai Thiên châu có thời gian tồn tại càng dài, bổn nguyên lực lượng hấp thu được càng nhiều, vậy đẳng giai khẳng định càng cao, năng lượng cũng là phát ra càng kinh khủng thuần túy. Thiên thủy châu của Vũ Bất Phàm là có thể khắc chế hỏa thiên châu bình thường, đó là đang so sánh với ngang hàng mà thôi, một khi gặp gỡ phải hỏa thiên châu có đẳng giai cao hơn, nó nhưng là không khắc chế được. Si mị lam hỏa châu của Lăng Tiếu, nhưng là dung hợp hơn phân nửa bổn nguyên lực lượng của Kim Liệt U Châu, mà Kim Liệt U Châu vốn chính là một khỏa cao giai thiên châu trường tồn rất nhiều vạn năm rồi, năng lượng của nhị châu dung hợp, si mị lam hỏa châu hiện tại đương nhiên cũng là tiến giai cường đại hơn nhiều. Đây cũng mới là nguyên nhân thực sự để cho thiên thủy châu của vũ bất phàm, không khắc chế được. Bất quá si mị hỏa diễm muốn đem cực hóa thiên thủy này, toàn bộ đốt đến bốc hơi sạch sẽ cũng không phải là thoáng cái có thể làm được. Bởi vì thủy khắc hỏa là định luật vĩnh viễn không thay đổi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xem ra, muốn dựa vào lực lượng của Thiên Châu đánh bại ngươi là không thể nào, vậy thì để ngươi kiến thức thế giới lực của Vũ Bất Phàm ta đi." Vũ Bất Phàm thần sắc nghiêm túc lên, thế giới lực bắt đầu thôi diễn ra. Sau khi mọi người thấy thế giới lực của hắn, mỗi một người đều là kinh hãi vô cùng, Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ. Lực lĩnh ngộ gần như yêu nghiệt chú định hắn đối với một đường tu luyện có lợi ích cực lớn, tiến giai so với người bình thường phải mạnh hơn nhiều lắm. Hắn vì cái gì có được loại thiên phú lĩnh ngộ mà thường nhân không có này? kỳ thật đây cùng với thể chất của hắn có quan hệ rất lớn ở trên đời này người biết thể chất của vũ bất phàm căn bản không có mấy trừ mấy người cao tầng của linh vũ các gia người khác căn bản không biết cho dù là rất nhiều trưởng lão hoặc sư huynh đệ bên trong linh vũ các của hắn cũng không biết khang lam thân là đệ tử chân truyền lại là một người biết rõ nội tình trong số những người này đương nhiên không phải là bởi vì thân phận của hắn đặc thù mà biết được đó là sư phụ hắn một lần tình cờ lỡ miệng nói ra có thể để sư đệ thi triển thế giới lực của hắn lăng tiếu ngươi chết cũng đủ để tự ngạo giỏi. Khang Lam mở miệng âm u nói, trong mắt phẳng phất thấy được lăng tiếu chết ở trên tay sư đệ hắn rồi, thể chất của vũ bất phàm rốt cuộc là gì? Thế giới lực của hắn thi triển ra lại vì sao để, cho tất cả mọi người chấn kinh ngây người lên. Chỉ thấy quanh thân vũ bất phàm bắt đầu hiện lên ngũ thải hà quang, kim, thanh, lam, hồng, hoàng năm loại sắc này lộ ra trói mắt vô cùng. Mà năm loại sắc màu này lực lượng mỗi một cái tương hỗ lẫn nhu hòa lẫn nay, hình thành một cái thế giới lực khác biệt. Phong mang của kim sắc bén, sinh cơ của mộc bừng bừng, liên miên của thủy nhu hòa, cuồng bạo của hỏa bộc phát, vạn quân của thổ hậu thực. Năm loại lực lượng bất đồng ở trong thế giới lực của hắn triển hiện ra, giống như là trở về với lúc thiên địa sơ khai, lúc tạo thành thế giới hỗn độn mênh mông. Giống như là một mảnh tinh không hoang vắng, từng điểm tinh thần thể thước không ngừng, lại như cùng một phiến thương vũ sâu sắc mà du dương, mang theo thôn thiên diệt thế, để người cảm thấy mênh mông vô biên. Cư nhiên là ngũ hành chi thể là ngũ hành chi thể mà mười vạn năm cũng khó có thể xuất hiện khó trách khó trách linh vũ các muốn đem hắn làm các chủ đời sau để bồi dưỡng tương lai của hắn tuyệt đối sẽ có năng lực vấn đình truyền thuyết thậm chí vượt xa bọn họ cũng không nói chơi ngũ hành chi thể đây cũng là ngũ hành thế giới chi lực sao cảm giác thật là đặc biệt để ta cảm thấy dường như thật nhỏ bé không thượng cổ ghi chép ngũ hành chi thể tất hiện hỗn độn chi giới thế giới lực của vũ bất phàm hẳn xưng là hỗn độn thế giới lực có nói có uy năng quỷ thần khó lường đây là thế giới lực đã đạt tới tuyệt đỉnh hoàng giai. Hỗn độn thế giới lực, đó không phải là lúc thiên địa sư khai, vạn vật sơ thành sao? Rất nhiều võ giả đã từ trên bầu trời hạ xuống, bọn họ không phải là không muốn đứng cao hơn quan chiến, mà là bị uy thế dưới thế giới của Vũ Bất Phàm áp bách đến không thể không hạ xuống, uy năng mênh mông vô biên kia mang theo uy áp vô thượng, để người ta khó có thể chịu được. Lăng Tiếu cách Vũ Bất Phàm gần nhất cũng là bị thế giới lực này khiến cho kinh ngạc đến ngây người hắn cùng Vũ Bất Phàm chiến đấu tới nay, Vũ Bất Phàm vẫn là dùng huyền kỹ thủy thuộc tính công kích, hắn cũng một mực cho rằng Vũ Bất Phàm là võ giả thủy thuộc tính. Nhưng hôm nay xem ra, ý nghĩ của hắn là sai lầm đặc biệt lớn rồi. Vũ Bất Phàm thân có thủy thuộc tính là không sai, nhưng mà hắn còn thân có bốn loại thuộc tính khác là kim, mộc, hỏa, thổ, hơn nữa bốn loại lực lượng này cùng thủy thuộc tính vẫn cực độ thăng bằng, rất rõ ràng đều đạt tới trình độ 100% thuần thuộc tính. Đây rõ ràng là ngũ hành chi thể, cũng xưng là hỗn độn chi thể. Đây là một loại thể chất cường đại nhất thế gian, là thể chất mà 10 vạn năm cũng khó thấy được, chỉ cần không chết sớm, thành thánh là tất nhiên, mà có tư nguyên tốt thì bước lên thần cảnh trong truyền thuyết cũng không phải là cái gì khó khăn. Loại thể chế này là năm loại thuộc tính cơ bản kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tạo thành, cùng năm loại thuộc tính chi thể kia của Lăng Tiếu rất không giống nhau. Chỉ luận thể chất, một điểm này Lăng Tiếu là không bằng Vũ Bất Phàm, ở trên con đường tu luyện vũ bất phàm so sánh với lăng tiếu đều muốn bằng phẳng nhiều lắm con đường tu luyện của hắn cơ hồ không có bình cảnh gì có thể nói chỉ cần không ngừng tích lũy lực lượng phương diện lĩnh ngộ căn bản không cần nghĩ nhiều tương đối dễ dàng là có thể tiến dai rồi mà lăng tiếu nếu như không có tam đại dị vật cùng với rất nhiều cơ duyên gia thân hắn cũng tuyệt đối không thể lấy được nghiên kỷ này mà đi tới cảnh giới cường đại như vậy huống chi vũ bất phàm không phải là loại hoa cỏ được nuôi dưỡng ở bên trong phòng hắn từ nhỏ càng không ngừng khiêu chiến mài luyện chính mình kinh nghiệm chiến đấu kia một chút cũng không thua lăng tiếu. Một cái thể chất vô song, còn có tâm tính càng thêm kiên nhận so với thường nhân, người như vậy không cường đại, vậy trên đời này liền không có người cường đại rồi. Thuận theo thế giới lực của vũ bắt phàm dần dần thôi diễn ra, trong không gian thâm thủy mênh mông chuyển đến từng đạo tiếng tê hống. Những thanh âm này tràn đầy khí thế cổ lão, uy nghiêm, hạo đáng, hơn nữa mỗi một đạo thanh âm truyền đến là hoàn toàn bất đồng. Ngay lập tức năm đầu thú ảnh có thân hình khác nhau xuất hiện ở trước mắt mọi người, đây cư nhiên là Chân Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Hỗn Độn, năm loại viễn cổ thần thú thú ảnh từ lúc khai thiên tích địa. Năm loại thần thú lại lấy quy ảnh của Huyền Vũ khổng lồ kia ở giữa, còn lại tứ đại thần thú phân ra bốn góc, đại biểu cho năm loại thuộc tính lực lượng của vũ bất phàm. Thanh Long thuộc mộc, Chu Tước thuộc hỏa, Huyền Vũ thuộc thủy, Bạch Hổ thuộc kim, Hỗn Độn thuộc thổ, các loại mang theo thần thú uy áp nồng đậm. Năm loại thần thú hư ảnh này mặc dù không có ngưng thực đến chân thật giống như Chân Long cùng với kỳ lân hư ảnh của lăng tiếu nhưng mà chúng nó cùng nhau xuất hiện lại mang theo vị đạo viễn cổ hồng hoang để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run ngưng tụ thành ngũ đại thần thú thực sự là đủ cường hãn lăng tiếu liếm môi một chút lẩm bẩm nói lăng tiếu cũng không bởi vì vũ bất phàm bày ra thế giới lực cường đại mà cảm thấy khủng hoảng ngược lại là một vẻ mặt cực độ hưng phấn hắn cũng là một người cực độ hiếu chiến lăng huynh ngươi còn chưa chuẩn bị chiến còn đợi đến lúc nào vũ bất phàm ở phía sau ngũ đại thần thú cầm trường kiếm trong tay một bọ dáng quân lâm thiên hạ nói lúc này hắn cùng với bộ dạng lúc bình thường lại là khác biệt như trời với đất khí độ thượng vị giả kia triển hiện không thể nghi ngờ vũ huynh quả nhiên là cường hãn liền dựa vào thế giới lực này liền để người khác mở rộng tầm mắt lăng tiếu tán dương nói lăng huynh quá khen chắc hẳn thế giới lực của ngươi cũng có chỗ bất phàm hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt Vũ bất phàm nhàn nhạt, nhạt nói, trong ánh mắt lại là nhiều thêm vẻ cao ngạo, dáng vẻ lúc bình thường bình tĩnh thông dong, bình dị gần gũi kia của hắn đều là đang tu luyện tâm tính, mà hắn hôm nay lộ ra mới là cảm giác tự ngạo cùng ưu việt tự thân hắn có. Thế giới lực này của hắn được sư phụ bình là thế giới lực độc nhất vô nhị, là thế giới lực cường đại nhất, hắn cũng biết chỗ bất phàm của thế giới lực chính mình, hắn từng chạm sát qua hai tên đế giai, cũng không có để cho hắn nghiêm túc thôi diễn ra thế giới lực như thế này tối đa cũng chỉ là thi triển thủy thế giới lực mà thôi. Bởi vì ngũ hành thế giới lực của hắn nhưng là có thể tùy ý chuyển đổi được. Vậy Vũ huynh cần phải coi trọng rồi." Lăng Tiếu Sâu kín đáp ứng một tiếng, Lưu Ly Long Lân chiến giáp bắt đầu ra thân, Kim Long Thương cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay, khí thế đáng sợ cũng bắt đầu tiêu thăng lên. Một mảnh hoang cổ thế giới xuất hiện ở trước mắt mọi người, một cỗ khí tức man hoang trong nhát mắt tràn ra khắp mọi nơi. Thế giới độc lập rộng rãi, nhất thụ nhất hoa nhất thảo lúc ẩn lúc hiện thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng thú hống, chấn mở trong một phiên thiên địa này, khí tức mênh mông bàng bạc kia tràn đầy uy nghiêm. Đây, đây lại là thế giới lực gì, làm sao giống như là một thế giới chân chính? Không biết, bất quá từ khí tức phát tán ra tựa hồ so với hỗn độn thế giới của Vũ Bất Phàm, không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ đây là thế giới chi lực tạo vật, làm sao mà mới nghe thấy lần đầu cũng mới nhìn thấy lần đầu. Nhìn đến thì không kém, chỉ là so với hỗn độn thế giới lực cường đại nhất hẳn vẫn có chút cách biệt đấy rất nhiều võ giả cũng kinh ngạc về sự bất phàm thế giới lực của lăng tiếu nhưng mà bọn họ vẫn là coi trọng hỗn độn thế giới lực của vũ bất phàm hơn bởi vì đây chính là đỉnh cấp hoàng giới mà ở thượng cổ cũng khó thấy được uy năng mà nó triển hiện ra đã sớm trải qua lịch sử chứng kiến không ai hoài nghi uy lực vô thượng của nó vũ bất phàm nhìn thế giới lực của lăng tiếu trong con mắt cũng là lướt qua vẻ lạ lùng không cần nghĩ hắn cũng đoán được thế giới lực của lăng tiếu khẳng định bất phàm nhưng mà tận mắt nhìn thấy lại càng để cho hắn cảm thấy ở ngoài ý liệu không nghĩ tới lăng tiếu có thể thôi diễn ra thế giới lực như vậy, xem ra bất phàm lần này sẽ không phải thất vọng mà về rồi. Vũ bất phàm cười mỉm nói. Ha ha, ngươi ngược lại là tự tin, trò vui hiện tại mới bắt đầu, tới đi, ngươi cũng chớ để ta thất vọng mới tốt. Lăng tiếu cười một tiếng nói. Đối quyết thế giới lực của hai người rốt cuộc bắt đầu ở một khắc này. Đây cũng là tỉ thí trực tiếp phân ra thắng bại rồi. Hai đại thanh niên cao thủ thôi diễn ra thế giới lực hướng về phía đối phương oanh tới uy năng cường đại như vậy có thể so với đại phương thế giới của đế giai, bầu trời ở trên hồ ước đều bị bao phủ rồi. Hỗn độn thế giới lực của Vũ Bất Phàm bắt đầu phát uy, đầu tiên là hỗn độn, thần thú mở to cái miệng lớn trực tiếp đem những cây cối hoa cỏ kia của Lăng Tiếu cắn nuốt cào, cái miệng to lớn của nó giống như không có vật gì không thể nuốt, hiển lộ ra thiên phú thần thông thôn phệ của nó. Hỗn độn hào xưng là thần thú ngay cả trời đều có thể thôn phệ, là một loại thần thú quỷ dị nhất thời viễn cổ từng một lần trở thành thủ lĩnh của rất nhiều thần thú. Chỉ là bởi vì năng lực sinh sản của nó lại là kém cỏi nhất trong rất nhiều thần thú, đây cũng mới dẫn đến vị trí của nó dần dần hạ xuống. Nhưng mà không ai dám hoài nghi năng lực thôn phệ vô thượng của bất kỳ một con hỗn độn, thần thú nào. Lăng tiếu bị uy lực của con hỗn độn, thần thú này làm cho sợ hãi kêu to một tiếng, mới vừa tiếp xúc một cái, thế giới lực của hắn lập tức bị tiêu giảm không ít, một phần ba thế giới lực bị cắn nuốt rồi. Ha ha, thế giới lực của Lăng Tiếu tựa hồ còn kém một chút. Vũ Bất Phàm cười sang sảng nói, mới bắt đầu liền lực áp Lăng Tiếu, tâm tình của hắn cũng là hết sức sảng khoái, đem buồn bực vì thất bại quyền trưởng tỷ thí mới vừa rồi thở ra một ngụm. Thật sao, vậy ngươi liền thử một chút một loại uy lực khác như thế nào đi. Lăng Tiếu nói một tiếng, ý thức động một cái, trong hoang cổ thế giới lập tức chợt hiện lên từng tòa băng sơn khổng lồ hướng về phía hỗn độn thần thú kia nghiền áp mà đi những băng sơn này bốn phía còn tràn đầy từng đạo băng thú sắc bén như đao. Không biết sau khi hỗn độn thần thú này nuốt vào sẽ có cái hậu quả gì. Hỗn độn thần thú mang theo bộ pháp cồng cành, cái miệng khổng lồ kia chảy ra từng đạo nước bọt, trong tròng mắt thật nhỏ kia thấy lấy từng tia tinh mang, phảng phất một điểm cũng không sợ những băng sơn này áp xuống. Sư sư, cái miệng lớn của hỗn độn thần thú trong nháy mắt mở rất to, hấp lực cường đại đem băng sơn nghiền áp mà đến kia hấp thu vào mấy chục tòa băng sơn kia giống như là thức ăn lại một lần đều bị hỗn độn, thần thú nuốt vào, thân thể của nó cũng trong nháy mắt bàng trước ra rất to, lộ ra vẻ sưng phồng không chịu nổi, phảng phất đều có dấu hiệu phá khai rồi. Ta xem ngươi ăn như thế nào mà không chết. Lăng tiếu thấy thế mừng rỡ, ở trong lòng thầm nghĩ nói. Nhưng mà sau một khắc lại để cho hắn kinh ngạc ngây người. Chỉ thấy sau khi cái bụng kia của hỗn độn thần thú trướng đến một trình độ nhất định, trong nháy mắt có rút về, giống như là ở trong nháy mắt liền tiêu hóa xong mấy chục tòa băng sơn kia, còn đánh ngực một cái, tựa hồ giống như vừa mới ăn no. Đây, đây là cái đồ chơi gì, ăn như vậy cũng không nổ tung. Lăng tiếu thất thố mà kinh hô. Ha ha, ngươi quá khinh thường thiên phú thần thông của thần thú rồi, hỗn độn không có vật gì mà không thôn phệ, có thể nuốt tận thiên hạ vạn vật, lăng huynh người bại cho ta đi. Vũ bất phàm hết sức tự ngạo cười nói. Ngay lập tức, hỗn độn thần thú nhẹ nhàng đạp đi, cả thân thể tròn tròn hướng về một cái vị trí phía trước, miệng rộng lại một lần nữa bắt đầu cắn nuốt thế giới lực của Lăng Tiếu. Trong nháy mắt thế giới lực của Lăng Tiếu vừa mới viên mãn trở lại lại một lần nữa bị cắn nuốt không ít, nó giống như là cái động không đáy, bất kỳ cái gì cũng đều nuốt vào. Hiện tại Vũ Bất Phàm còn có tứ đại thần thú khác chưa động hủ, Lăng Tiếu liền bắt đầu có chút lo lắng rồi. Võ giả quan chiến ở xa xa đều là từng người đỏ mắt lên. Nhìn ánh mắt của bọn hắn đều là nhận thấy Vũ Bất Phàm là tất thắng không thể nghi ngờ rồi. Bản thân ta thật muốn nhìn một chút ngươi thật là, cái gì cũng có thể thôn phệ hay không lăng tiếu cắn răng kinh quát một tiếng thân ảnh cấp tốc lui lại thế giới lực lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa một phiến thiên địa tự hồ trở nên vô cùng hắc ám xuống từng đạo cụ phong âm lãnh vô cùng bắt đầu cuồng thổi lên vù vù hắc phong cường đại mang theo khí tức khiến người sợ hãi bắt đầu tàn sát bừa bãi lên trong phương thiên địa này tự hồ đều vì đó mà biến sắc hồ nước cũng là bị hủ thức đến biến thành màu đen rồi không ít đều bị tịch quyển lên văng tứ tung khắp nơi này thế giới lực này của lăng tiếu lại còn có hậu chiêu. Hắc! Hắc phong này là cái gì? Chẳng lẽ hắn thân có ám thuộc tính sao? Không, hẳn là phong, ám hai loại thuộc tính, hơn nữa băng thuộc tính, hỏa thuộc tính, kim thuộc tính cùng với mộc thuộc tính mà hắn trước đây vừa mới thi triển ra. Hắn! Hắn không phải là có sáu loại thuộc tính sao? Đây! Đây làm sao có thể được? Đây không phải là ám thuộc tính, hẳn chỉ là phong thuộc tính, một loại phong kình đặc biệt mà thôi, uy lực chỉ sợ không kém bất kể mạnh như thế nào, muốn chiến thắng ngũ đại thần thú chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hỗn độn thần thú là không sợ cái gì đến cả, đem hắc sắc cụ phong đáng sợ kia nhất nhất hấp thu vào. Nó xác thật đem hắc sắc cụ phong kia hấp thu, mà lần này lại là phát sinh một chút biến hóa, nó tiêu hóa những cụ phong kia tựa hồ xuất hiện tình huống tiêu hóa bị rối loạn. Thân thể nó bắt đầu có chút thu súc lại, miệng rộng của nó mở ra, từng cỗ hắc sắc vũ khí bị phun ra ngoài. Vũ Bất Phàm nhíu lông mày một chút, hét lớn lăng huynh quả nhiên lợi hại bất quá cho hay còn ở phía sau tứ tượng lên hết cho ta vũ bất phàm rốt cuộc bắt đầu vận dụng toàn lực rồi chỉ thấy bên trong thế giới lực của hắn bốn đầu thần thú còn lại trong lúc nhất thời cùng xuất trận rồi thanh long gào thét long châu trượt hiện chu tức dương cánh vũ linh tật xạ huyền vũ chiến động thủy triều dũng động bạch hổ kinh khiếu sát ý oai nghiêm tứ đại thần thú tề xuất khí tức viễn cỗ lan tràn ra khắp nơi sát y đằng đằng tràn đầy tứ phương Lăng Tiếu cũng là ở một khắc này hỏa lực toàn bộ khai ra, sát chiêu của hắn ẩn tàng trong hoang cổ thế giới cũng một lần này chợt hiện ra. Chỉ thấy vô số thụ đằng bằng đầu lan tràn sinh trưởng, vô số băng thứ tề xuất, một đầu lang vương chợt hiện ra con mắt thứ ba, phẳng phất có thể để cho hết thảy đều yên lặng xuống, một con kim long vô thượng từ thiên không mà hạ xuống, một đầu kỳ lân thành thánh từ trong sơn nhạc nhảy ra, trong phiến thế giới tươi tốt này còn thổi qua hắc sắc cụ phong, còn có từng tòa hỏa sơn áp xúc lấy tử sắc hỏa diễm. Giống như là hỏa tiễn đồng thời oanh xuất ra. Thế giới lực của Vũ Bất Phàm là hồi quy hỗn độn ở lúc thiên địa sơ khai, mà thế giới của Lăng Tiếu lại là thế giới tươi mới ở hoang cổ vạn vật tranh minh. Hai loại thế giới lực đều có chỗ độc đáo, tất cả đều có uy năng kinh thiên động địa. Hai loại thế giới đối oanh lại với nhau, phát ra từng đạo tiếng chợt minh vang lên không ngừng. Trên thiên không mấy ngàn thước càng là bị chấn khai ra, quang mang thuộc tính nhiều màu ở phương thiên địa này nở rộ ra rực rỡ, lộ ra vẻ duy mỹ dị thường vô cùng võ già ở bên trên hồ đã là lại thối lui tiếp sợ chiến đấu của hai người bị tai bay vạ gió còn mẹ nó quá biến thái rồi lăng tiếu kia lại cũng có thể ngưng tụ thành thần tú đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không hồ là đệ tử của tà đế lại có thể có lực chiến với hỗn độn chi thể một trận cho dù thua cũng là dù bại mà vinh thế giới lực của bọn họ đã vượt xa đại phương thế giới lực của huyền đế bình thường rồi khí tức hoang cổ này thật kinh khủng lão quái vật thế hệ trước không ra Thiên hạ này chú định là của hai người bọn họ rồi, trận chiến này đúng thật là đại khai nhãn giới. Rất nhiều võ giả đều nhịn không được kinh hô lên, trong thần sắc của bọn họ cũng tràn đầy vẻ tôn sùng, đó là một loại sùng bái tri ý đối với cường giả phát ra từ nội tâm. Viên Chiến Thiên ở trong một góc đã không nhịn được đem chiến ý của mình phát tiết ra rồi, hắn còn thiếu chút nữa không nhịn được mà gia nhập vào trong vòng chiến. Mà những người hướng tới Lăng Tiếu mà đến kia, từng người cũng là tâm kinh không dứt bọn họ đều đang may mắn không có mạo muội ở trước trận chiến, mà tiến hành tiệt sát lăng tiếu, bằng không kết cục của bọn họ có thể nghĩ rồi. Hoàng cấp thế giới lực đáng sợ, lại nhìn sát chiêu xuất ra tầng tầng không dứt kia đủ, để cho bọn họ giao ra cái giá thật lớn, rồi. Thế giới lực của hai người đụng vào nhau, đều cảm thấy tinh thần thức hải của riêng mình tạo thành chấn động cực lớn. Thế giới lực là do lực lượng bản thân cùng tinh thần lực của võ giả làm cầu nối, mà thôi diễn ra, khi lực lượng thụ phải trùng kích cực đại thì bản thân võ giả cũng là có cảm ứng nhất định. Ngũ đại thần thú của Vũ Bất Phàm có các loại thiên phú thần thông, uy năng vô biên, mà Lăng Tiếu cũng có thần thú, số lượng dù ít nhưng mà lại có thiên hỏa cùng âm sát tử khí hai loại lượng lượng có lực phá hoại kinh khủng, tương trợ cũng cùng thế giới lực của Vũ Bất Phàm chống đỡ lên. Hai loại thế giới lực đều có thể so với đỉnh cấp hoàng giới, tinh thần cảm ứng lực tiêu hao cũng là cực lớn. Tinh thần lực của Lăng Tiếu tự nhân là cực độ biến thái rồi, nhưng mà Vũ Bất Phàm tự hồ cũng không coi là kém hoàng giới của hai người đối oanh suốt ba ngày, riêng của mình đều không áp được đối phương, tạo thành cục diện bế tắc. Hồ nước trong phương thiên địa này cơ hồ đều bị muốn oanh sạch rồi. Lăng tiếu này tại sao có thể là đỉnh cấp hoàng giới được, thần thú hắn ngưng tụ thành uy lực so với ta còn muốn cường đại hơn, chẳng lẽ hắn thấy qua chân long cùng kỳ lân thần thú chân chính hay sao? Vũ bất phàm trong lòng lo lắng thầm nghĩ nói. Chán của hắn bây giờ đã tràn đầy mồ hôi rồi, lực lượng tiêu hao đã là cực lớn, lại tiếp tục như vậy nữa hắn sợ rằng khó có thể duy trì thế giới lực tình huống bên phía lăng tiếu thì tốt hơn nhiều tinh thần lực cùng lực lượng căn cơ của hắn nếu so với vũ bất phàm càng thêm tràn đầy còn không có hiện ra trạng thái chống đỡ hết nổi chỉ cần lại duy trì một ngày thế giới lực của hắn tất phá lăng tiếu hít mắt lại ở trong lòng thầm hô nói ở dưới công kích không sử dụng tinh thần lực lăng tiếu phát giác ra thực lực của vũ bất phàm này cũng không kém hơn hắn cũng bắt đầu xem lại nội tâm tư tưởng của mình rồi những năm nay trôi qua thuận buồm xuôi gió khiến cho hắn quá mức tự ngạo rồi, để cho hắn xem thường đối thủ cùng giai. Hôm nay khiêu chiến của Vũ Bất Phàm vừa lúc gõ tiếng chuông cảnh tỉnh cho hắn, để hắn ý thức được chính mình thủy chung còn chưa phải là tồn tại thiên hạ vô địch thủ. Lúc này, Vũ Bất Phàm tựa hồ không nhịn được, thân hình của hắn bắt đầu lướt đi, thánh kiếm trong tay hướng về phía Lăng Tiếu Huy chạm lại. Hắn biết thế giới lực của mình đánh không được, vậy muốn thắng chỉ có nhìn sát chiêu của riêng mình rồi. Ngũ hành kiếm kỹ thức thứ nhất thủy hỏa giao dung một thủy một hỏa hai cỗ năng lượng bất đồng tương hỗ lẫn nhau, mang theo sát khí lẫm liệt xé rách không gian hướng về phía Lăng Tiếu chạm tới. Không nhịn được rồi sao? Vậy chính hợp với ý của bản thiếu gia. Lăng Tiếu thầm hô một tiếng, cũng mang theo Kim Long Thương xuất kích giỏi. Phách Long Thương quyết thức thứ nhất Phách Long hàng thế. Một con kim sắc long vương uy mãnh giống như phá không mà ra, mang theo lực lượng bằng bạc nghênh đón lực lượng kiếm khí thủy hỏa hợp kích kia. Oanh Long, cường chiêu va chạm phát ra tiếng oanh hưởng kịch liệt, vô số năng lượng văng tung tóe lên hai người khống chế lấy thế giới lực cắn nuốt lực lượng của đối phương lại kịch liệt đấu lại với nhau ngũ hành kiếm kỹ của vũ bất phàm cũng là một loại cao giai huyền kỹ khó tìm cùng lực lượng của hắn cực độ phù hợp uy lực đánh ra một điểm cũng không thua kém phách long thương quyết của lăng tiếu một người cầm kiếm một người cầm thương đánh đến thiên hôn đi ám thảm liệt vô cùng cuối cùng thế giới lực của hắn người đều bỏ qua rồi chỉ dựa vào huyền kỹ cường đại của riêng mình đánh giết kinh nghiệm chiến đấu của hai người đều là phong phú giống nhau chiến lực lại là tương đương riêng mình đều bị cường chiêu của đối phương đả thương ngũ thải hộ giáp kia trên người vũ bất phàm đã hư nát trên người nhiều hơn từng cái vết thương máu chảy đầm đìa mà lưu ly long lân chiến giáp của lăng tiếu cũng không tốt đi nơi nào bị đánh rách ở các nơi từng đạo kiếm ngân giống như con rết nhìn đến xúc mục kinh tâm vô cùng so đấu như vậy huyết đấu như vậy để tất cả đều nhiệt huyết sôi sục mà tranh lệch giữa hai người cũng nhìn vào bản lĩnh chân chính cùng lực nhẫn nại của riêng mình. Cũng không biết liều mạng bao lâu, hai người cơ hồ đã đạt tới cực hạn, chuẩn bị thi triển ra sát chiêu cuối cùng quyết phân thắng bại rồi. Có thể đem Vũ Bất Phàm ta bước đến một bước này, Lăng huynh ngươi không để cho ta thất vọng, nhưng mà một trận chiến này ngươi nhất định vẫn là phải bại trận. Vũ Bất Phàm nói với Lăng Tiếu, miệng mang theo huyết thủy giống lớn một tiếng, mãnh chiêu tối cường của hắn ở một khắc này oanh ra. Ha ha, lời này cũng chính là ta muốn nói với ngươi. Lăng Tiếu cũng là toàn lực tụ kình, cũng không có ý định tránh né, một chiêu này liền muốn phân thắng bại rồi. Ngũ hành kiếm kỹ thức thứ 7 hỗn độn diệt thiên, Phách Long thương quyết thức thứ 7 nộ long cuồng khiếu, một chiêu cường đại nhất của ngũ hành kiếm kỹ, hỗn độn diệt thiên. Tùy tiện một đạo kiếm cương kiếm khí đều có thể liệt sơn đoạn hà, hủy thiên diệt địa, để cho người ta cảm thấy thương hải run rẩy, mênh mông vô cùng. Đây ít nhất cũng phải là huyền kỹ thánh giai trở lên, lại có lẽ đã là thần kỹ đỉnh cấp cũng nói không chừng. Mà nộ long cuồng khiếu bên phía Lăng Tiếu, cũng là một chiêu uy mãnh nhất của Phách Long Thương Quyết. Thương ảnh giống như là cột chống trời trong nháy mắt trùng kích mà lên, một đạo chân long bá đạo cùng độ phá thiên mà ra. Kim Long gầm thét vạn lý giang hà, chỗ mà long thân khổng lồ đi qua, hết thảy đều bị chấn thành bột phấn, nó giống như là chúa tể của vạn vật, chấn hám đại địa, khí trùng sơn hà, hủy diệt hết thảy. Hai đại cường chiêu đối oanh lại với nha uy lực đáng sợ càng không ngừng chấn tán đi ra ngoài, bầy trời cũng muốn bị oanh phá, đại địa đều hơi dao động võ giả đã lui được rất xa lại một lần nữa thối lui ra ngoài ngàn dặm, bọn họ chỉ thấy nơi xa càng không ngừng bắn ra quang mạc thuộc tính, căn bản không thấy rõ tình hình chiến đấu của hai người bên trong. Đây là huyền kỹ gì, chẳng lẽ đã đạt tới huyền kỹ hiếm gặp thánh giai, bằng không tại sao có thể thi triển ra lực phá hoại đáng sợ như vậy? Bọn họ đều là người có bối cảnh, không có một chút cường chiêu sát phạt chân chính là không thể nào, chỉ là không nghĩ tới sẽ cường hãn đến trình độ này. Sau trận chiến này, hai người bọn họ đều sẽ trở thành tiêu điểm bên trong trung vực tương lai đuổi thẳng tới nhân vật thiên kiêu của truyền thuyết đúng vậy bọn họ bất kể là một phương diện nào đều là biến thái đến quá phận dưới huyền đế đã khó tìm được đối thủ rồi rốt cuộc là ai thắng ai bại có thể biết được rồi thật là để cho người ta chờ mong ánh mắt của rất nhiều võ giả càng phát ra sùng bái mù quáng rồi hai người bọn họ bất kể là ai thắng ai bại bọn họ cũng sẽ trở thành nhân vật đại biểu cho một đời lĩnh quân mới của trung vực kim long khí thế như hồng hoành quét rất nhiều ngũ thải kiếm cương nhưng mà ngũ thải kiếm cương kia lại là đem kim long chạm đến thân thể không còn lành lặn giống như là kiếm chạm đồ long ngũ thải kiếm cương cuối cùng vẫn là lực áp kim long thương ảnh lăng huynh người bại cho ta đi vũ bất phàm lộ ra cuồng thái cầm lấy bạch kiếm đại thế như thiên đem cường chiêu của lăng tiếu oanh tán mang theo dư uy vô cùng cường hoành hướng về phía lăng tiếu thứ sát mà đến lăng tiếu cấp tốc rút lui hắn cũng không dám lấy thân thể cứng rắn ăn một chiêu của vũ bất phàm bạch kiếm trong tay vũ bất phàm nhưng là cao cấp thánh khí, nhục thể của hắn nhưng là khó có thể chịu nổi. Chỉ là vũ bất phàm bước đến quá gần rồi, mà kiếm cường đã sớm đem hắn bao phủ, để cho hắn khó có thể thi triển ra được thiên phú tốc độ của bản thân. Người còn chưa chạy ra phạm vi bị oanh kích, vũ bất phàm đã mang theo kiếm cương vô cùng ác liệt tập quyển lại. Nguy rồi! Thần sắc lăng tiêu biến đổi, hắn xoay lên kim long thương không ngừng ngăn cản. Nhưng mà kiếm cháo giống như là không có chỗ nào không vào, càng không ngừng tê chảm lấy lưu ly long lân chiến giáp của hắn. Từng đạo kim sắc huyết dịch không ngừng bay ra, cả người Lăng Tiếu đều là bị luân hãm bao phủ rồi. Oanh long oanh long, năng lượng dư ba của Ngũ Thải kiếm cháo cuối cùng là chiếm được thượng phong, chiêu so đấu này rất rõ ràng là Lăng Tiếu thua. Ha ha, tạp chủng biết lợi hại của sư đệ ta đi, ta đã nói Thiên Tuyệt Hồ tuyệt đối là nơi táng thân của ngươi rồi. Khang Lam ở một phương hướng khác lộ ra vẻ vô cùng cuồng nhiệt cười nói. Lúc ở Phong Vân Thành, Hắn bị khí thế của Lăng Tiếu trấn đến hộp máu, hơn nữa còn là ở trước mặt nữ nhân mà chính mình theo đuổi, đó là sỉ nhục lớn nhất của cả đời hắn tới nay, cũng tạo thành một cái bóng ma cực đại cho hắn. Hôm nay thấy Lăng Tiếu bị sư đệ của hắn oanh sát, tâm tình thực sự là vui sướng vạn phần. Mà viên chiến thiên ở một bên khác thì là lộ ra vẻ khó có thể tin, hắn thủy chung là không nghĩ tới Lăng Tiếu lại bại như vậy, đây từng là một người được hắn xem như là đối thủ duy nhất, trong lòng hắn vẫn mang theo ghi nhớ tổng có một ngày đem Lăng Tiếu đánh bại. Tín nghiệm này ở trong lòng hắn vài năm, nhưng mà hôm nay lại có một loại cảm giác phá diệt. Không, Người làm sao có thể bại được? Viên Chiến Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, khí thế đáng sợ chấn đến bên cạnh đều rung chuyển lên. Kỳ thật, nội tâm hắn cũng là đem Lăng Tiếu xem thành một bằng hữu có thể kết giao rồi, nhìn Lăng Tiếu thất bại bị giết, trong lòng hắn có một loại bi thương khó có thể nói rõ. Trên bầu trời, quanh thân vũ bất phàm tất cả đều là vết thương, tiên huyết chảy đầm đìa không ngừng, hắn mở miệng từng ngụm từng ngụm mà hô hấp sắc mặt vô cùng tái nhợt, quanh thân cũng sớm tràn đầy mô hôi, kinh mạch cùng da thịt đều khẽ run rẩy lên, hiển nhiên hắn cũng là tiêu hao tất cả lực lượng, khó để lên được nửa phần lực lượng nữa. Đã thắng rồi đi. Vũ Bất Phàm nhìn mực nước của mặt hồ giảm nhiều lẩm bẩm nói. Song đang ở lúc hắn chuẩn bị muốn đem thân thể mệt mỏi trọng thương rời đi, hắn đột nhiên cảm ứng được linh khí mỏng manh đang thong thả lưu động, mà phương hướng lưu động kia lại là hướng về dưới đáy hồ Dũng Mãnh lao tới bỗng dưng, chỉ thấy gợn sóng trên mặt hồ thong thả phát tán ra ngoài, phảng phất giống như có dị vật gì đó xuất hiện ở dưới đáy hồ. Vũ Bất Phàm nhẹ nhíu mày khẩn trương nhìn mặt hồ, Huyền Công càng không ngừng gia tốc khôi phục thương thế, trong lòng hắn có một cỗ dự cảm không rõ ràng, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Lăng Tiếu còn chưa chết? Quả nhiên, một đạo bóng dáng xuất hiện ở dưới đáy hồ, đương nhiên chính là Lăng Tiếu bị oanh nhập xuống đó rồi. Lúc này quanh người hắn tựa hồ có cái gì cách tuyệt ra, hồ nước ở bên cạnh đều không thể dính hắn một điểm nào, phảng phất đều giống như có ý thức tách ra. Hắn còn chưa chết, nhưng mà bộ dạng lại là thê thảm vô cùng, trên thân thể trần trụi kia có từng đạo vết thương hung ác, mỗi một đạo đều có thể thấy bạch cốt, thậm chí là tạng phủ ở bên trong, quanh thân cơ hồ không có một khối thịt hoàn chỉnh, huyết nhân kia giống như là kim huyết nhuộm thành vô cùng kinh khủng dọa người. Con mẹ nó, đem bản thiếu gia oanh đến thật thảm, nhưng mà muốn đánh bại bản thiếu gia, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng Tiếu vô lực nằm ở dưới đáy hồ gào thét một tiếng, vết thương trên khuôn mặt kia đặc biệt hiển lộ ra vẻ hung hãn. Hắn gian nan giơ tay lên, một ngón tay giống như là cột chống trời dựng đứng lên, linh lực thuộc tính ở bên cạnh giống như là nhũ yến quy sao cấp tốc bay tới. Từng điểm ngũ thải quang mang trên đầu ngón tay hắn bắt đầu ngưng tụ lên, một cỗ khí tức cường hãn trong nháy mắt lan tràn ra. Rất nhiều võ giả cũng phát hiện ra dị trạng, lập tức nhanh chóng bay cao lên, hướng về phía đáy hồ nhìn lại, mọi người đều là kinh ngạc. Sẽ không đi, như thế mà cũng không chết, đây, đây chẳng lẽ là bất tử tiểu cường mệnh cách trong truyền thuyết? Thật giống như cốt đầu phủ tạng đều nhìn thấy rồi, huyết dịch kia thật kỳ quái, cư nhiên là màu hoàng kim, hơn nữa hồ nước ở quanh hắn lại không đem hắn bao phủ lại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn như vậy mà vẫn còn có năng lực nghịch chuyển, đây quá không có khả năng đi. Ta cũng bị biến thái của bọn họ kích thích điên lên rồi, bọn họ rốt cuộc là tu luyện như thế nào, đều đến như thế rồi còn chưa kết thúc. Vũ bất phàm, người bại cho ta đi một cái tay kia của lăng tiếu nâng cao lên, một cái thủ chỉ dựng lên, nổi lên vẻ ngũ thải, ở trên đố hội tụ lưu ly linh khí năng lượng, mà đến trong nháy mắt hướng về phái vũ bất phàm, ở trên bầu trời tật xạ mà qua. Tam phân thần chỉ đệ nhất chỉ đoạn ngọc phân kim, chỉ mang kinh khủng giống như là chọc khai phiến thiên địa này, vô cùng nhanh chóng lại hết sức kinh khủng. Đây là át chủ bài mà lăng tiếu vẫn chưa sử dụng. Nếu như một chiêu này còn không đánh bại được vũ bất phàm, vậy hắn cũng không biết nên đánh như thế nào cho phải. Bất quá Vũ bất phàm cũng đã là đèn sắp cạn dầu rồi. Hắn đem Lăng Tiếu Oanh xuống đã là tiêu hao đến không còn gì nữa, hiện tại Lăng Tiếu đột nhiên còn có thể phát ra chỉ chiêu cường đại như thế, thật sự là để cho hắn không tưởng tượng được. Phải biết rằng, trong tay của hắn nhưng là thánh khí, lại phối với uy lực của sát chiêu, cho dù là thất giai linh thú cũng có thể chảm thành thịt vụn rồi, nhưng mà Lăng Tiếu chỉ là trọng thương, cũng không có bị giảo sát, thật là để người ta khó có thể tin. Không tốt, Vũ bất phàm bình tĩnh trở lại con người co rút kinh hô một tiếng đúng lúc hắn muốn động thân né tránh lại phát hiện thương thế của mình cũng là rất nặng tiêu hao nghiêm trọng vượt qua khả năng của hắn rồi thân thể di động rất là chậm chạp thiếu các chủ cẩn thận trưởng lão linh vũ các một mực quan sát tỷ đấu vừa thấy vũ bất phàm nguy cấp không nhịn được kinh hô một tiếng cả người giống như là thương ưng nhanh chóng lướt qua muốn đem vũ bất phàm cứu lại nhưng mà khi hắn sắp đến trên bầu trời một đạo năng lượng hướng về phía hắn oanh tới ngăn cản bước chân của hắn Lúc này chỉ mang trong nháy mắt đến trước Vũ Bất Phàm gang tấc, hắn cắn răng nhấc lên thánh kiếm hướng về phía Chỉ Mang kia chảm xuống. Đáng tiếc trường kiếm của hắn còn chưa có hạ xuống, Chỉ Mang kia lại là kết kết thực thực oanh ở trên ngực hắn rồi. Oanh long, oanh tạc kinh thiên vang lên tận trời, một đoàn quang mang hình dạng giống như nấm trong nháy mắt nổ tung ra. Thiếu các chủ, tên huyền đế của Linh Vũ các bị ngăn cản kia, cũng không cố kỵ được ai ngăn cản ăn, hắn lần nữa cấp tốc hướng về phương hướng Vũ Bất Phàm lướt qua. Tất cả mọi người đều bị một màn đột nhiên mà đến này chấn đến kinh ngạc không nói nên lời. Bọn họ làm sao nghĩ đến vốn dĩ là người bại lại không bại, mà người không bại lại ở trong nháy mắt bại trận, sống chết không rõ. Khang Lam cũng là bị một màn này hù dọa đến lục thần vô chủ, cảm giác càng như từ thiên đường trong nháy mắt ném xuống địa ngục, thần sắc của hắn tái nhợt mà lẩm bẩm nói, "Đây, đây làm sao có thể? Sư đệ hắn làm sao mà thua được? Làm sao mà thua được? Không!" Ta tuyệt đối không thể để cho tạp chủng kia còn sống mà rời khỏi chỗ này." Khang Lam bình tĩnh trở lại ở trong lòng thầm nói một tiếng, sau đó đối với một lão già ở bên cạnh hắn nói, "Hình trưởng lão nhanh, nhanh đi giết chết tạp chủng kia, hắn lại giết sư đệ rồi." Lão già nửa bước huyền đế ở bên cạnh hắn nhẹ gật gật đầu, thân hình hướng về hồ nước nhanh chóng nước tới. Lúc hắn động thân, cũng có một đạo thân ảnh càng nhanh hơn hướng Lăng Tiếu giết tới. Cường giả nửa bước huyền đế kia còn chưa có đến trước Lăng Tiếu, Thân ảnh kia chặt chẽ tỏa định hắn quát lên, người nào dám động đến hắn, ta giết người đó. Khí thế của thân hình kia bỗng nhiên dâng cao lên, khí thế nồng đậm kia để cho nửa bước huyền đế, này không dám dễ dàng bước ra nửa bước. Trạng thái lăng tiếu thật sự cực kỳ không ổn, thân thể cơ hồ bị kiếm cương của võ bất phàm chém cho biến dạng, phẳng phất như kết cục bị phanh thay xé sắc vậy. ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé lúc hắn bị đánh bay vào hố thiếu chút nữa ngay cả ý thức cũng không còn bị hồ thủy bao lấy nếu như bị hồ thủy hoàn toàn ngâm lấy gia tốc huyết dịch sói mòn thì lăng tiếu sẽ rất nhanh tiêu đời may mắn trong thức hải hắn còn lục ông tồn tại năng lượng mộc thuộc tính tinh khiết trung quy vẫn có thể khiến hắn bảo trì không tế hơn nữa trước đây ở chiến loạn uyên hắn đã hấp thu rất nhiều huyết tinh khiến huyết khí của hắn nồng đậm hơn thường nhân gấp mấy lần mà cổ hoàng thần công cũng không phải chuyện đùa bởi vậy mới khiến hắn bảo trì được chút ý thức này không bị tiêu tán đương nhiên hắn sở dĩ có thể khiến hồ thủy tràn qua hai bên hoàn thành nhờ hắn có thích thủy châu bằng không hắn cũng không thể làm được điểm này hiện giờ trạng thái này nếu hắn không thể khôi phục thì dù là bất kỳ một tên vương cấp nào cũng có thể lấy mạng hắn ngay chỉ là vừa rồi hắn đã tiêu hao tất cả năng lượng hiện giờ ngay cả lực nhấc tay cũng không có chỉ dựa vào năng lực khôi phục cường đại của cổ hoàng thần công để trèo trống độc tôn quy nguyên thần công cũng ở một bên phụ trợ lục ông hiện giờ cũng không chút keo kiệt nữa nó thu được tinh nguyên của huyết tinh ma thụ trạng thái đã khôi phục không sai biệt lắm còn nữa theo tinh thần lực lăng tiếu càng ngày càng khủng bố thì nó cũng từ đó gặt hái được không ít chỗ tốt hiện giờ lăng tiếu gặp nạn nó mà còn không ra tay tương trợ vậy thì cứ đợi kết cục bị lăng tiếu khu trục đi trong khi lăng tiếu đang toàn lực khôi phục thì những địch nhân muốn săn giết hắn cũng bắt đầu xuất hiện hôm nay tiềm lực cực lớn mà lăng tiếu bày ra đã khiến rất nhiều người cảm thấy áp lực cực hơn nếu lại để hắn tiếp tục phát triển thì sau này bọn hắn sẽ khó mà yên ổn được nhịn không được ra tay đầu tiên vẫn là khang lam hắn lệnh cho trưởng lão bảo vệ mình ra tay với lăng tiếu thế nhưng tên trưởng lão kia còn chưa đến được trước lăng tiếu thì đã có một người chắn trước mặt hắn ai dám động đến hắn ta giết kẻ đó một thân ảnh to lớn cao ngạo trong tay cần kim côn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão giả bán đế kia khí thế lạnh thấu xương khiến người cảm thấy hít thở không thông không thôi thân ảnh ấy rõ ràng là viên chiến thiên Mấy ngày nay vẫn nhìn Lăng Tiếu và võ bất phàm chiến đấu, trong lòng chiến ý sớm đã bành trướng không thôi. Lăng Tiếu được hắn coi là đối thủ chính thức, mà hắn và Lăng Tiếu cũng có vài phần tình nghĩa bằng hữu, tự nhiên không muốn để người khác bỏ đá xuống giết với hắn rồi. Tránh ra cho ta, bằng không thì ngay cả ngươi ta cũng giết." Tên bán đế kia sâu kín nói một tiếng, một đầu linh thú lục giai đỉnh phong liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Viên Chiến Thiên không hề nói nhảm, thế giới chi lực lập tức suy diễn ra. Vô số đấu chiến thánh viên tay mang theo kim côn giết tới tên bán đế và đầu linh thú kia, từng đạo viên minh vang vọng phía chân trời. Đám võ giả ở không xa đều phục hồi tinh thần lại, mỗi người đều kinh ngạc. Xem ra có người muốn bỏ đá xuống giếng với Lăng Tiếu rồi, quả nhiên là hèn hạ. Giữa địch nhân với nhau không có gì mà hèn hạ hay không cả, bất quá viên chiến thiên kia lại bảo vệ Lăng Tiếu, thật sự khiến người không thể tưởng được. Lại nói võ bất phàm kia có chết hay không đây? nếu thật sự chết rồi thì chỉ sợ linh vũ các sẽ điên lên mất trận chiến này mặc dù hắn thất bại nhưng tương lai vẫn không thể hạn lượng thật không nghĩ tới kết cục lại thế này lăng tiếu kia mới chính là đệ nhất nhân che áp cùng đời lúc viên chiến thiên ngăn cản tên bán đế và lục gia linh thú kia một phương hướng khác trưởng lão linh vũ các kia đã tìm được võ bất phàm bị đánh rơi ra ngoài mấy ngàn mét võ bất phàm hiện giờ ngực bị đánh ra một cái động lớn tạng phủ bên trong đều lộ cả ra ngoài vết máu loang lổ quanh thân cực kỳ dữ tợn dọa người người bình thường bị như thế chỉ sợ đã chết từ 8 đến 10 lần rồi. Thế nhưng võ bất phàm rõ ràng vẫn còn hơi thở, vẫn chưa chính thức chết đi. Trưởng lão kia biến đổi thần sắc, sau đó không chần chờ lập tức cúi người xuống, không nói hai lời, lập tức móc ra một khỏa liệu thương đan dược bát phẩm đỉnh cấp dược lực phi phàm nhét vào miệng võ bất phàm, đồng thời lại móc ra một lọ tuyển dịch bất phàm đổ xuống vết thương nơi ngực võ bất phàm. Theo dược lực đan dược phát huy và công hiệu bất phàm của tuyển dịch, miệng vết thương nơi ngực võ bất phàm rõ ràng đang dùng một loại tốc độ cực nhanh khép lại. tên trưởng lão kia lau mồ hôi trên trán một cái lẩm bẩm nói, cũng may lão các chủ đã sớm liệu được việc này sẽ không quá thuận lợi. cho bát phẩm đan dược và vài giọt cực phẩm thánh tuyển dịch để ta mang theo, bằng không hậu quả không thể lường được. không nghĩ tới tên đệ tử của tài đế kia lại lợi hại như vậy, ngay cả thiếu các chủ cũng bị đánh bại. tên trưởng lão kia không không để ý tới bất cứ chuyện gì, đợi đến khi vết thương trên thân thể võ bất phàm khép lại liền ôm võ bất phàm đã hôn mê bắn về phương xa động thủ đi, chậm sẽ sinh biến. Ở một góc khuất, một gã hung nhân huyền đế giai nói với hai gã đồng bạn bán đế bên cạnh hắn. Dứt lời, hắn tỏa ra khí thế, thân hình như sao băng bắn nhanh về phía lăng tiếu. Hai gã đồng bạn hắn cũng theo sát phía sau. Không chỉ bên phía hắn, trong rất nhiều võ giả cũng đồng thời có không ít người giết tới hướng lăng tiếu. Tổng cộng có hơn 10 cổ khí thế không thua gì cường giả đế cấp xuất hiện, ở phía sau bọn họ còn đi theo không ít bán đế hoặc thiên tôn lực lượng đáng sợ như vậy khiến võ giả ở chung quanh đều đều kinh hãi đám người bọn hắn đều lấy lăng tiếu làm mục tiêu một ít người là vì giải thưởng của cổ gia hy vọng có thể hái lấy đầu lăng tiêu đạt được phần thưởng cũng có người là vì dị bảo trên người lăng tiếu mà đến vừa rồi đủ loại huyền kỹ thần kỳ mà lăng tiếu bày ra đã khiến bọn họ động tâm không thôi càng có cả thiên châu thánh khí trên người đây quả thật là một hấp dẫn trí mạng chim vì thức ăn mà vong người vì tiền mà chết đây là một định luật không thể thay đổi dù là Lăng Tiếu là phong lưu tài đế đệ tử, nhưng là tài đế đã là đi thiên vực truyền thuyết, đã là sẽ không lại phản hồi đã đến, bọn hắn càng là không có nỗi lo về sau rồi. Bọn họ đều là thừa dịp Lăng Tiếu bệnh, muốn hắn mệnh thời cơ tốt nhất. Viên Chiến Thiên cũng phát hiện dị trạng, lúc này như nổi cơn điên, vô số đấu chiến thánh viên, nện cho lão giả bán đế và đầu lục giai đỉnh phong linh thú kia thành thịt vụn. Viên Chiến Thiên tuy là có thực lực cao giai thiên tôn, nhưng chiến lực hắn cũng không hề kém hơn Lăng Tiếu và võ bất phàm đối phó một gã bán đế còn không dễ dàng sao? Tiêu diệt lão giả bán đế kia xong, kim côn trong tay Viên Chiến Thiên lập tức biến lớn, như một cột chống trời khiến người cảm thấy cực kỳ khủng bố. Các ngươi đều đi chết đi. Viên Chiến Thiên tê hống một tiếng, cự lực vô cùng vung lấy kim côn quét ngang về phía đám người. Một chiêu này này lực phá vạn quân, cực kỳ đơn giản như rất hữu hiệu. Ba gã đê giai huyền đế cùng với mấy tên cường giả thiên tôn đứng mũi chịu sào, mấy tên thiên tôn lập tức bị nện cho nổ tung, từng đoàn từng đoàn huyết thủy bắt đầu vẩy ra, mà mấy tên huyền đế kia cũng không phải loại thường, bọn hắn lách mình một cái liền tránh được, cũng không dây dưa với Viên Chiến Thiên, nhanh chóng đánh tới Lăng Tiếu ở dưới đáy hồ. Hỗn đản! Viên Chiến Thiên kinh hô một tiếng, thân hình lướt động, hệt như một tia chớp đánh tới đám huyền đế kia. Đáng tiếc, người đồng loạt ra tay rất nhiều, hắn dùng lực lượng một người cũng không thể một lúc ngăn cản được nhiều người như vậy. Có hai gã đế cấp đã đến phía trên Lăng Tiếu, ánh mắt đều lộ ra sát ý đầm đạc binh khí trong tay muốn chém xuống lăng tiếu ngay vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này một đạo thân ảnh sen lẫn trong rất nhiều võ giả đột nhiên từ một phương hướng không thể tưởng nổi ám sát tới phốc phốc đạo thân ảnh này như độc xà tiềm phục trong bụi cỏ giống như u linh vậy trường kiếm trong tay như liêm đao thu hoạch nhân mạng lập tức liền chém bay đầu hai gã đê giai huyền đế kia xuống hai cỗ thi thể không đầu lập tức nặng nề té xuống một màn bất thình lình khiến rất nhiều võ giả đến tập sát phải dừng bước cao thủ trong nháy mắt chém giết hai gã đê giai huyền đế không thể không khiến bọn hắn kiêng kỵ người tới thình lình chính là phương thần đến đây cùng lăng tiếu hắn trước kia vẫn một mực không xuất hiện tiềm phục trong rất nhiều võ giả che giấu bộ dạng và khí tức trước đây lúc huyền đế kia của linh vũ cát muốn đi cứu võ bất phàm chính là do hắn ra tay ngăn cản bằng không võ bất phàm cũng sẽ không bị lăng tiếu đả thương nặng thực lực hắn hiện giờ đã không còn là đê giai huyền đế nữa có cực phẩm huyền đế đan của lăng tiếu hắn đã trực tiếp tiến cấp tới trung giai huyền đế, lại phối hợp với thủ đoạn tiềm sát của hắn, muốn lập tức tiêu diệt hai gã huyền đế, thấp hơn hắn một bậc là một điều rất dễ dàng. Ai muốn mạng của thiếu gia, trước hỏi qua kiếm trong tay ta đã. Phương thần cầm trong tay trường kiếm còn nhỏ máu lạnh lùng nói, cùng lúc hộ thân linh thú thất giai thử thú của hắn cũng xuất hiện ở bên cạnh, cùng hộ pháp cho lăng tiếu. Tu vị trung giai huyền đế của phương thần vào lúc này liền bành trướng lên, những võ giả muốn thừa cơ kiếm tiện nghi đại bộ phận đều bắt đầu trở nên luống cuống. Một gã trung giai huyền đế cũng không phải tùy tiện người nào muốn xúc phạm cũng được, không có chút cân lượng ai còn dám tiến lên trước nửa bước. Theo phương thần xuất hiện, những võ giả không đủ lực đều nhao nhao quay đầu rời đi. Bọn hắn sợ nên chậm trễ thêm chút nữa sẽ phải bỏ mạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Trong lúc nhất thời, gần trăm người vừa rồi đột nhiên giết đến đã ít đi rất nhiều, chỉ có tầm 10 cường giả đạt tới ngoài đế cấp là ở lại. Bất quá, tầm 10 tên huyền đế này cũng không phải cùng phe cũng không lập tức liên thủ ra tay với Phương Thần và Viên Chiến Thiên. Trong 10 tên huyền đế này, có 3 gã đã là trung giai huyền đế rồi, trong đó một gã trung giai huyền đế mở đầu nói, trước liên thủ giết chết bọn hắn, lại quyết định ai đến giết Lăng Tiếu, chư vị nghĩ sao? Tên trung giai huyền đế này không thể nghi ngờ rất tỉnh táo, biết rõ trước tiên đoàn kết đối địch sau đó phân lợi ích. Như thế cũng tốt, chúng ta trước tiên giết hắn, những người khác đi đối phó tên Thiên Tôn kia. Một tên trung giai huyền đế khác lên tiếng, sau đó hắn gọi hộ thân linh thú của mình ra, cùng hai gã trung giai huyền đế khác ra tay đối phó Phương Thần. Mấy tên đê giai huyền đế còn lại thì bắt đầu vây công tới Viên Chiến Thiên. Các ngươi ăn hết tim gấu gan báo rồi, rõ ràng dám đánh chủ ý vào lão đại ta. Lúc này, một đạo thanh âm tức giận từ bên dưới đáy hồ vang lên. Một người trẻ tuổi cầm trong tay hỏa thương, không biết từ lúc nào xuất hiện bên người Lăng Tiếu. Người trẻ tuổi này lớn lên đặc biệt, dáng người càng vô cùng cao lớn cường tráng mang đến cho người một loại cảm giác cao lớn uy mãnh, khí vũ hiên ngang, hòa thuộc tính đầm đặc càng không ngừng vòng quanh cạnh hắn, khiến hồ nước bên cạnh cũng bốc hơi đi không ít. Nương theo sự xuất hiện của hắn còn có một đầu lang vương, uy uy ra lông kim bạch sắc, đầu lang vương này thể tích khổng lồ, răng nanh lãnh liệt khát máu khiến người cảm thấy kinh hãi, mà con mắt thứ ba trên trán nó càng lộ ra quý ý âm trầm nồng đậm. Nó ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, tựa hồ như đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Người trẻ tuổi này không phải bại gia tử thì còn ai nữa? nó ở trong dược môn cùng si mị hỏa châu phân phệ kim liệt u châu một mực tiến nhập vào trạng thái tiêu hóa những tinh hoa hỏa thuộc tính kia kim liệt u châu là dị châu giữa thiên địa tụ tập không biết tinh hoa hỏa thuộc tính bao nhiêu vạn năm bại gia tử tuy chỉ phân phệ một phần ba năng lượng của nó nhưng cũng đủ cho hắn tiến dai rồi hiện giờ nó đã từ thất giai đê giai đạt đến thất giai trung giai đỉnh phong tùy thời đều có thể tiến vào cảnh giới thất giai cao giai đổi lại là linh thú bình thường hấp thu nhiều năng lượng thiên hỏa như vậy chỉ sợ có thể nhảy liền hai ba giai rồi, nhưng bại gia tử chính là thần thú, mỗi khí tiến một giai đều cần năng lượng khổng lồ, bằng không nó cũng sẽ ăn thú đan như đường kẹo nhưng cũng không thể mau chóng tiến giai, cho nên nó có thể dựa vào thiên hỏa tiến lên một giai đã rất không dễ dàng gì, huống chi nó còn có được thu hoạch không tưởng. Bại gia tử và tiểu kim cùng nhau lăng không bay lên, một đôi tổ hợp bọn hắn lập tức khiến người chú ý. Bọn hắn nghĩ mãi vẫn không rõ ở đâu lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi và một đầu linh thú thất giai như vậy xem bộ dáng bọn hắn hẳn là đến tương trợ Lăng Tiếu. Bại gia tử sau khi quát to một tiếng mang theo hỏa thương bay vút lên không, hắn đánh tới một gã trung giai huyền đế gần đó. Thâm tử hỏa diễm mang đến cho người một loại cảm giác hết sức kiêng kỵ, chỗ nó xẹt qua ngay cả không khí cũng bị đốt sạch. Kỳ Lân thần hỏa, vốn là một loại hỏa diễm có thể sánh cùng thiên hỏa, mà bại gia tử hấp thu kim liệt u diễm, thần hỏa của nó cũng được tiến hóa, uy lực đã mạnh hơn trước nhiều. Đây là chỗ tốt chính thức khi nó thôn phệ kim liệt u châu, Tạp trùng ở đâu ra lại dám khiêu chiến bổn đế, thật sự là không biết sống chết, tiểu nhị lên cho ta, ăn hết hắn. Tên trung giai huyền đế kia tự hồ đối với bại gia tử có chút không cho là đúng, dùng thực lực hắn hiện giờ muốn đối phó một người trẻ tuổi còn không dễ, như trở bàn tay sao. Hắn không tự mình ra tay, mà bảo đầu thất giai hộ thân linh thú kia đối phó bại gia tử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.